chương 121, tiêu nhị ca bướng bỉnh. Hai anh em tiêu phàm tiêu thiên đi tới trước sofa, thỉnh an hỏi thăm sức khỏe cha. Tiêu phàm không vội vàng hấp tấp như trước. Tiêu thiên mới vừa rồi còn hào hứng nhanh nhẹn, mồm mép láo lỉnh, liền trở nên có khuôn phép, dường như trong nháy mắt đã biến thành một người khác vậy. Tiêu chạm chừng mắt, theo thói quen muốn giáo huấn cậu ta mấy câu, lập tức như là nhớ ra điều gì đó, lời khiển trách nuốt trở lại vào miệng, uy nghiêm gật gật đầu, nói đã về rồi ư tất cả ngồi đi tiêu phàm theo lời ngồi xuống tiêu thiên hết nhìn đông tới nhìn tây rồi nói con đi pha trà thật ra tiêu thiên là một đại mèo lười nhưng cậu ta ngoan ngoãn ngồi trước mặt cha áp lực thật sự quá lớn còn không bằng lao động chân tay nói xong cũng không đợi tiêu chạm gật đầu liền chạy thoát thân vẻ mặt tiêu chạm trầm xuống hư một tiếng cả giận nói không có định tính tiêu phàm mỉm cười nói Cha, con người đều sẽ thay đổi, cho Tiêu Thiên một chút thời gian. Lục Thúc Thúc cũng thay đổi rồi. Tiêu Trạm liếc mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, trong lòng đầy hoài nghi. Mấy ngày hôm trước, Tiêu Phàm từng nói ngay trước mặt lão gia tử, liên quan đến công việc của Lục Hồng hãy để hắn đi xử lý. Lúc ấy Tiêu Trạm cũng không lưu tâm, coi như Tiêu Phàm ăn nói lung tung. Ngay cả ông ta cũng không có biện pháp thuyết phục Lục Hồng, Tiêu Phàm cơ bản lại không có bản lĩnh này. Nhưng mà mấy ngày qua Lục Hồng thật đúng là đổi chủ ý rồi, chủ động gọi điện thoại cho ông ta, cùng nhất trí rất nhanh. Chẳng lẽ trong lúc này thật sự Tiêu Phàm đã đẩy tay? Audio điện tử võ tấn bền. Tuy nhiên Lục Hồng hình như không có đề cập tới Tiêu Phàm, chỉ là cùng Tiêu Trạm Hàn Huyên chút về chuyện vui vẻ lúc còn trẻ, dường như có ý muốn tiếp tục mối quan hệ tốt với Tiêu gia, củng cố khối đồng minh đôi bên. Bởi vậy Tiêu Trạm đặc biệt cao hứng. Chuyện này con lo liệu hay sao? Tiêu chạm hơi ngập ngừng một lát, hỏi, bất giác âm thanh giảm xuống chút ít. Tiêu phàm khẽ gật đầu, nói. Dạ, là con lo liệu đấy. Lục thúc thúc mấy năm gần đây bị bệnh đau đầu, lâu không dứt, con xem nguyên nhân bệnh cho ông ta một chút. Tiêu phàm tính vốn không thích khoe khoang thành tích, nhưng trở lại lần này chủ động nói đến tình huống của lục hồng trước mặt tiêu chạm, cũng là có suy xét của mình. Lão gia tử nghịch thiên cải mệnh, đến phút cuối thiên cơ bị che đầy hoàn toàn trong gang tấc tiêu phàm đoán không ra sự thay đổi sau này của toàn gia, vậy cũng chỉ có thể nghĩ theo biện pháp căn bản, thừa dịp ông cụ khỏe mạnh, mở rộng thực lực, tiêu hệ. Tiêu chạm là người chính trực đoan phương, quá mức nghiêm túc. Về cái điểm, đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, lại là, vốn sinh ra đã kém cỏi tiêu phàm quyết tự thân xuất mã, giúp cha một phen. Trước đó, tiêu phàm cũng không có quá nhiều kinh nghiệm đánh cờ chính trị, Bây giờ lập tức phải tham gia xoáy sâu vào chính trị trình độ cao đến như vậy, kết hợp với tiêu chạm là điều hết sức cần thiết. Bất luận là trình độ, triệu hồi lực và lực ảnh hưởng, hắn đều không thể đánh đồng với tiêu chạm, chỉ có thể trợ giúp bên cạnh. Ở trên vấn đề trọng đại, hai cha con nhất định phải duy trì sự nhất trí ở mức độ cao. Chẳng hạn như lần này, hắn giúp Lục Hồng chữa bệnh, thái độ của Lục Hồng thay đổi như trong dự đoán của hắn. Nhưng mà về sau thái độ của Lục Hồng như thế nào? hắn cũng không nắm được. Thông tục mà nói, đây là, mua bán một lần, hay là, kinh doanh trường kỳ, thì còn phải bàn bạc. Ở phương diện này, kinh nghiệm của tiêu chạm chu đáo hơn nhiều so với hắn, chắc chắn biết làm thế nào để tận dụng lợi thế của, tình người, tạo ra cơ hội, ra sức một lần nữa lôi kéo lục hồng về phe, tiêu hệ, ít nhất cũng phải duy trì, quan hệ đồng minh, chặt chẽ. Đối với lĩnh vực mà bản thân mình không am hiểu, tiêu phàm từ trước tới nay cũng sẽ không, không hiểu giả hiểu trên thế giới này, căn bản không thể có ai là vạn năng cả. Ngay cả Thượng Đế cũng không tạo ra bản thân ông, cũng không thể một tay nhấc bổng trái đất. Còn chữa hết bệnh của Lục Hồng sao? Giản Tú Hoa bê nước trà đi tới đúng lúc nghe được Tiêu Phàm và Tiêu Trạm nói chuyện, không dừng được hỏi, đầy vẻ tò mò. Tiêu Thiên cười nói, mẹ, có cái gì đâu chứ, anh chữa bệnh cho người ta rất lợi hại, bác sĩ bình thường ngay y cả việc sách giày cho anh ấy cũng không xứng. Về mặt này, Tiêu Thiên đã đích thân lĩnh hội đấy. Tiêu Trạm liếc mắt nhìn Tiểu Nhi tử một cái. Nói chuyện mà cây nhà lá vườn, như vậy, một chút cũng không để ý. Nếu như vậy tới chỗ làm việc, đồng chí địa phương còn tưởng rằng toàn bộ nhà lão Tiêu đều là trình độ như vậy đấy. Tiêu Thiên rụt cổ một cái, cười ha hả, ngồi xuống sofa. Nhìn thấy ca hiện tại không có tâm trạng dậy bảo cậu ta, không ngại ngồi xuống như vậy. Tiêu Phàm cười nói, "Đúng vậy ạ." À bệnh đau đầu này của lục thuốc thuốc rất cổ quái dùng thiết bị y học hiện đại kiểm tra đo lường căn bản là cha không ra nguyên nhân bệnh bệnh này dày vỏ chú ấy đã nhiều năm rồi mấy hôm trước lúc ra mắt một vị lãnh đạo liền bị phát bệnh rồi ảnh hưởng không tốt lục thuốc thuốc tính cách rất mạnh không may phát sinh trùng hợp như vậy quả thực làm trong lòng chú ấy rất khó chịu giản tú hoa ngồi xuống bên cạnh tiêu phạm hỏi thiết bị y học hiện đại cũng tìm không ra nguyên nhân bệnh con làm thế nào mà tìm ra nguyên nhân bệnh cho chú ấy vậy? Tiêu phàm ở nhà thỉnh thoảng phát huy chút đồng y và thuật châm cứu của hắn, nhưng mà giản tú hoa thân thể rất khỏe mạnh, tiêu phàm chỉ từng điều trị cho bà hai căn bệnh nhỏ thôi, bản thân giản tú hoa cũng phát hiện không dây thuật của con trai thần kỳ đến cỡ nào. Giản tú hoa xuất thân nhà quyền quý, vẫn khăng khăng cho rằng thân thể có bệnh nên đến bệnh viện. Ở đó tập trung các bác sĩ cao cấp nhất cả nước, thiết bị chữa bệnh tốt nhất và các loại thuốc quý nhất. Tiêu Phàm cười mỉm, nói nghiêm túc mà nói, lục thúc thúc đau đầu không coi là bệnh, mà là do ảnh hưởng của bố cục phong thủy trong văn phòng làm việc làm cho âm dương trong cơ thể mất cân bằng. Trường hợp này thiết bị chữa bệnh bình thường đúng là không tra ra được. Tiêu Trạm bắt đầu hơi nhíu mày. Tiêu Phàm mặc dù đã dùng hiện thực để chứng minh với ông sức mạnh của phong thủy đúng là có tồn tại, nhưng nền giáo dục mấy chục năm qua Tiêu Trạm được đào tạo và tín ngưỡng đã kiên trì, khiến ông rất khó thay đổi hoàn toàn quan niệm của mình trong khoảng thời gian ngắn. Quái lực loạn thần, ông vẫn rất khó chấp nhận tất cả. Tuy nhiên tương đối mà nói, thái độ của Tiêu Trạm đã có sự biến hóa rất lớn. Nếu đặt tại thời điểm trước kia, Tiêu Phàm chỉ cần nhắc tới lời này, chỉ sợ lập tức sẽ bị khiển trách. Mục đích của Tiêu Phàm chính là từng bước thay đổi quan niệm của cha. Dù sao hắn cũng không phải là một người lặng lặng trốn đi tu luyện nếu vào trốn hồng trần, sau này cũng không thể tránh khỏi việc thể hiện trước mặt mọi người một ít liên quan đến phong thủy, tài tinh thông y bói toán. Nếu luôn bị cha hiểu lầm, thậm chí là căm thù, quả thật quá phiền phức. Tối hôm trước con đã đi đến phòng làm việc của lục thúc thúc một chuyến, giúp chú ấy đổi lại bố cục phong thủy một chút, lại kê đơn thuốc cho chú ấy. Chỉ cần theo đơn thuốc, nhiều nhất là 6 tháng bệnh đau đầu kia cũng sẽ không bị lại. Giản Tú Hoa Kinh ngạc nói lục thúc thúc con cũng tin điều này ư tin tiêu phàm rất quả quyết nói anh giúp chú ấy trị bệnh rồi chú ấy chắc chắn tin tưởng anh chứ tiêu thiên ở bên ngắt lời nói kỳ thực đối với phong thủy một chữ cũng không biết cũng chưa chắc tin tưởng tuy nhiên huynh đệ một nhà trong thời khắc quan trọng cậu ta đương nhiên phải đứng ra nói giúp tiêu phàm tiêu chạm chừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái hừm con đừng quản mấy thứ này quản tốt con trước đã tiêu phàm đề nghị kia của con đã nói với nó hay chưa khi nào thì nó đi thôn hồng sơn tiêu thiên lập tức không hiểu ra sao cả nói cái gì mà đề nghị ạ à, anh đi thôn hồng sơn làm cái gì tiêu phàm vẫn chưa có đề cập với cậu ta tiêu phàm cười nói như thế này tiêu thiên anh kiến nghị với ông nội và cha em đi huyện la châu công tác chức vụ cụ thể anh đề nghị là phó chủ tịch thị trấn hồng sơn hoặc là phó bí thư kiêm nhiệm bí thư tri bộ đảng thôn hồng sơn đó là quê nhà của chúng ta, em trở về học tập rèn luyện cũng tốt. a à, tiêu thiên ngứa người, cả buổi thẫn thờ, không lấy lại được tinh thần. Đây cũng là điều mà cậu ta bất kể như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, có nằm mơ cũng không nghĩ rằng phải đi thôn Hồng Sơn làm bí thư chi bộ gì đó. Đột nhiên từ nơi thủ đô Giang Hồng Tử Lục Bị, trục xuất, đi đến thôn Hồng Sơn thâm sơn cùng cốc, đó có thể thật muốn cái mạng nhỏ của cậu ta. Anh, khỏi đùa như vậy, đây là đang chỉnh em ư. Một lát sau, Tiêu Thiên bất chấp cha mẹ ở đây, lớn tiếng ồn ào, khuôn mặt đỏ bừng, có chút kích động. Nói bậy, Tiêu chạm gào to, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị. Lời nói làm sao, cái gì mà chỉnh chứ? Con là cán bộ đảng viên, làm việc nên tuân theo sự sắp xếp của cấp trên, đây là nguyên tắc cơ bản nhất. Con, con dù sao sẽ không đi, bí thư chi bộ thôn lại không làm được, cũng không muốn làm. Tiêu Thiên phát cáo lên, ngạnh cổ nói tiêu nhị ca ngang ngược, thiên vương lão tử cũng không áp chế được cậu ta. Nhìn thấy tiêu chạm hắng giọng một cuộc tụ họp gia đình êm đẹp lại phải tan rã trong không vui, giản tú hoa liền gấp rút giải thích. Tiêu thiên, con không muốn đi thôn Hồng Sơn, vậy con nói thử, con muốn làm ở đâu? Nếu không thì, không làm bí thư chi bộ thôn cũng được, con làm ở thị trấn cũng tốt lắm, thật ra giản tú hoa cũng lần đầu tiên nghe được đề nghị này, trong lòng cũng không phải rất tán thành. Tiêu Thiên đúng là con ông cháu cha, nhưng phận làm mẹ, ai bằng lòng để đứa con rời khỏi bên cạnh mình chứ? Tiêu chạm quát, bà đừng nuông chiều nó, đây không có gì hay để có kè bớt một thêm hai đâu. Cấp trên đã sắp xếp như vậy, ai cũng phải tuân theo. Giản tú hoa dùng ánh mắt ngăn cản tiểu nhi tử làm ồn ào, khéo léo nói. Lão tiêu, đây không phải trong nhà sao, thương lượng trước một chút. Không có gì thương lượng, hai bốn hai năm tuổi rồi, làm việc còn phải chọn ba lấy bốn nó nếu như không rời môi trường này đi cả đời đều học không tốt suốt đời là đồ ngu tiêu thiên khuôn mặt vẫn đỏ bừng quai hàm cắn rồi lại cắn cho thấy vô cùng không phục tiêu nhị ca là con ông cháu cha công việc của đơn vị cũng không có bỏ hoang đương nhiên đơn vị cũng không có bao nhiêu công việc sắp xếp cho cậu ta làm nhưng đó là chuyện của đơn vị không phải lỗi của cậu ta tiêu phàm nói cha chuyện này hay là để con giải quyết đi. Tiêu Thiên, cho em một tháng, suy nghĩ kỹ một chút, thông suốt rồi, thì chúng ta đi Hồng Sơn. Không cần thiết, đừng nói là một tháng, cho dù là một năm, mười năm, em cũng sẽ không nghĩ thông đâu. Tiêu Thiên lập tức cứng rắn nói. Vậy cũng không chắc chắn, thiên địa vạn vật thời khác đều phát sinh biến hóa, trên thế giới này không có chuyện nào là chắc chắn cả. Tiêu Phàm cười cười, nói không vội vàng hấp tấp, có vẻ như đã dự tính sẵn ở trong đầu chương 122, nhân tài kiệt xuất trong giới đồ cổ. Những năm gần đây, tốc độ phát triển của bất động sản ở thủ đô là cực nhanh, một đám hoa viên cư xá như nấm mọc lên sau trời mưa, thi thoảng mọc lên ở góc nào đó của hoàng thành cổ xưa. Thời gian xây dựng cư xá thiên nguyên tương đối dài rồi. Bình thường mà nói, càng là cư xá được xây dựng sớm nhất, cấp bậc càng thấp, các thiết bị đồng bộ đi kèm cũng lạc hậu hơn. Thiết bị xây dựng, luôn theo thời gian trôi qua mà không ngừng đổi mới, nhưng Thiên Nguyên cư xá tuyệt đối là ngoại lệ. Là một trong những khu chung cư xa hoa cao cấp nhất ở thủ đô được xây dựng từ rất sớm, tính thời gian cũng đã qua vài năm rồi, Thiên Nguyên cư xá vẫn như cũ là cái tên đại biểu cho khu cư xá lộng lẫy nhất ở thủ đô. Tôn Chỉ lúc trước thiết kế Thiên Nguyên cư xá chính là 50 năm không lạc hậu. Đương nhiên, 50 năm không lạc hậu, có lẽ có phần khoa trương, xem như là một ván cược của các nhà đầu tư xây dựng. Tại thời đại mà khoa học kỹ thuật bùng nổ, các lĩnh vực đều nhanh chóng biến đổi, 50 năm sau, toàn bộ thế giới đều không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Một đội thiết kế của công ty bất động sản, thật muốn có thể dự liệu được hết thảy sau 50 năm, đây không phải là kỳ tích, cũng không phải thần thoại, càng không phải là yêu nghiệt, mà là nằm mơ. Nhưng trong vòng 10 năm hoặc trong vòng 20 năm không lạc hậu, thì có thể có khả năng. Thiên Nguyên cư xá cũng không ở trong phố xá sầm uất, mà là ở vùng ngoại thành. Ít nhất tại thời điểm xây dựng là ở vùng ngoại thành. Tuy nhiên tốc độ khuếch trương thành phố ở thủ đô thật sự quá nhanh, mấy năm qua đi, nơi này đã không thể xem như vùng ngoại thành rồi, bắt đầu dung nhập vào khu nội thành. Đối với tốc độ phát triển như hiện nay, Lưu Bát Gia cũng không phải rất hài lòng. Gã ta không phải ngại phát triển quá chậm, mà là ngại phát triển quá nhanh rồi. Chiếu cái tốc độ này phát triển tiếp, không đến vài năm, Lưu Bát Gia lại phải dọn nhà rồi. Lưu Bát Gia không thích ở tại khu sầm uất náo nhiệt thậm chí không thích ở trong nội thành, y thích ở nơi non xanh nước biếc, đi lại nhanh và tiện. Ở tại khu vực nội thành, vừa ra khỏi cửa liền kẹt xe, thật sự làm người ta nhức đầu. Trong giới thu thập đồ cổ ở thủ đô, Lưu Mặc Lưu Bát Gia thật sự là danh tiếng lẫy lừng. Người lành nghề trong ngành đều rất rõ thị trường giao dịch đồ cổ cao cấp nhất, không phải ở chợ Lưu Ly, mà là ở nhà của Lưu Bát Gia. Lưu Mặc có cửa hàng ở chợ Lưu Ly, hơn nữa không chỉ một cái quy mô rất lớn buôn bán làm càng lớn. Nhưng mà những tinh phẩm thật sự đều được cất giấu ở trong kho bảo hiểm ngầm của ông ta. Biệt thự lớn nhất, xa hoa nhất trong Thiên Nguyên cư xá chính là nhà của Lưu Bát gia. Đương nhiên, nghiệp chủ không phải là ông ta, thậm chí nghiệp chủ của toàn bộ cư xá và trên danh sách đăng ký của nhân viên thường trú đều không có cái tên Lưu Mặc. Đơn giản dựa trên tư liệu tìm hiểu, Thiên Nguyên cư xá không có hộ gia đình nào kêu Lưu Mặc. Đây cũng là tác phong nhất quán của Lưu Bát gia. Trước kia gã ta sống tại tứ hợp viện thất tiếm một tòa nhà cổ ở thủ đô, trên danh sách người ở trong tứ hợp viện cũng không có tên gã ta. Thậm chí trong tư liệu của toàn bộ hộ tịch ở thủ đô, đều tìm không ra lưu mặc con người này. Ở cơ quan công an, lưu bát gia cũng không tồn tại. Lưu mặc là một người cực kỳ cẩn thận. Bất kể là ai, trong kho bảo hiểm cất chứa vô số đồ cổ cấp, quốc bảo đều sẽ biến thành hết sức cẩn thận. Lưu mặc gần như hận không thể đem chính mình giả dạng làm một còn bà ba, khiến cho tất cả mọi người đều trực tiếp đem ông ta trở thành không khí. Thiên nguyên cư xá biệt thự, chữ thiên số 1, được canh phòng nghiêm ngặt, vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Nhìn qua, biệt thự này ngoại trừ quy mô có chút lớn, chiếm diện tích rộng một chút, cùng các biệt thự khác xung quanh, cũng không khác nhau mấy. Trên thực tế bất kỳ một người hoặc một chiếc xe nào có ý đồ tiếp cận xung quanh biệt thự trong vòng 10 thước, đều bị giám sát cực kỳ chặt chẽ. Trong biệt thự này của Lưu Mặc, được cài đặt thiết bị theo dõi điện tử tiên tiến nhất trên toàn thế giới và một đội bảo an tinh anh. Đội bảo an tinh anh này sức lực cường đại, tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng được. Có thể nói như thế này, trừ phi một đội quân hoàn chỉnh được trang bị đầy đủ đến đây, mới có thể công hạ được tòa biệt thự này. Vua trộm ra các ánh huy được xưng là thần trộm đệ nhất Đông Phương, đã từng đánh chủ ý lên người lưu mặc không chỉ một lần, kết quả mỗi lần đụng đến đều đầu rơi máu chảy, gãy cánh mà đi tuy nhiên Lưu Mạc thật ra cũng rất bội phục ra các tướng quân này. Tiểu tạc này cũng thật có bản lĩnh, trong đó có một lần thiếu chút nữa đã để tên này thành công xâm nhập vào kho bảo hiểm ngầm. Nếu không phải bị một nhân viên bảo an ngẫu nhiên phát hiện, lần đó nói không chừng đã để ra các ánh huy đoạt được rồi. Nếu thật sự là như vậy, tổn thất của Lưu Bát ra sẽ rất nghiêm trọng. Ra các ánh huy tên tiểu tạc này, cho tới bây giờ đều không có, phẩm chất kẻ trộm, lòng tham không đủ, nhìn thấy thứ đáng giá tuyệt đối sẽ lấy hết mới đi. Thứ đáng giá trong kho bảo hiểm ngầm của Lưu Bát Gia, thực sự không ít, tùy tiện lấy đi 3 năm món đồ, Lưu Mặc sẽ phải đấm ngực dẫm chân rồi. Lưu Mặc không quan tâm đến tiền, thứ gã ta quan tâm là đồ vật. Gã ta thật sự rất thích đồ cổ, theo cách nói của Lưu Bát Gia, những đồ cổ này đều có linh hồn, mỗi một món đồ cổ trong mắt Lưu Bát Gia đều là vật sống. Gã ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn cổ vật, thậm chí cùng linh hồn cổ vật kết nối. Có một số người trong ngành nghe tới, lưu mặc đây là cố ý giả thần bí, tự đề cao thân phận. Đều là hồ ly ngàn năm, người còn chơi cái gì lưu trai. Những lời nói nhảm này ngươi liền hò hét tiếp đi. Nhưng cũng có những người cùng ngành lại tin tưởng không chút nghi ngờ, không vì cái gì khác, liền vì thân phận và địa vị bây giờ của lưu bát ra trong giới cổ vật. Tại sao là lưu mặc mà không phải là người khác trở thành, lão đại, trong giới cổ vật ở thủ đô, mà không phải người khác. Không có chút bản lĩnh đặc biệt, Lưu Mặc không có khả năng hoàn toàn dựa vào vận khí mà đưa cuộc đời mình lên đến đỉnh cao như vậy. Nghe nói cao nhân, đồ ngọc, có thể mở thiên nhãn, nhìn rõ bên trong của tảng đá. Vậy tại sao Lưu Bát Gia không thể mở, thiên nhĩ, cùng linh hồn cổ vật kết nối? Hết thảy đều có khả năng. Lưu Bát Gia không cần thân phận cao quý dựa vào việc giả thần giả quỷ, thật sự không cần, một chút cũng không cần người có thể đi vào biệt thự của lưu mặc đều là ít lại càng thêm ít tuyệt đối không phải vì ngươi có tiền hoặc là có quyền cửa chính lưu ra sẽ vì ngươi mà mở ra tiền lưu bát ra cơ bản không thèm để ý đến quyền vậy còn phải xem quyền lực của ngươi lớn đến bao nhiêu lớn đến trình độ nhất định vậy không cần ngươi đến nhà lưu mặc sẽ chủ động đi thăm hỏi ngươi tặng cho ngươi đồ cổ chân quý mà ngươi muốn nghe nói có một vị tỷ phú tới từ vùng biển muốn đi vào kho bảo hiểm ngầm của Lưu Mạc thưởng thức một chút, bỏ ra hơn một triệu để mua chút quan hệ, không cần nói tới kho bảo hiểm ngầm, gã đến cửa chính của biệt thự còn không thể vào được. Đối với những nhà giàu mới nổi chỉ có tiền như thế này, Lưu Mạc đến liếc nhìn một cái cũng không muốn. Quá tầm thường, chân chính biết chơi đồ cổ, đó đều là cao nhân. Hơn một triệu, nhà giàu mới nổi này cũng đủ tư cách ở bên ngoài biệt thự dạo vài vòng, không thể dạo quá nhiều vòng, thời gian đi dạo cũng không thể quá dài, nếu không, Lưu Bát Gia sẽ mất hứng. Làm cho Lưu Bát Gia tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vô cùng vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên ngày hôm nay, cửa chính biệt thự mở rộng, Lưu Bát Gia tự mình đứng ở cửa chào đón, vô cùng khách khí mà đưa một vị nam tử trẻ tuổi mặc đường trang màu nguyệt sắc, đi giày vải màu đen và một cô gái cũng trẻ tuổi như hắn, cung kính nghênh tiếp vào biệt thự. Biệt thự này của Lưu Bát Gia, số lần tiêu phàm tới không phải rất nhiều. Mỗi một lần đại giá quang lâm, đều nhận được tiếp đãi theo quy cách cao nhất của Lưu Mặc. Đa số thời điểm, đều là Lưu Mặc chủ động đi quán trà thất tinh chờ tiêu công tử. Không ai biết Lưu Bát Gia vì sao lại đối với tiêu phàm kính cẩn khách khí như thế, thậm chí còn không biết rõ lai lịch thực sự của người thanh niên trẻ tuổi nho nhã này. Người phụ trách đội bảo an đã được Lưu Mặc chính mồm phân phó qua, mặc kệ tiêu thiếu ra khi nào thì đến biệt thự, đều phải đón tiếp theo quy cách cao nhất. Nếu thời điểm tiêu thiếu ra đến, Lưu Mặc không ở nhà, nhất định phải ngay lập tức điện thoại liên hệ, Lưu Mặc sẽ lập tức trở về gấp. Cho nên, mỗi một vị nhân viên bảo an thậm chí là cả tạp dịch trong biệt thự, đều có thể nhớ kỹ diện mạo của tiêu phàm và xưng hô tiêu thiếu ra, như thế này. Bất kể tiêu thiếu ra là đến một mình, hay là mang theo người cùng đến, đều sẽ không bị kiểm tra và cản trở dù chỉ một chút. Nhưng mà tiêu phàm chưa từng làm khách không mời mà đến, mỗi lần tới thiên nguyên cư xá đều đã hẹn trước, gọi điện thoại nói chuyện với Lưu Mặc xác định lưu mạc ở nhà, mới đến. Người có sức ảnh hưởng, đều có nguyên tắc và thể thống của chính mình. Lưu bát ra trực tiếp nghênh đón tiêu thiếu gia và tân cô nương vào, mặc hiên. Đi vào biệt thự, bản thân càng thêm có thể cảm nhận được tòa nhà này của lưu mặc chiếm diện tích rộng lớn. Mặc hiên, là viện nhỏ tồn tại độc lập, toàn bộ là kiến trúc giả cổ, giường cột chạm trổ, tường đỏ ngói xanh, vô cùng có phong cách cổ điển gần sát là một hồ nước nhân tạo ước chừng rộng vài mẫu, thấp thoáng ở trong rừng trúc, gió mát thổi đến, sóng rừng từng trận, làm người ta rất vui vẻ thoải mái. Mà hồ nước nhân tạo này cũng thuộc tư sản của biệt thự thiên tự số 1. Chỉ duy nhất lưu mặc có được, tuyệt đối không chia sẻ với các nghiệp chủ khác. Sở dĩ lưu bát ra có thể đặc biệt như vậy, không phải bởi vì gã ta nhiều tiền, mà là bởi vì bản thân gã ta là ông chủ lớn phía sau màn xây dựng cư xá thiên nguyên, thậm chí có thể nói, toàn bộ thiết kế của cư xá thiên nguyên, chính là xây dựng xung quanh biệt thự thiên tự số 1. ưu tiên thỏa mãn yêu cầu thiết kế của biệt thự thiên tự số 1 là nhiệm vụ trọng yếu nhất của đội thiết kế. Nếu thiết kế của biệt thự thiên tự số 1 không được thông qua, toàn bộ phương án thiết kế cư xá cho dù hoàn mỹ như thế nào, đều sẽ không chút do dự bị, gạch bỏ. Nếu không phải là bởi vì Lưu Mặc cần sống ở bên trong cư xá, cần có các nghiệp chủ khác sống trong cư xá để làm nền và che giấu như vậy toàn bộ thiên nguyên cư xá tất cả đều dùng cho kiến thiết biệt thự số 1 cũng là có thể đúng vậy lưu bát gia cần che giấu ở trung hoa có thể kinh doanh đồ cổ được đến trình độ như lưu mặc tuyệt không thể nào là hoàn toàn sạch sẽ ngoại trừ duy trì quan hệ tốt đẹp với đại nhân vật trên quan trường cùng với nhóm đại ca ăn chơi từng giây từng phút lưu lại đường lui cho mình cũng là điều bắt buộc đây cũng là nguyên nhân mấy năm trước lưu mặc dọn ra khỏi tứ hợp viện tứ hợp viện tại nội thành thủ đô là nơi phồn hoa nhất đầy dãy phong cách cổ điển phong thủy bố cục cũng là tốt nhất chỉ có một điểm không lý tưởng đó chính là giao thông trong ngõ không được thuận tiện vạn nhất xảy ra điều bất chắc ngoài ý muốn lưu mặc rất khó có thể rời khỏi thủ đô để cao chạy xa bay rất có khả năng bị người ngăn ở trong ngõ đến một cái bắt rùa trong hũ lưu bát ra cũng không hy vọng đến cục công an cùng người ta đấu trí so dũng khí gã ta tôn sùng tự do. Người càng có tiền càng thành công, mới càng có thể cảm nhận được tự do đáng quý. Thỏ khôn có ba hang, từ cổ đã có giáo huấn rõ ràng. Chơi đồ cổ nhiều năm như vậy, đối với lịch sử quen thuộc như vậy, Lưu Mặc không có khả năng không lãnh hội sâu khắc hàm nghĩa bên trong của những lời này. Trong lịch sử, những cự phú đại hào phàm là không hiểu được đạo lý này, đa số kết cục đều rất khó coi. Có lẽ gã ta đối tiêu phàm kính cẩn khách khí như thế, nguyên nhân cũng bởi vì tiêu phàm họ tiêu. chương 123, di vật của vạn thọ đế quân. Mặc hiên, tuy rằng không phải kho bảo hiểm ngầm, nhưng cũng cất chứa không ít hàng thượng đẳng có thể để vào số báu vật đồ cổ trong biệt thự này, nên không thể có một vật bình thường được. Nếu không, chẳng phải sẽ làm bẩn tên tuổi lớn như lưu mặc lưu bát ra sao. Tiêu phàm đứng ở trước từng dãy giá gỗ màu nâu nhạt tản ra mùi hương nhàn nhạt, nhạt, tường tận xem xét từng kiện đồ cổ tinh mỹ trên giá gỗ. Kỳ thật từng dãy giá gỗ được bày bên trong mặc hiên, bản thân nó chính là một bảo bối khó có được, chính là gia cụ bằng gỗ hoa lê vàng chính tông trong thời đại Khang Hy. Dựa theo giá cả thị trường bây giờ, cùng loại với loại này đường kính vật liệu vượt qua từ 20cm tới 30cm cùng với độ dài tấm vật liệu, mỗi nửa cân giá cả liền vượt qua 6.000 tệ. Đơn thuần chỉ tính giá cả nguyên liệu, mấy hàng giá gỗ bên trong mặc hiên này, giá trị liền lớn tới mấy trăm vạn tệ. Nếu lại đem giá trị đồ cổ tính vào, đó chân chính là giá trị liên thành vô giá lưu bát gia truyệt không phải là hạng người chỉ có hư danh chính bởi vì sự quý giá của gia cụ bằng gỗ hoa lê vàng bình thường có được một món gia cụ như vậy được tính là nhà hào phú rồi phàm là người có được gia cụ bằng gỗ hoa lê vàng không khỏi là vô cùng chân quý mà đem giấu đi làm bảo vật trấn gia ước chừng cũng chỉ có lưu bát gia có cách dùng như vậy đem gia cụ bằng gỗ hoa lê vàng giá cả liên thành thời khang hy này lấy ra làm kệ chứa đồ bình thường các khách nhân lần đầu tiên bước vào, mặc hiên, vừa tiến vào cửa liền bị sự hào phóng vô cùng của đại nhân làm cho chấn động tới choáng váng đầu óc. Không cần xem đến những bảo vật cất giữ trên kệ, cũng đã đối với lưu bát Gia sùng bái sát đất. Mà những cái bàn ghế gường tủ trong mặc hiên, đều là đồ cổ dùng gỗ hoa lê vàng chế tạo thành. Bày ở nơi dễ thấy nhất trong, mặc hiên, đều đã rung động lòng người như thế rồi, thật không biết trong kho bảo hiểm ngầm của lưu bát Gia rốt cuộc còn cất chứa những báu vật hiếm có như thế nào nữa. Có người thậm chí nói, đồ lưu bát ra cất xứ, có lẽ so với nhà bảo tàng trong đại nội còn quý hiếm hơn. Thiếu ra, thật ngượng ngùng a, à, trong khoảng thời gian này, không có vật gì đặc biệt hiếm lạ. Lưu mặc bồi ở bên cạnh tiêu phàm, mỉm cười nói vẻ mặt ái náy. Lưu bát ra khoảng chừng hơn 40 tuổi, hàm dưới để tròm dâu dài khoảng hai tấc, giống hệt tóc của gã ta, đen nhánh tỏa sáng. Vóc dáng bậc trung, Cơ thể săn chắc, không có một chút thịt thừa, tinh thần dồi dào. Gã ta ăn mặc tương tự như tiêu phàm, đường trang màu tím đỏ, dày vải màu đen. Lưu mặc miệng nói xin lỗi, trong đầu lại âm thầm kinh ngạc. Tiêu phàm lúc trước đến nhà tuyệt đại đa số đều là do Lưu Bát Gia mời mà đến. Lưu Bát Gia một khi kiếm được vật mới mẻ hiếm lạ, sẽ gọi điện thoại cho tiêu phàm, mời hắn lại đây giám định và thưởng thức một phen. Trong giới cổ vật ở thủ đô Đại sư giám định và thưởng thức đồ cổ chân chính khiến Lưu Mặc công nhận không nhiều lắm, tiêu phàm là một trong số đó. Nhất là đồ cổ có liên quan với truyền thừa đạo gia, năng lực giám định và thưởng thức của tiêu phàm lại càng là số một. Vị tiêu thiếu gia này, tựa hồ đối với đồ vật đạo gia có năng lực cảm giác khác thường, bất luận loại đồ cổ nào qua tay hắn, đều không thể lọt khỏi mắt. Điểm này, ngay cả Lưu Mặc đều xem thế là đủ rồi. Đồ cổ có linh hồn, ở trong mắt Lưu Mặc những lời này tuyệt đối là thật sự, không mang theo nửa điểm giả dối. Bất kể người khác tin cũng tốt, không tin cũng thế, Lưu Mặc chính là dựa vào bản lĩnh này khởi nghiệp. Tiêu Phàm dường như có năng lực tương tự như gã ta. Có đôi khi, Lưu Mặc cũng âm thầm may mắn, Tiêu Phàm không có đem tinh lực chủ yếu đặt trên đồ cổ. Nếu không, chỉ sợ Lưu Bát gia sẽ đụng phải đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất, chưa chắc đã có thể giành được thành tựu huy hoàng và địa vị vô thượng như hôm nay. Nếu luận bàn về năng lực phân biệt giám định và thưởng thức đồ cổ, Lưu Mặc tự nhận không kém Tiêu Phàm. Thế nhưng người ta họ Tiêu a, à, Tiêu Phàm nếu cùng gã trở thành đối thủ cạnh tranh, dựa vào danh tiếng và quyền lực to lớn của Tiêu gia, Lưu Mặc bất kể như thế nào đều chịu không nổi. Cũng may Tiêu Phàm chỉ là người chơi. Đối mặt với người tài giỏi như vậy, Lưu Bát gia phá lệ cẩn thận một ít, hoàn toàn là lựa chọn chính xác. Lần này, Lưu Bát gia vẫn chưa phát ra lời mời. Tiêu Phàm đã chủ động liên hệ với gã ta, nói muốn đi qua nhìn một cái. Lưu Mặc nhiệt tình tiếp đái, đồng thời cũng có chút không yên, không biết Tiêu Phàm dùng gì để phá lệ. Tiêu Phàm không dừng lại lâu ở trước giá gỗ hoa lê vàng, giống như Lưu Mặc nói, trên giá gỗ đều là một ít đồ vật cũ. Tiêu Phàm trước kia đều giám định và thưởng thức qua rồi, không có đồ vật mới mẻ. Thiếu gia, mời ngồi. Lưu Mặc niềm nở mời ngồi, lại hướng về Tân Lâm ấy náy cúi đầu làm lễ, lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế điêu khắc bằng gỗ hoa lê vàng phía đối diện. Lưu bát ra cũng không phải là người thường, ánh mắt kia rất độc ác. Mặc dù Tân Lâm cho tới bây giờ vẫn yên lặng theo sát phía sau tiêu phàm, tiêu phàm ngồi cô đứng, quy củ thủ thật sự rất nghiêm. Nếu đổi lại người bình thường, khẳng định sẽ bỏ qua vị, nha hoàn, này. Lưu bát ra không thể không trình độ như vậy. Tân Lâm kia thâm tàng bất lộ cái khí độ của cao thủ đứng đầu, thoát không khỏi ánh mắt của gã ta, chỉ là không biết Tân Lâm là nhân sĩ giang hồ hay là xuất thân từ cao thủ đại nội của cục cảnh vệ. Lưu mặc không có đi điều tra. Gã biết rõ đạo lý tò mò hại chết mèo. Bí mật của một số người là tuyệt đối không thể đi điều tra. Làm rõ thân phận chân thật của Tân Lâm chỉ có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của gã ta, nhưng khả năng bởi vì việc này mà dẫn phát đến lại sẽ là phiền toái lớn. Nhìn trộm cơ mật của con cháu tiêu ra, hậu quả nghiêm trọng như thế nào? có lẽ sẽ vạch áo cho người xem lưng, làm cho người ta tìm được lý do để ra tay đối phó. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ra tài bạc tỷ và những cất chứa phẩm quý hiếm của Lưu Bát gia người đỏ mắt thèm thuồng là vô cùng nhiều, làm cho người ta tìm được cớ để dựa vào, có khả năng chính là tai họa ngập đầu. Mỗi lần Tân Lâm vì thị đến, Lưu Mặc đều chưa từng đối với cô thất lễ qua. Tân Lâm tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, không chịu ngồi xuống. Đó là chuyện của cô. Nếu thất lễ, thì chính là lưu bát ra không có mắt. Bày ở trước mặt hai người, là một mộc án có mùi hương và màu sắc cổ xưa, chất liệu cũng là gỗ hoa lê vàng, điêu khắc thành bàn cái cổ thụ, hình dạng là thọ tinh hiến đào. Gỗ hoa lê vàng từ trước đến nay khuyết thiếu nguyên liệu, mộc án điêu khắc này cũng là được ghép lại mà thành, làm thành hình dáng chạm khắc. Trên bàn gỗ hoa lê vàng, bày một bộ trà cụ chuyên dùng để pha trà. Lưu mặc tự mình pha trà khách nhân có thể tiến vào đến, mặc hiên, vốn là ít càng thêm ít. Dù là như thế, đãi ngộ khách nhân cũng như trước chia làm 3-7 loại. Khách nhân bình thường chỉ có thể ở, mặc hiên, tham quan một chút, đã bị mời ra ngoài. Khách nhân trọng yếu hơn, có thể ở mặc hiên ngồi một lát, do người chuyên môn pha trà khoản đãi. Khách nhân như tiêu phàm, thuộc loại tôn quý nhất, lưu bát ra tự mình pha trà. Từ sau khi lưu mặc chuyển đến thiên nguyên cư xá, Khách nhân tôn quý được hưởng thụ loại đãi ngộ này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhanh, mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía. Thiếu gia, mời. Lưu Mặc đem một ly nước trà sắc vàng cam, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Tiêu Phàm. "Cảm ơn." Tiêu Phàm mỉm cười nói tạ ơn, nâng chén trà lên, uống một ngụm. Lưu Mặc phụng bồi. Thấy Tiêu Phàm trước sau cũng không đề cập đến mục đích lần này tới, Lưu Bát ra lại càng nói năng thận trọng, tuyệt không mở miệng truy vấn. Loại lão điều giang hồ như Lưu Mặc biết rất rõ giao tiếp với loại người nào thì phải sử dụng loại phương thức nào. Tiêu Phàm nhìn qua nhã nhận dịu dàng, Kỳ thực là loại người chủ kiến cực kỳ kiên định, có việc sẽ tự chủ động mở miệng, nếu không hỏi cũng như là hỏi không. Lưu Tổng, chỗ ta có một đồ vật nhỏ, ngài nhìn một cái, cho giá đi. Tiêu Phàm uống hai hấp trà, mỉm cười nói, đây cũng là chỗ đặc biệt của Tiêu Phàm, thông thường người trong ngành đều tôn xưng lưu mặc là bát gia mà không phải xưng danh. Giới cổ vật ở thủ đô, bát gia là một cách xưng hô riêng, vừa nhắc tới bát gia chính là nói đến lưu mặc, không thể là người khác. Nhưng tiêu phàm từ đầu đến cuối đều gọi lưu mặc là lưu tổng, vô cùng chính quy. Lưu mặc cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù sao tiêu phàm là cháu đích tôn tiêu gia, hưởng thụ đãi ngộ của cán bộ quốc gia cấp phó quật, tự nhiên sẽ không thể đem mình và nhân sĩ giang hồ hòa chung, làm mất thể thống. Tuy nhiên nghe xong lời nói của tiêu phàm, lưu mặc lại hơi sững sờ giật mình. Như thế nào, tiêu phàm hôm nay chủ động đến nhà, chính là muốn bán đồ vật này nọ cho gã sao? Thế này thật là có chút kỳ quái. Tân lâm tiến lên một bước, đem một vật hình tròn màu đồng xanh loang lổ, đưa cho lưu mặc. Lưu mặc vội vàng đưa hai tay tiếp lấy, tùy mắt đảo qua, sắc mặt biến hóa, nói. Thiếu ra, đây là vật của vạn thọ đế quân. Vật này hình tròn, là một mặt gương đồng, đường kính ước chừng 5cm, cực mỏng, độ dày không đến 0,5cm, điêu khắc cực kỳ tinh xảo, đồ án bát quái và chữ cổ truyện của vạn thọ đế quân. Gương đồng bát quái là một loại pháp khí thường thấy trong những vật truyền thừa đạo giáo, nhưng quy cách như mặt gương đồng này có thể coi là rất nhỏ rồi. Bình thường đạo giáo sử dụng pháp khí gương bát quái, đường kính đều là 20cm trở lên. Cái gọi là Vạn Thọ Đế Quân, trên lịch sử kế thừa đạo giáo cũng là một nhân vật rất nổi danh. Người này không phải là đạo sĩ, chân chân thực thực, mà chính là một vị hoàng đế, Vạn Thừa Tôn Sư, hoàng đế tông gia tính đời Minh, Chu Hậu. Đời Minh tuyệt đại đa số hoàng đế đều tín ngưỡng đạo giáo, dựa vào gia tính hoàng đế là nhất, gần như đạt đến trình độ điên cuồng. Gia tính hoàng đế tại vị thời gian thật dài, khoảng 45 năm. Gia tính hoàng đế là người vô cùng nổi danh trong các lịch đại hoàng đế ở Minh Triều, thứ nhất là bởi vì tiền nhiệm của ông, Minh Võ Tông chính nước hoàng đế Chu Hậu Chiếu có danh là hoàng đế hoang đường, nguyên hình nhân vật, du long diễn phượng, đời sau có rất nhiều bí cung giã sử và hí kịch sân khấu về chính nước hoàng đế du giang nam. Chu Hậu Chiếu chết sớm, không có con thừa kế, Chu Hậu lấy thân phận là em họ của chính nước hoàng đế, do ngoại phiên mà thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước. Thứ hai là bởi vì thời gian ông tại vị, xuất hiện một tên đại tham quan, trong lịch sử chứ danh, thanh từ tể tướng, nghiêm tung, chính là y, một tay nhổ đi. Trong lịch sử đời minh, nghiêm tung so với chu hậu càng thêm nổi danh. Làm làm một vị hoàng đế, điểm không thể tha thứ cho chu hậu chính là ông mê luyến đạo giáo, hơn 20 năm không để ý đến triều chính, toàn bộ do gian tướng nghiêm tung nắm giữ. Giống như Tống Huy Tông, chu hậu tự mình phong rất nhiều danh hiệu đạo giáo, trong đó nổi danh nhất chính là Vạn Thọ Đế Quân cả ngày ở tử cấm thành nấu đan dược luyện thủy ngân, theo đuổi đạo trường sinh. Tuy rằng lúc chu hậu tại vị, ngu ngốc lười biếng, không để ý tới triều chính, ngay lúc đó đại minh triều và thiên hạ dân chúng vô cùng cực khổ. Nhưng mấy trăm năm sau khi ông chết, ông còn để lại một ít pháp khí đạo giáo, lại trở thành văn vật lịch sử quý báu. Coi như là vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng rồi. Tiêu phàm mỉm cười nói. Đúng, đây là món đồ nhỏ tôi đã tìm được từ lâu, lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng là vật nhái, tôi thuận lợi mua lại. Lưu mặc cười nói, những người này đúng là có mắt không nhìn được kim khảm ngọc bảo vật rồi. Lưu Tổng, ngài kiểm tra hàng. Thiếu ra, ngài đây là đang đánh mặt ta ư, pháp khí của vạn thọ đế quân, từ trong tay ngài xuất ra, còn có thể là giả hay sao? Lưu mặc nghiêm mặt nói, năng lực giám định và thưởng thức pháp khí đạo giáo của tiêu phàm, không người nào có thể phủ nhận. Ít nhất Lưu Bát Gia là nhận định như vậy. Chương 124, Pháp khí sống tiêu phàm cười nói. Pháp khí là thật, cũng là vật minh thế tông ngự dụng. Tuy nhiên vẫn phải mời Lưu tổng kiểm nghiệm hàng. Nghe Tiêu Phàm nói như thế, Lưu Bát Gia cũng cảm thấy kinh ngạc, lại lần nữa thưởng thức mặt gương đồng bát quái nho nhỏ kia. Hai ngón tay cái, chậm rãi ở trên mặt kính vuốt lên xuống, hai mắt khép hờ, dụng tâm cảm thụ nó. Vừa rồi gã ta đã kiểm nghiệm qua, Tiêu Phàm cũng nói rõ ràng, đúng là pháp khí Minh Thế Tông Chu Hậu đã dùng qua. Tuy nhiên nghe ý tứ trong lời nói của Tiêu Phàm, gương đồng bát quái này dường như còn có chút huyền cơ. Lưu Mặc lại không thể khinh thường. Giám định đồ cổ, Lưu Mặc đích thực là người trong ngành. Vuốt vài cái, Lưu Mặc bỗng a, à, một tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, lại lần nữa lấy ngón tay cái ở trên mặt kính chậm rãi chuyển động. Tiêu Phàm nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, cũng không thúc dục ước chừng thời gian uống nửa chén trà lưu mặc rốt cục thở phào một cái mở mắt ra vui mừng nói thiếu ra đây đây là một món pháp khí sống tiêu phàm mỉm cười gật đầu mặt gương đồng bát quái mà minh thế tông ngự dụng này đúng là gã ta nhiều năm trước trong đống đồ rơi vãi nhặt được cùng rất nhiều đồ giả ở cùng một chỗ bị tiêu phàm từ trong trọn lấy đi mặt gương đồng bát quái loại nhỏ này thật ra là một vật trang sức đeo ở trên người được sử dụng để trừ tà đuổi ma sau khi tiêu phàm lấy đi, đặt ở căn phòng bí mật trong chỉ thủy quan chậm rãi bồi dưỡng. mấy chục năm trôi qua, gương đồng này sớm đã bị kích hoạt, trở thành một món pháp khí sống. bên trong ẩn chứa nguyên lực đạo gia cực kỳ tinh thuần, có hiệu quả kỳ diệu về trừ tà đuổi ma, ngưng thần hộ thể. người bình thường là kiểm nghiệm không ra, cũng chỉ có đại gia như lưu mặc mới có thể cảm giác được. thiếu gia, đây, vật này, ngài thật sự nhường cho ta sao? Lưu Mặc có chút kinh nghi bất định hỏi Han. Pháp khí sống, như vậy, ở trong mắt người lành nghề chân chính, đó chính là bảo bối có thể gặp được mà không thể cầu được, cực kỳ chân quý, hơn xa chân báu đồ cổ bình thường. Thường nói như vậy, mặc cho ai có bảo bối như vậy, đều sẽ trịnh trọng đeo ở trên người mình để trừ tà hộ thể, nào có đạo lý nhượng lại. Tiêu Phàm cười nói, Lưu Tổng, tôi hiện tại đang cần dùng tiền, ông ra giá đi. Mặt gương đồng này ở trong mắt người bình thường, tự nhiên là cực kỳ quý hiếm. Đối với tiêu phàm mà nói, cũng chỉ là tầm thường. Thân là đại đạo sĩ, pháp khí cấp bậc này đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lưu mặc lập tức mừng rỡ, cũng không dám nói các câu khách khí như thiếu gia muốn dùng tiền chỉ việc mở miệng, những lời như vậy ở trước mặt tiêu phàm nói ra, quả thực chính là tự đánh vào mặt mình, lưu bát ra không thể không có mắt như vậy. Thiếu gia, ngài là người trong nghề, cũng biết về bảo bối này kỳ thật là bảo vật vô giá, có tiền cũng không mua được. Nếu thiếu gia đã có tâm muốn thành toàn cho ta lão lưu, ta đây liền chiếm cái đại tiện nghi này. 3 triệu, thiếu gia nếu như cảm thấy không thích hợp, cứ mở miệng. Tiêu phàm gật gật đầu, nói. Được, thỏa thuận xong. Lưu mặc là người thông minh, ra giá cũng vô cùng công bằng. Giống như Lưu mặc đã nói pháp khí sống, như vậy thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, nhưng mạng của mỗi người, ở trong lòng mỗi người, giá cả lại cũng không giống nhau. Phú hào bạc tỷ giống như lưu bát ra, ra bao nhiêu tiền để bảo mệnh cho bản thân mình đều sẽ không cảm thấy quá đắt. Mà ở vùng núi mỏ đen xa xôi, một thợ mỏ hạ thân, có lẽ chỉ có vài nghìn đồng tiền liền có thể an bài hậu sự. Thấy tiêu phàm gật đầu, lưu mặc lập tức lấy từ trong túi ra tập chi phiếu mỏng, ký tên lên một tờ chi phiếu tiền mặt 3 triệu, hai tay đưa cho tiêu phàm, vẻ mặt tươi cười nói. Thiếu ra, thật ngại quá thật ngại quá, tôi chiếm đại tiện nghi rồi. Tiêu phàm tiếp nhận chi phiếu, giao cho Tân Lâm. Tiền đổi Mercedes-Benz có rồi. Nếu phải qua đại kiếp nạn hồng trần, biến thân làm con ông cháu cha, vậy thì không thể thiếu tiền. Cũng may vô cực môn của cải giàu có, tiêu phàm có thể tận lực gây sức ép, tạm thời cũng không thể ép đổ được. Lưu mặc vuốt ve mặt gương đồng bát quái vừa mới tới tay kia, yêu thích không buông tay. Pháp khí sống cùng loại, lưu bát ra cũng không phải chỉ có một món, nhưng báu vật như vậy, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Lưu bát ra cho dù bản thân mình tạm thời không dùng đến, người nhà cũng có thể dùng đến. Cũng giống như đại đa số kẻ có tiền, Lưu mặc ở trên phương diện quan hệ nam nữ, yêu cầu đối với bản thân mình cũng không cao. Nữ nhân thân mật không ít, trong đó có mấy người đều sinh con dưỡng cái cho gã, xem như một đại gia tộc. Đương nhiên, cái này không thể công khai, chỉ có thể tự mình vui mừng. Đúng lúc này, một nữ tử hai mươi mấy tuổi dáng người yểu điệu diện mạo mỹ lệ chân thành đi vào có vẻ cực kỳ giỏi giang mỉm cười gật đầu ra hiệu với tiêu phàm và tân lâm sau đó mới nói với lưu mặc bát ra có khách nhân đến thăm lưu mặc hai hàng lông mày nhân lại nói để cho bọn họ chờ cũng không hỏi là khách nhân nào nếu địa vị quý khách thật sự là không thua kém thiếu gia thư ký sẽ có nhắc nhở đặc biệt đương nhiên nếu khách nhân tại thời điểm gã ta và tiêu thiếu gia uống chả nói chuyện phiếm có thể tiến vào thông báo cũng sẽ không quá bình thường. nếu không thư ký căn bản cũng không dám tiến tới quấy rầy gã ta. tiêu phàm mỉm cười nói, lưu tổng nếu đều là khách nhân vậy thì mời tiến vào cùng nhau nói chuyện đi. nói ra đây cũng là một yêu cầu quá đáng rồi. người tới là khách nhân của lưu bát gia không phải là khách nhân của tiêu thiếu gia tiêu thiếu ra muốn cùng khách nhân của Lưu Bát ra gặp mặt, về lý là không hợp. Nhưng nếu tiêu phàm đã nói như thế rồi, Lưu Mặc tự nhiên không thể cự tuyệt, thể diện của tiêu thiếu ra, không phải dễ mất như vậy. Lưu Mặc lập tức quay đầu phân phó nói. Mời bọn họ tiến vào. Vâng. Thư ký dịu dàng đáp một tiếng, xoay người đi. Ha ha, bát ra, xin chào, ông vẫn tốt chứ? Chỉ chốc lát, một thanh âm hào phóng vang lên, tiếng bước chân trầm trọng, chấn động, tựa hồ như toàn bộ, mặc hiên, cũng nhẹ nhàng rung động, có thể thấy khách nhân tới này, là một đại hán hùng dũng oai vệ. Rất nhanh, trước cửa tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở cửa lớn, mặc hiên, là một nam tử người hán giống như ngọn núi nhỏ sừng sững. Thân cao 1m9, vai rộng eo thon, khôi ngô cường tráng, nhìn qua, so với thủ hạ. Đại lực thần A cổ lạp của lang vương thảo nguyên bột nhi th yota ép xích cũng không khác nhau mấy. Ha ha, là vương đại ca nhìn thấy nam nhân người hán như ngọn núi này lưu mặc cũng phải đứng dậy hướng y ôm quyền làm lễ trên mặt mang theo một nụ cười chuyên nghiệp theo như lễ tiết của lưu mặc cũng có thể nhìn ra được vị vương đại ca này cũng là một khách nhân tương đối trọng yếu nhưng rõ ràng rất có ưu thế ở trong lòng lưu mặc vương đại ca bước nhanh vào cửa ôm quyền đáp lễ ánh mắt vừa quét lập tức hơi có chút ngạc nhiên như thế nào còn có khách nhân khác ở đây chẳng lẽ là chuyên gia gần đây lưu bát ra mời tới giám định và thưởng thức lưu bát ra kinh doanh là càng làm càng lớn mấy cửa hàng ở bên kia nhà máy lưu ly đều vô cùng thịnh vượng số lượng đồ cổ báu vật mỗi ngày ra vào cũng không ít lưu bát ra không thể nào mỗi việc đều tự làm được thế thì mệt chết dưới tình huống như thế dùng lương cao mời một ít chuyên gia đảm nhiệm giám định và thưởng thức đến hỗ trợ kinh doanh là vô cùng cần thiết đối với chuyên gia giám định và thưởng thức như thế này Lưu Bát Gia bình thường đều rất khách khí, lấy lễ đãi ngộ. Đây cũng không phải là xí nghiệp bình thường mời nhân viên quản lý, ông chủ có thể cao cao tại thượng, lên mặt nạt người. Mời quốc sĩ làm việc, đương nhiên phải lấy quốc sĩ chi lễ để đối đãi. Nhưng ngay sau đó, Vương Đại Ca đã biết tự mình nghĩ sai rồi. Tiêu thiếu gia, giới thiệu một chút cho ngài, vị này chính là Vương Nhạn Vương Đại Ca, là khách quen của ta, chúng ta có mua bán qua lại. Vương Đại Ca, vị này chính là tiêu thiếu gia. Theo thứ tự giới thiệu trước sau của Lưu Bát Gia, Vương Nhạn lập tức liền hiểu được, địa vị của vị tiêu thiếu gia này ở trong suy nghĩ của Lưu Bát là ở trên chính mình. Hơn nữa chỉ giới thiệu mỗi cách xưng hô, đến tên đều không có, lại càng không nhắc đến bất cứ nội dung nào khác, thí dụ như ở nơi nào phát tài các loại. Chỉ có khách nhân cực kỳ tôn quý mới có thể có được lễ tiết đãi ngộ như vậy. Quốc gia của ta từ xưa đã chú trọng, người tôn quý đáng được coi trọng tiêu thiếu gia, xin chào. Vương nhạn lại hướng tiêu phàm ôm quyền, thô thanh đại khí nói. Nghe giọng nói, dường như là người đến từ Đông Bắc. Xem tuổi, vương nhạn hẳn là so với lưu mặc còn nhỏ hơn vài tuổi. Lưu mặc gọi y là vương đại ca, chỉ là mang tính lễ tiết. Xin chào vương đại ca. Tiêu phàm cũng đứng dậy đáp lễ, khách khách khí khí nói. Vương nhạn không phải là một người tới, đi theo phía sau còn có hai tùy tùng vóc dáng so sánh với vương nhạn, liền kém xa. Một người trong tay mang theo một cái vali mật mã màu đen, chừng 30 tuổi. Người còn lại trực tiếp kéo một cái túi có tay cầm loại lớn, vóc dáng không cao, dáng người đơn bạc, cái túi có tay cầm này có lẽ rất nặng, vóc dáng nhỏ gầy kéo đến thở hổn hển, không ngừng giơ tay lau mồ hôi. Tuy nhiên nhìn kỹ lại, nam nhân vóc dáng nhỏ này cũng là mi thanh mục tú, bộ dạng vô cùng đoan chính. Chỉ có điều cách ăn mặc khá là quê mùa, nếu đổi lại một thân trang phục khác nói không chừng sẽ là mẫu đàn ông bảnh bao được nhiều cô gái yêu thích vương đại ca lại đem đến đây vật gì tốt vậy không đợi lưu mặc mở miệng tiêu phàm lại cười nói lưu mặc thầm kinh ngạc không biết tiêu phàm có dụng ý gì hôm nay lại muốn đảo khách thành chủ càng không rõ là hắn làm sao biết được vương nhạn tới đây để đưa hàng vương nhạn không rõ tình hình thấy tiêu phàm ngồi ở mặc hiên cùng lưu bát ra thưởng thức trà lưu bát gia lại đối với hắn vô cùng khách khí còn tưởng rằng tiêu phàm và lưu bát gia là một phe lập tức cười ha hả nói thứ tốt chưa nói tới chỉ có một vài cổ vật mới mẻ hai vị nói không chừng sẽ thích cổ vật mới mẻ lời này nghe có chút kỳ lạ nhưng trong giới giám định và thưởng thức đồ cổ văn vật cổ đồng được gọi là cổ vật cái gọi là mới mẻ thì chính là trước kia chưa từng xuất hiện qua vương nhạn dáng người khôi ngô cường tráng vô cùng khỏe mạnh. Nhưng y vừa vào cửa, Tiêu Phàm lập tức liền cảm nhận được cực kỳ rõ ràng trên người y có một cỗ khí tức hủ bại. Cỗ khí tức này, chỉ có người thường xuyên tiếp xúc với cổ mộ mới có thể nhiễm phải. Vương Nhạn có lẽ có thể giấu giếm được cảm giác người thường, nhưng ở trước mặt thầy tướng số lớn như Tiêu Phàm, gần như hiện ra trần trụi. Nói trắng ra là, Vương Nhạn chính là tên đào trộm mộ. Đương nhiên, nói khách khí một chút, y là một thương nhân văn vật hoặc là người buôn lậu văn vật, chỉ có điều không thể công khai bên ngoài. Ở trong nhà Lưu Bát Gia nhìn thấy một tên trộm mộ tới cửa, thủ tiêu tang vật thật sự quá bình thường rồi. Chỉ cần ngươi có loại hàng tốt, những cái khác đều không trọng yếu. Lưu Bát Gia có biện pháp đem những vật lai lịch bất chính này đổi thành những vật có nguồn gốc vô cùng sạch sẽ. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu. Vương Đại Ca, lấy đồ vật ra xem xem. Trong lúc này, Lưu Bát Gia cũng không có lựa chọn nào khác chỉ có thể ngay trước mặt Tiêu Phàm làm giao dịch này. Bằng không, chính là đắc tội với Tiêu Phàm. Chương 125, bút tích thật của Đường Dần Vương nhạn vung tay về phía sau. Hai tùy tùng đi theo liền đem vali mật mã và túi kéo lớn mở ra, đập vào mắt là một đống lớn giấy vụn và bọt biển. Vận chuyển vật phẩm quý trọng đều là cái dạng này. Nhóm tùy tùng vô cùng cẩn thận đem từng kiện cổ vật mới mẻ lấy ra, đặt lên trên bàn bằng gỗ hoa lê vàng. Trên những cổ vật đó, rõ ràng còn dính một ít mùi của đất bùn và mùi của phân hóa. Nhân vật lớn trong nghề như Tiêu Phàm và Lưu Mặc, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được, những cổ vật mà Vương Nhạn mang tới này, hẳn là xuất hiện trong các ngôi mộ của quan viên từ đời Minh, hơn nữa còn chính là cổ vật thời Minh Võ Tông Minh Thế Tông mà bọn họ vừa mới đàm luận đến. Bởi vì Minh Thế Tông hết lòng tin đạo giáo, đạt đến trình độ si mê, rất nhiều quan viên trong thời kỳ Thế Tông cũng vô cùng tín ngưỡng đạo giáo. Lúc hạ táng, trong các vật phẩm chôn cùng phần lớn là pháp khí thường dùng của đạo giáo. Lô Văn vật mà tùy tùng vương nhạn lấy ra, trong đó có hai mặt gương đồng bát quái, nhưng đường kính của mặt gương đồng này lớn hơn rất nhiều so với cái mà Tiêu Phàm vừa bán cho Lưu Mặc, tầm khoảng 24 đến 25 cm. Còn có một cây phất trần. Đối với những thứ này, Tiêu Phàm chỉ nhìn qua một lượt, cũng không có cầm xem. Trong mắt của những thương nhân buôn bán văn vật bình thường, những thứ này cũng là đồ tốt chuyển tay cho người khác là đã có một khoản lợi nhuận tranh lệch. Tiêu phàm không thèm để ý, ngược lại để ý đến người thân thể yếu ớt, mặt có vẻ ốm yếu xanh xao kia nhiều thêm vài phần, tựa hồ đối với người tùy tùng kia cảm thấy hứng thú. Người tùy tùng trẻ tuổi kia dường như cũng nhận thấy được tiêu phàm đang đánh giá cậu, ngẩng đầu lên, hướng tiêu phàm nhếch miệng cười, giơ tay lau mồ hôi. Nhìn qua, thân thể cậu ta quả thật khá suy yếu, lại không biết một người trẻ tuổi gầy yếu như vậy vì sao lại được một người cường tráng như vương nhạn chọn làm tùy tùng hơn nữa còn là làm hoạt động trộm mộ giống như tiêu phàm đối với mấy thứ được lấy ra từ trong túi kéo tay lớn lưu mặc hứng thú không lớn muốn hiến vật quý ở mặc hiên của lưu bát ra những thứ này còn kém một bậc tuy nhiên dường như là nể mặt của vương nhạn lưu mặc cầm lên một cái quạt xếp cái quạt xếp này là lấy từ trong vali mật mã ra Mặc dù là vừa mới khai quật, mặt quạt cốt quạt đều được gìn giữ nguyên vẹn, nhìn qua còn rất mới. Lưu bát ra mở quạt xếp ra, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Chiếc quạt xếp này ở trên mặt vẽ một bức tranh sơn thủy, nét bút đơn sơ, cảnh ý thê lương, một cỗ buồn đau tan nát, sông thẳng vào mặt. Bên cạnh sườn của bức tranh sơn thủy đề bốn câu thơ, sinh tại dương gian hữu tán tràng, tử quy địa phủ hữu hà phương. Dương gian địa phủ câu tương tự, Trích đường phiêu lưu tại dị hương, người sống trên thế giới này rồi sẽ có lúc phải chết, chết rồi đến địa phủ cũng không sao. Kỳ thực dương gian và địa phủ cũng không khác nhau mấy, cứ xem như mình đang phiêu bạt nơi đất khách quê người. Đây là bút tích thật của đường dần. Lưu bát ra nhìn kỹ bức tranh sơn thủy thê lương và bốn câu thơ trên mặt quạt kia, thì thào tự nói. Mắt thấy tiêu phàm ngay tại bên cạnh, lập tức hai tay đem quạt xếp đưa tới. Thiếu ra, nhờ ngài giám định một chút. Lưu Tổng cho rằng đây là bút tích thực, vậy nhất định là bút tích thực. Tiêu Phàm cười nói, nhưng cũng không khách khí, giơ tay nhận lấy quạt xếp trong tay Lưu Mặc. Chỉ riêng độ mới của chiếc quạt xếp này, rất khó để người khác liên hệ nó với cổ vật mấy trăm năm trước, nếu trong mắt người dám định văn vật bình thường, chỉ sợ liếc mắt một cái sẽ đem nó ném đi. Trăm phần trăm là đồ dởm. Nhưng ánh mắt Lưu Mặc ra sao chứ, bút tích thật của đường dần làm sao có thể phân biệt không ra được tuy nhiên tiêu phàm sau khi tiếp nhận quạt xếp trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạch giống như lưu mặc tác phẩm của đường dần trong mật thất của chỉ thủy quan còn cất giữ từ những nét hít ỏi trong bức tranh sơn thủy trên mặt chiếc quạt xếp này mà nói bất kể phong cách vẽ tranh nét bút thần vận đều thật sự không thể nghi ngờ là bút tích của đường bá hổ người đứng đầu tứ đại tài tử đường dần danh khí vô cùng lớn tranh sơn thủy tranh nhân vật sơn thủy sư pháp lý đường lưu tùng niên cộng thêm chút biến hóa trong bức tranh từng tầng núi nối tiếp. Dùng những nét bút mảnh để vẽ hùng vĩ hiểm trở, mà nét bút thanh tú, bố cục tinh tế, phong cách nhẹ nhàng tú lệ. Nhưng cái này cũng không đại biểu tranh sơn thủy của đường dần tất cả đều cùng một phong cách. Bức họa này cảnh ý cực kỳ tan nát thê lương, hẳn là tác phẩm đường dần làm trong những năm cuối đời. Sự hiểu biết của thế nhân đối với đường dần, đa số là xuất phát từ một diễn viên hài nổi tiếng trong bộ phim điện ảnh hài Hong Kong, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Vai diễn đường bá hổ của diễn viên hài, phong lưu thành tính, tuổi trẻ tiền nhiều, là điển hình của mẫu, cao to, đẹp trai, nhà giàu. Nhưng trên thực tế, đường dần chân thật trong lịch sử lại vận mệnh chắc trở, không cần nói đến nào là tam thê tứ th yêu ta ép, nào là tám bà vợ, người vợ duy nhất đều bởi vì không thể chịu đựng được cuộc sống nghèo khó đến cực điểm, cùng ông cãi lộn, cuối cùng rời ông ấy mà đi. Đường dần chỉ có thể dựa vào bán tranh để sống tạm, nhất là lúc tuổi già bệnh nặng. Không thể thường xuyên vẽ tranh, cuộc sống lại càng túng quẫn bội phần, thường xuyên cần nhờ tới sự giúp đỡ của bạn tốt Trúc Doãn Minh, văn Trương Minh tiếp tế sống qua ngày. Tuy nhiên, phức tạp nhất của chiếc quạt xếp này không ở trên bức tranh sơn thủy này, mà là ở chỗ bốn câu thơ kia. Đó là tuyệt mệnh thơ của Đường Dần, làm lúc sắp chết. Rất khó tưởng tượng một người đã sắp chết lại còn có tâm tình và khí lực để đề quạt. Đồng thời đem tuyệt mệnh thơ của mình đề ở trên mặt quạt nhưng theo cảnh ý bút pháp của bốn câu thơ kia lại thật sự là bút tích của đường dần bút tích thực không thể nghi ngờ tiêu phàm đưa tay phải ra đặt lên phía trên cây quạt hai mắt khép hờ chậm rãi vuốt qua thần sắc ngưng trọng tất cả mọi người dừng lại hết mọi động tác trong tay hết sức chăm chú nhìn tiêu phàm vương nhạn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc động tác này của tiêu phàm vương nhạn giống như đã từng xem qua nhớ rõ lưu mặc nếu như đụng phải đồ cổ khó giám định sẽ làm động tác giống như vậy không cần dùng mắt nhìn mà là lấy tay sờ dường như thật có thể cảm nhận được linh hồn của đồ cổ hai vị này thật là có phương pháp giám định giống nhau đến kỳ diệu lưu tổng là bút tích thật tuy nhiên tay phải tiêu phàm chậm rãi vuốt qua mặt nổi sau một lát hai mắt mở to nói tuy nhiên cái gì lưu mặc chưa kịp đáp lời vương nhạn đã không kìm nổi mở miệng hỏi thần sắc có vài phần không yên hôm nay y mang tới những đồ vật này chiếc quạt xếp này chính là vật chân quý nhất người trong ngành đã kiểm định qua thật không thể nghi ngờ đây chính là bút tích của đường bá hổ nếu như không có được sự nhận định của lưu mặc lần giao dịch này coi như bỏ đi cực cực khổ khổ từ trong mộ phần cổ nhân đào đồ vật ra lại bán không được giá tốt buồn bực này chỉ nghĩ là biết hiện tại xem ra cái vị tiêu thiếu ra gì đó này đối với chiếc quạt xếp này dường như có chút nghi vấn vương đại ca chủ nhân chiếc quạt này rốt cuộc là vị nào tiêu phàm không đáp hỏi ngược lại vương nhạn lắc đầu liên tục nói tiêu thiếu gia rất xin lỗi cái này ta thật sự không biết chỉ biết là một đại quan đời minh nhưng không có bia mộ từ trong những vật phẩm chôn theo cũng nhìn không ra mấu chốt nào thực sự mà nói loại tình huống này ta cũng mới lần đầu đụng phải dường như chủ nhân của mộ phần này cố ý giấu giếm thân phận của mình địa điểm ở nơi nào Tiêu phàm lại hỏi. Cái này. Vương nhạn lập tức lộ ra thần sắc khó xử, liếc mắt nhìn lưu mặc một cái. Theo quy củ bình thường trong ngành này của bọn họ, chỉ hỏi đồ vật thật giả, không hỏi lai lịch. Nhất là kẻ trộm mộ, càng thêm không dễ dàng tiết lộ hành tung của mình. Nếu không phải bởi vì lưu bát gia trong giới cổ vật ở thủ đô thanh danh hiển hách, cùng lưu bát gia giao dịch chưa từng có việc gì xảy ra, vương nhạn cũng sẽ không ở trước mặt những người khác đem những đồ vật này lấy ra tiêu phàm vừa hỏi, thật sự đã phạm vào đại kỵ của bọn họ. E ngại mặt mũi của Lưu Bát ra, vương nhạn không tiện phát tác, tuy nhiên sắc mặt tự nhiên cũng trở nên không tốt. Lưu mặc thản nhiên nói, vương đại ca, thiếu ra hỏi anh cái gì, anh cứ trả lời cái đó. Lời này nghe vào không có gì đặc biệt, nhưng ý uy hát yêu ta ép cũng dễ dàng hiểu được. Rất rõ ràng. Vương nhạn nếu ở trước mặt tiêu thiếu ra, trần trừ do dự, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Lưu Bát gia cũng không muốn chọc, thậm chí là người không thể chọc đến, người vương nhạn một tên trộm mộ, tốt nhất không cần thử đắc tội hắn. Vương nhạn biến sắc, cùng vị tùy tùng có dáng người yếu ớt vẻ mặt xanh sao vàng vọt của mình liếc nhau một cái, lập tức trở nên có chút cứng rắn, mạnh mẽ, lãnh đạm nói. "Rất xin lỗi, Tiêu thiếu gia, Lưu Bát gia, đây là quy củ trong ngành của chúng tôi, tôi không thể tự mình phá hỏng quy củ của mình." Nói xong liền chắp tay Thái độ của Vương Nhạn bỗng nhiên trở nên cứng rắn, mạnh mẽ, có chút ngoài ý muốn. Càng bất ngờ chính là Lưu Bát Gia không ngờ cũng là sắc mặt nhẹ biến, nhưng không có nổi giận đùng đùng, quát mắng Vương Nhạn, ngược lại nhìn phía Tiêu Phàm, vẻ mặt lộ ra một tia khó xử. Tiêu Phàm liền mỉm cười, hướng Vương Nhạn nói: "Vương đại ca, ngài không nói cũng không sao, tôi cũng không có ác ý. Hơn nữa, chuyện này ngài không làm chủ được, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngài." Vương Nhạn mạnh mẽ đứng dậy, cả người khí thế đại thịnh. Y thân cao hơn 1m9, vóc dáng cực kỳ cường tráng đứng ở nơi đó, gần như lớn bằng hai người tiêu phàm vậy, hai mắt trợn tròn, nhìn thẳng tiêu phàm, vẻ mặt giận dữ. Tiêu thiếu ra, người đây là ý gì? Không khí bên trong, mặc hiên, lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Lưu mặc sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, hai mắt híp lại, dường như gã ta cũng không dự đoán được sự tình bỗng nhiên sẽ diễn biến thành cái dạng này vương nhạn thốt nhiên nổi giận ở trong mắt lưu mặc cũng không tính là cái gì đừng nhìn vương nhạn cao to vạm vỡ dũng lực hơn người lưu bát ra cũng là không thèm để ý chút nào người như vương nhạn này lưu bát ra tùy tay có thể giải quyết vài ba tên lưu bát ra danh chấn kinh đô sao có thể là hạng người chỉ có hư danh được mấu chốt là người đứng sau lưng vương nhạn kia cũng không dễ chọc so sánh với tiêu phàm, lưu mặc cũng không dễ lựa chọn. Bằng không, chỉ dựa vào một tên trộm ngộ như vương nhạn, làm sao có thể xuất hiện bên trong, mặc hiên còn được hưởng thụ loại đãi ngộ như quý khách này. Tiêu phàm vẫn mỉm cười, đối với khí thế hùng hổ của vương nhạn, mắt cũng không thèm liếc một chút, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên gương mặt của người tùy tùng trẻ tuổi gầy yếu kia, thản nhiên nói. Vị tiên sinh này quý tính đại danh, giả bộ lâu như vậy, thật mệt mỏi đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thân hình cực đại của Vương Nhạn lại nhẹ nhẹ run lên, hai đấm nắm chặt, tự nhiên liền chắn trước mặt người thanh niên gầy yếu, căm tức nhìn Tiêu Phàm. Lưu Mặc khóe miệng nhanh chóng hiện lên một chút ý cười, sắc mặt ngược lại trở nên thoải mái thêm vài phần. Tiêu thiếu gia chính là Tiêu thiếu gia, ánh mắt tinh chuẩn của tướng nhân này quả thật làm người ta không thể không bội phục. Tống Hoàn còn tưởng rằng y cải trang rất giống, ngược lại muốn nhìn xem Tống Hoàn cái tên không có việc gì liền thích cải trang này, ứng đối như thế nào với tiêu phàm. Vương nhạn, lui ra. Ngay sau đó, người tùy tùng trẻ tuổi gầy yếu kia liền chậm rãi đứng thẳng lên, vốn là một vẻ khiêm tốn cẩn thận, nhàn dỗi không để ý, thay vào đó là một mạt nhiên, ý cười như có như không, thần thái có chút bất cần đời. Vâng, cự hán vương nhạn hình như đối với người tùy tùng gầy yếu này rất tôn kính, nghe vậy liền cúi người, nhanh chóng lui qua một bên, bày ra tư thế của một người tùy tùng. Tống Hoàn hướng về phía tiêu phàm ôm quyền, thản nhiên nói. Tiêu thiếu gia, ta gọi là Tống Hoàn, làm cái ngành này của chúng ta, rất là nguy hiểm, không thể không cẩn thận một chút, khiến thiếu gia và bát gia chê cười rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 126 Thiên Nhãn Tống Tam Ca Tống Hoàn tiến lên trước một bước, ở trước ghế thái sư bằng gỗ hoa lê vàng ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp, thần sắc nhiễm nhiên. Lưu bát ra đối với động tác này của Tống Hoàn, cũng không có tức giận, dường như nhận định Tống Hoàn có tư cách ngồi đối diện với gã, chỉ cười nói. Tống Tam Ca thật sự là rất có nhã hứng. Tống Hoàn ở trong giới trộm mộ cũng xem như đại danh đỉnh đỉnh, nhân sưng thiên nhãn Tống Tam Ca. Ở trong cái giới trộm mộ này, được người tôn xưng là thiên nhãn, có thể thấy được người này đào mộ rất bản lĩnh. Tống Hoàn lại hướng về Lưu Mặc chắp tay, nói. Bát gia, ta biết rằng một chút tiểu thuật nhỏ của ta không thể gạt được lão pháp nhãn của ngài. Nhiều năm như vậy, cảm tạ bát gia không có vạch trần, ít nhiều cũng giữ thể diện cho Tống Tam. Cảm ơn, trong nháy mắt, chính là khí độ hào sảng một phương, nhiễm nhiên ngang vai ngang vế với Lưu Bát gia. Đâu có. Lưu mặc cũng chắp tay, thản nhiên nói. Tống Hoàn giả bộ là tùy tùng của Vương Nhạn, đến biệt thự này của gã không chỉ một lần. Bình tĩnh mà xem xét, lưu mặc cũng không phải là lần đầu tiên đã nhận ra y nhưng những trò như vậy đã chơi nhiều rồi sẽ có lúc lộ ra dấu vết hơn nữa giả bộ lặp đi lặp lại nhiều lần ở trước mặt lưu bát gia thật coi lưu bát gia là người chết sao chỉ có điều tống hoàn mỗi lần tới đều là quy củ làm xong giao dịch là đi không có bất kỳ dị động nào lưu bát gia cũng liền tùy vào y nếu tống hoàn thích giả bộ vậy để cho y giả bộ đi có lẽ đây là ham thích đặc biệt của người ta Tự bản thân của Lưu Bát Gia cũng có ham thích đặc biệt. Không ngờ hôm nay lần đầu tiên đụng tới tiêu phàm, liền bị vạch trần. Điểm này, làm cho trong tâm Lưu Bát Gia cũng có chút khó chịu. Ánh mắt của tướng nhân này, lão giang hồ mấy chục năm như mình so ra vẫn kém một vị thế gia công tử trẻ tuổi. Tống tiên sinh, chiếc quạt xếp này có vài phần kỳ lạ, xem tranh sơn thủy và đề thơ trên mặt quạt này đúng là bút tích của đường dần. Nhưng kỳ quái là, Đường dần tại sao phải đem tuyệt mệnh thơ của mình để ở trên mặt quạt, cái này có chút không hợp với lẽ thường. Hơn nữa có thể khẳng định đây không phải là đồ vật lấy từ mộ phần của Đường Giải Nguyên. Tiêu Phàm cũng không để ý tới ngôn ngữ sắc bén trong lời nói giữa Tống Hoàn và Lưu Bát gia, trực tiếp hỏi. Tống Hoàn trong đầu đã sớm có một cỗ khí không thuận rồi. Thái độ kính cẩn cẩn thận của Lưu Bát gia với Tiêu Phàm khiến Tống Hoàn không vui. Tống Tam và Lưu Bát bản chất cũng không phải là cùng một loại người. Lưu Bát Gia là người làm ăn, tuy rằng thủ đoạn làm ăn của gã ta không hẳn là chính quy hợp pháp. Nhưng ông ta thật sự là một người làm ăn, gia tài cách xù của ông ta hiện giờ đều là dựa vào việc kinh doanh đồ cổ báu vật mà kiếm được. Vì vậy Lưu Bát thật rõ ràng hiểu được, duy trì quan hệ tốt với đại nhân vật trong quan trường là quan trọng cỡ nào. Tống Hoàn lại không giống vậy, thiên nhãn Tống Tam Ca là một người giang hồ không thể giả được, nhân vật lớn trong giới trộm mộ. Cùng người trong quan trường, trời sinh không cùng đường. Đặc biệt là đối với những công tử thế gia hào môn sinh ra đã ngậm khóa vàng, lại càng là trái phải đều xem không vừa mắt. Tống Hoàn cũng không tin, đầu thai là một kỹ thuật sống. Ở trong mắt Tống Tam, Lưu Bát hẳn là cùng một đường với bọn họ, một làm kẻ trộm, một thủ tiêu tang vật. Thủ tiêu tang vật có thể cao quý hơn kẻ trộm ở chỗ nào? Hiện tại Lưu Bát đối với tiêu phàm càng thêm cung kính như thế, vừa rồi thậm chí còn trực tiếp uy hát yêu ta ép vương nhạn, Tống Hoàn tự nhiên là không vui. Lưu Bát ra đây là không có nghĩa khí, vì để lấy lòng con cháu thế ra, không tiếc dẫm đạp lên bằng hữu giang hồ. Tiêu tiên sinh, ngài có thể giám định, liền giám định, không thể giám định, vậy thì quên đi. Ngày hôm nay nếu Lưu Bát ra không thích lô hàng này của chúng ta, vậy cũng không sao, chúng ta sẽ đi ngay. Chỉ cần hàng tốt, không sợ tìm không được người mua. Tống Hoàn cười lạnh một tiếng, nói. Tân Lâm im lặng đứng ở phía sau tiêu phàm, ánh mắt lạnh lùng diễm lệ nhàn nhã quét qua. Tiêu phàm kiềm chế tốt, không chấp nhặt với Tống Tam. Sự độ lượng của Tân Thiếu Chủ không bằng tiêu chân nhân. Ai dám ở trước mặt tiêu phàm hồ ngôn loạn ngữ, Tân Lâm sẽ không nhịn được ngứa tay. Tân Lâm vẫn luôn tin tưởng vững chắc, trên thế giới này, đối với hết thảy những tên hồ ngôn loạn ngữ, biện pháp tốt nhất chính là đánh cho đến khi bọn họ tỉnh táo lại mới thôi. Tân Lâm không ngại vì thế mà phải tốn thêm chút sức lực. Lưu mặc sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Tống Tam, trở mặt với ta sao, người có tư cách này sao? Người làm chủ được sao? Tống Hoàn không chút sợ hãi, cũng là lạnh lùng cười, nói. Lưu bát ra, trên thế giới này không có ai thì trái đất vẫn quay đều như vậy. Lưu bát ra ngài là rất giỏi, chúng ta không thể chọc vào, nhưng có thể trốn mất. Không phục vụ nữa được không? Nói xong, Tống Hoàn mạnh mẽ đứng dậy. Vị Tống Tam Ca này, nhìn qua dáng người yếu ớt, thân sắc xanh sao, nhưng tính cách lại vô cùng nóng nảy, nói trở mặt liền trở mặt. Nhưng thật ra là loại diễn xuất hào kiệt giang hồ điển hình nhất. Lưu Mặc vững vàng ngồi tại chỗ, thản nhiên nhìn y, lạnh lùng nói. Tống Tam, không có sự đồng ý của ta, ngươi cho là ngươi thật có thể đi ra khỏi biệt thự này sao? Ha ha, Lưu bát ra, ta biết rằng ngài lợi hại, trong biệt thự này cơ quan không ít, Tuy nhiên, Tống Tam ta vẫn thực muốn thử xem. Vương nhạn cũng là tức giận trợn mắt. Người có thể gờ yêu ta lão tử, nhưng muốn lão tử dập đầu chịu thua, không có cửa đâu cưng. Tiêu Phàm khẽ thở dài, nói. Tống tiên sinh, ngài thật sự hiểu lầm rồi, tôi cũng không phải có ý tứ thăm dò cơ mật của các ngài. Các ngài không nói, tôi cũng có thể đoán ra được. Lô đồ cổ này là tới từ tỉnh Thanh Sơn bên kia. Địa điểm cụ thể, tôi cũng không nói nữa tôi chỉ là muốn hỏi rõ ràng, kỳ thật cũng là vì tốt cho các ngài. Tống Hoàn hai mắt đang híp lại bỗng nhiên mở to, gắt gao chừng tiêu phàm, lạnh lùng hỏi. Tiêu tiên sinh, ngài làm sao mà biết được? Bất kỳ một tên trộm nào, đều cực kỳ để ý đến hành tung của mình. Thật giống như trộm vương ra cắt ánh huy, mỗi lần nhìn thấy tiêu phàm đều có loại cảm giác như bị nhìn thấu. Bởi vì, ra cắt ánh huy phát hiện hành tung của mình không hề có chút bí mật nào ở trong mắt tiêu phàm, đây mới là uy hát yêu ta ép lớn nhất. Tống Hoàn cũng là kẻ trộm. Tuy nhiên ra cắt ánh huy là trộm đồ vật của người sống, còn Tống Hoàn trộm lại là trộm đồ vật của người chết. Tiêu Phàm cẩn thận tỉ mỉ xem xét tướng mạo của Tống Hoàn, chậm rãi nói. Tống tiên sinh, đồ vật ngài thường mang bên mình kia, tốt nhất là lấy xuống. Tuy rằng đó là đồ tốt, cũng xem như là bảo vật vô giá, nhưng đối với ngài mà nói, chính là loại độc dược độc nhất. Ngài mà tiếp tục mang bên mình, Bệnh của ngài sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với hiện tại. Trước mắt, ngài vẫn chỉ là toàn thân rét lạnh, thường thường chảy mồ hôi, hoa mắt chóng mặt, lúc thời tiết mưa rầm thì cả người đau nhức. Không lâu sau, đợi đến lúc khí âm hàn xâm nhập vào kỳ kinh bát mạch của ngài, ngài có thể sẽ không đứng dậy nổi. Sắc mặt của Tống Hoàn chợt trở nên xanh mét, hung tợn trừng Tiêu Phàm. Vương Nhạn và một tên tùy tùng khác thì há to miệng không thể ngậm được. Bọn họ đương nhiên đều biết Chứng bệnh này của Tống Hoàn, đây là bí mật lớn nhất của Tống Hoàn. Cái khác thì không nói đến, nhưng triệu chứng hoa mắt chóng mặt này lại là điều mà Tống Hoàn khó có thể chịu được. Tống Hoàn là ai? Là Thiên Nhãn Tống Tam Ca. Tống Hoàn trên giang hồ sở dĩ có danh tiếng lớn như vậy, trong giới bọn họ có địa vị cực cao, không phải là bởi vì y thân thể nhanh nhẹn võ nghệ cao cường, mà là bởi vì y có một đôi Thiên Nhãn. Hiện tại thiên nhãn tống tam ca đều sắp không thấy rõ đồ vật rồi. Tống hoàn đã không còn thiên nhãn, vậy còn tính là gì? Cái gì cũng không phải. Nhưng mà, bọn họ có thể khẳng định, hôm nay là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt tiêu phàm, trước đó tuyệt đối không có chạm mặt qua. Tiêu phàm có thể nào mới mở miệng đã nói chung chỗ yếu hại của Tống Hoàn. Người rốt cuộc là ai? Tống Hoàn cắn răng, từng chữ từng chữ từ khóe miệng bật ra. Trên khuôn mặt của Lưu Mặc cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước đây, gã ta chỉ biết Tiêu Phàm là con cháu dòng chính Tiêu gia, biết Tiêu Phàm đối với việc giám định đồ cổ rất tinh thông. Nhưng cũng thật không ngờ, Tiêu Phàm còn là một thần y, hoặc là nói, là một đại tướng sư. Với ánh mắt của Lưu Mặc, gã tự nhiên có thể nhìn ra được, Tống Hoàn có bệnh. Tống Hoàn có thích giả bộ thế nào, cũng không cần phải đem mình giả dạng thành một con ma ốm. Đối với một vị đại ca giang hồ mà nói, giả dạng làm ma ốm không có bất kỳ ý nghĩa tích cực nào. Tuy nhiên, Lưu Mặc tuyệt đối không có biện pháp nhìn ra nguyên nhân gây ra bệnh của Tống Hoàn, hơn nữa chứng bệnh này của Tống Hoàn dường như có liên quan đến vật trang sức mà y vẫn mang theo bên mình. Tống Hoàn là một tên trộm mộ, có thể thấy được rằng vật trang sức mà y vẫn mang theo bên mình có lẽ cũng được lấy ra từ trong những mộ huyệt, vật của người chết. Mắt thấy sự tình đã diễn biến thành, giao phong, giữa tiêu phàm và tống hoàn, Lưu Mặc cũng không vội nhúng tay. Đại nhân vật chân chính và người thường khác nhau ở chỗ là có thể khống chế tâm tình của mình tốt hơn. Cũng như vừa rồi, Lưu Mặc vốn đã định giáo huấn Tống Hoàn một chút, cho y biết Lưu Bát gia không phải là có thể tùy tiện đắc tội. Nháy mắt sau, Lưu Mặc liền đè xuống lửa giận của mình, bắt đầu mắt lạnh ngồi xem. Một người dễ dàng kích động như vậy, làm sao có thể làm lão đại chứ? Tân Lâm lãnh đạm nói. Tống Hoàn, tôi nếu là anh Tôi sẽ quan tâm bệnh của mình trước tiên." Tống Hoàn không khỏi sửng sốt. Mặc dù lời nói này của Tân Lâm có vẻ thẳng thừng một chút, không lưu lại cho y Tống Tam ca chút thể diện nào, lại nói rất hợp lý. Tiêu Phàm là ai, lúc này cũng không là vấn đề trọng yếu nhất. Chỉ cần Tiêu Phàm có thể trị hết bệnh của y, vậy Tiêu Phàm chính là ân nhân của Tống Hoàn. "Tống tiên sinh, mời ngồi xuống nói chuyện." Tiêu Phàm vẫn nho nhã ôn hòa, không vội vàng không hấp tấp. Tống Hoàn có chút trần trừ, vẫn là một lần nữa ngồi xuống chiếc ghế gỗ hoa lê vàng, tuy nhiên ánh mắt nhìn về phía tiêu phàm vẫn tràn đầy ý cảnh giác. Làm một nhân sĩ giang hồ đi lại trong thế giới hắc ám, Tống Hoàn thời thời khắc khắc đều phải duy trì cảnh giác cao độ. Đây đã trở thành bản năng của y. Không có loại bản năng này, Tống Hoàn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Tống tiên sinh, nếu không ngại, xin ngài đem vật tùy thân kia lấy xuống cho tôi xem. Tiêu phàm mắt nhìn Tống Hoàn, nhẹ giọng nói ra, ánh mắt dừng ở trên cổ của Tống Hoàn. Tống Hoàn lần này không có do dự nữa, đầu hơi cúi xuống, từ trên cổ gỡ xuống một khối bạch ngọc được buộc bằng dây đỏ, hơi dừng lại một chút, lúc này mới đưa cho Tiêu Phàm. Vật trang sức bạch ngọc này to nhỏ ước chừng 5 phân, nhìn từ góc độ tạo hình là khóa trường mệnh phú quý, nguyên liệu là bạch ngọc mỡ dê hòa điền thượng đẳng, chạm trổ tinh xảo, sờ vào thấy ấm áp, mơ hồ có một tia huyết sắc ở trong khóa trường mệnh di động, tựa như vật còn sống vậy. Ánh mắt Lưu Mặc liền hít lại một chút. Dựa vào trực giác của người chơi đồ cổ, Lưu Bát Gia có thể cảm nhận được mảnh ngọc hình dạng, khóa trường mệnh phú quý này không hề tầm thường. Là đồ tốt, đặc biệt là tiêu huyết sắc kia, không giống như là ban đầu hình thành ngọc thạch đã có, mà là sau khi phát sinh dị biến. Trang sức ngọc thạch phát sinh qua loại dị biến này, lại càng quý báu hơn nữa. Chương 127, có mắt không thấy núi Thái Sơn. Tiêu Phàm đón lấy chiếc khóa trường mệnh phú quý lại không có ngắm nghía một cách cẩn thận giống như ngắm cổ vật quý báu hắn chỉ là đánh giá qua loa tạo hình của chiếc khóa trường mệnh phú quý mấy cái sau đó hai tay nắm lấy khóa ngọc ngón tay cái chậm chậm đẩy trên khóa ngọc thủ pháp giống như vừa rồi kiểm nghiệm gương đồng bát quái vậy sau khi đẩy qua đẩy lại hai lần tiêu phàm cầm khóa ngọc thuận tay đưa cho lưu bát ra hạ giọng nói lưu tổng ngài xem xem ha ha có ngài ở đây sao tôi dám múa dìu qua mắt thợ miệng nói như vậy nhưng lưu mặc không chút do dự đón lấy khóa ngọc mà chăm chú xem xét gã ta lại dùng ngón cái xoa đi xoa lại trên bề mặt khóa ngọc hai mày nhíu lại rồi không nói một lời mang trả lại cho tiêu phàm thấy hai người họ trịnh trọng như vậy tống hoàn cũng có chút bất ổn thấp giọng hỏi bát ra ngài là người trong nghề khóa ngọc này của ta có vấn đề gì sao mặc dù vừa rồi thiếu chút nữa thì y và lưu bát ra sống mái với nhau nhưng đối với bản lĩnh giám định cổ vật của lưu mặc thì y tuyệt không có chút nghi ngờ người ta quả thật là có khả năng như vậy không vì tâm nguyện chủ quan của tống hoàn y mà thay đổi lưu mặc cười cười mà nói tống tam ca ngài hỏi nhầm người rồi người trong nghề thực sự không phải ta mà là nhất thiếu khi nói câu này thần sắc lưu mặc rất tự nhiên giống như lời tự đáy lòng nhưng đám người tống tam vương lại nghe ra đây là lưu bát gia đang khiêm tốn đang nể mặt vị tiêu nhất thiếu này những thương nhân khôn khéo đều như vậy, lợi ích bao giờ cũng quan trọng hơn thể diện. Tân Lâm khẽ bĩu môi. Lưu bát này cũng khéo đưa đẩy, gã rõ ràng không nhìn ra bí mật trong khóa ngọc, còn dựa vào phương thức khiêm tốn để biểu đạt ra, vừa giữ thể diện cho mình, vừa cho tiêu phàm lên mây. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Xem ra Lưu mặc có được địa vị ngày hôm nay, tuyệt đối không chỉ vì gã tinh thông cổ vật. Người tinh thông trong giới cổ vật không chỉ có một mình Lưu bát, nhưng đạt thành tựu lớn như thế thì duy nhất chỉ có gã. Thiên phú của kinh doanh mới là mấu chốt cho thành công của gã. Tống Hoàn nhếch mép, đảo mắt qua tiêu phàm, môi mím chặt. Rất hiển nhiên, Tống Hoàn đối với tiêu phàm không phục, bất kể là lưu mặc nói như thế nào, cũng không chịu mở miệng hỏi trước. Bất kể nói thế nào thì giữ y và lưu mặc là quan hệ làm ăn, lưu mặc cũng coi như người giang hồ. Còn đối với dòng dõi thế gia như tiêu phàm, thì rõ ràng là khác nhau về bản chất tiêu phàm cũng không nghĩ ngợi gì tay cầm khóa ngọc nhẹ giọng nói tống tiên sinh khóa ngọc này có phải được đào ra từ ngôi mộ cổ ở thanh sơn không nó đeo trên ngực của mộ chủ phải không tống hoàn lạnh nhạt nói khóa trường mệnh không đeo trên ngực thì còn có thể đeo ở đâu được chứ tiêu phàm gật gật đầu nói xem ra thời gian chiếc khóa ngọc này được đào ra khỏi đất vẫn chưa tới một tháng tống tiên sinh coi như khá may mắn nếu đeo hơn một tháng có lẽ hôm nay Tống tiên sinh cũng không thể đến đây được rồi. Này, Tiêu tiên sinh, ngài rốt cuộc là có ý gì? Cứ nói thẳng ra đi, ta xưa nay không quen nói quanh co lòng vòng đâu. Tống hoàn nhướng mày, có phần nôn nóng, bực mình nói. Ha ha, Tống tiên sinh quả là người nóng vội. Tống tiên sinh, là thế này, chủ nhân của chiếc khóa ngọc này khi còn sống là một người mang nguyên khí thiên địa cực lớn, sau khi chết, đeo khóa ngọc trên ngực, ngọc có khả năng thông linh chiếc khóa ngọc này hấp thụ linh khí của chủ nhân thì đã coi như là một pháp khí sống rồi vốn dĩ là một thứ cực tốt nếu người hợp mà đeo nó thì có thể dần dần hấp thụ linh khí trong khóa ngọc để hóa dùng nhưng tống tiên sinh thì không thích hợp tiêu phàm nhẹ nhàng cười nói điều này lạ thật tại sao ta không thích hợp đeo chiếc khóa ngọc này chẳng lẽ chỉ có tiêu tiên sinh mới thích hợp sao tống hoàn hỏi lại không chút khách khí ta đương nhiên cũng là người thích hợp ngoài ta ra có không ít người cũng thích hợp đeo loại pháp khí này nhưng tống tiên sinh thì quả thật là không hợp công việc của ngài vốn dĩ là sự giao tiếp với âm linh trong cơ thể ngưng tụ quá nhiều âm sát khí nếu không nghĩ cách hóa giải cứ kéo dài như thế nhất định sức khỏe sẽ có chuyện nhất là một số thuật sư tinh thông thuật pháp phong thủy tự xây mộ cho mình lại tự bày ra phong thủy tuyệt sát trận bất cứ kẻ nào xông vào đều chịu ảnh hưởng của tuyệt sát trận tống tiên sinh theo nghiệp này thời gian không ngắn Ta xem tướng mạo ngài thấy âm sát khí tích tụ trong người thực không ít, chiếc khóa ngọc này là đồ đeo trên người tử linh, cố nhiên sẽ mang linh khí của mộ chủ, nhưng lại mang âm sát khí nhiều hơn. Tống Tiên Sinh mang theo khóa ngọc bên người, lại không hiểu cách chỉ dẫn, linh khí của mộ chủ ngài hấp thụ không được một phần, mà âm sát khí thì cứ thế đi vào cơ thể ngài không chút cản trở. Đó là tổn thương tổn càng thêm thương tổn. Tống Tiên Sinh cứ nhớ kỹ lại một tháng nay, sự thay đổi trong sức khỏe của ngài thì có thể rõ ngay sắc mặt tống hoàn từ trắng bệch biến thành sám ngoét mồ hôi tuôn thành giọt y là người trong cuộc đương nhiên hiểu rõ từng câu tiêu phàm nói đều là thực từ khi y đeo khóa trường mệnh chứng bệnh âm hàn trên người ngày càng nặng nếu y không có bản lĩnh võ thuật cực kỳ cao minh nội công thâm hậu chỉ sợ sớm đã giống như lời tiêu phàm nói bệnh không thể ngồi dậy nổi rồi tiêu tiên sinh việc liên quan tới linh khí thiên địa và âm sát khí ta cũng biết chút ít chỉ là không có ai giải thích như ngài ta không hợp khóa ngọc, còn những người khác đeo hợp thì âm sát khí không làm tổn thương họ sao? Ta thấy không có lý lẽ này. Tống hoàn mặt sắc xanh sắc trắng, vẫn ngoan cố không thừa nhận. Người hiểu được cách hấp thụ linh khí thiên địa không? Người có hiểu được làm thế nào hóa giải âm sát khí không? Không hiểu giả vờ hiểu. Tiêu phàm còn chưa mở miệng, Tân Lâm đã cho Tống Hoàn một chàng không khách khí. Tống Hoàn lập tức lại mở to hai mắt, căm tức nhìn Tân Lâm nếu tân lâm không phải là một cô gái chỉ sợ tống hoàn không kìm nổi sẽ bóp lấy cô tân lâm hừ lạnh một tiếng không thèm để ý tới y kiểu người này rõ ràng là bệnh sắp chết rồi còn ở đây gượng trống đúng là sĩ diện háo tiêu phàm cười cười nói tống tiên sinh xem ra ngài đã từng luyện võ hơn nữa nội công cũng rất tốt nhưng linh khí thiên địa và âm sát khí không nằm trong phạm vi võ thuật mà thuộc về phạm vi thuật pháp phong thủy hai phạm vi này hoàn toàn khác nhau, chuyện này quả thật là không mạnh mồm được. Tống tiên sinh, nếu không ngại, để ta bắt mạch xem sao. Tống hoàn không đưa tay ra mà hỏi ngược lại. Tiêu tiên sinh là lang trung sao? Tân lâm không kiên nhẫn nổi, nói. Nếu tôi là anh, tôi đã chẳng thèm để ý đến chuyện vớ vẩn của gã. Gã đã muốn tìm đường chết, thì cứ để gã chết đi. Những lời này là nói với tiêu phàm. Tân lâm lúc này có chút bất mãn với kiểu, làm người tốt của Tiêu Phàm. Tên Tống Hoàn này cũng chẳng phải loại người tốt, tự y vội vàng chạy vào đường chết, còn nghi ngờ này nọ, ai mà bình tĩnh lo chuyện sống chết cho y chứ? Thiên hạ lắm kẻ ngu như thế, tiêu chân nhân lo sao xuể. Tống Hoàn vừa mới dịu đi đôi chút, lập tức sắc mặt lại tái xanh. Vương Nhạn tức giận nói: "Này, lời này của ngươi là thế nào vậy?" Tân Lâm không thèm liếc nhìn gã dù chỉ một cái. Tiêu Phàm cười cười, nói: ta cũng không chỉ muốn chữa bệnh cho tống tiên sinh cái chính là ta muốn giao dịch với tống tiên sinh giao dịch giao dịch gì ta chỉ cho ngài cách loại trừ âm sát khí trong người còn khóa ngọc này xem như trả công cho ta tống hoàn ngẩn người rồi liền cười lớn vừa cười vừa lắc đầu nói tiêu tiên sinh ta hiểu rồi ngươi soạn một loạt lý lẽ dối trá hóa ra là nhằm vào cái khóa ngọc này tay không bắt giặc a ngươi xem tống hoàn ta là loại người nào hả ngu ngốc sao vương nhạn và một tên hầu bên cạnh cũng cười lớn khóe miệng lưu mạc cũng thoáng nét cười vị tiêu nhất thiếu này cũng thật thà quá nhỉ làm gì có kiểu giao dịch với người ta mà như vậy chứ hắn còn ngu hơn thằng ngốc tân lâm cười lạnh một tiếng nói đủ rồi tống hoàn giận dữ đập bàn đứng lên không đợi y hành động bỗng nhiên thoát thấy một bóng người tân lâm đã thong thả đứng trước mặt y ngón tay như móc câu nhằm thẳng hai mắt y Tống Hoàn phản ứng cực nhanh, gầm lên một tiếng, thi triển thuật bắt tóm, chờ tay tóm lấy cổ tay của Tân Lâm, đồng thời thân thủ lách sang bên cạnh, tránh né. Tân Lâm nói đánh là đánh, thật sự là đánh quá nhanh, Tống Hoàn không có chút chuẩn bị nào. Chỉ nghe một tiếng, ầm, tay phải của Tân Lâm đang chụp mạnh vào hai mắt y bóng thình lình chuyển hướng, đánh mạnh vào cánh tay phải của Tống Hoàn. Cử động cánh tay của y đột nhiên tê liệt, nặng trịch. Không đợi Tống Hoàn hoàn hồn, chỉ cảm thấy mí mắt đau nhức một chập, hai tay của Tân Lâm đã ở trên hai mắt y rồi. Loại ngu ngốc như người đáng nói tay không bắt giặc sao? Người có tư cách này sao? Người có mắt như mù, còn dám tự xưng thiên nhãn. Hai con người này không có thì hơn. Tân Lâm một chiêu khống chế tống hoàn, lạnh lùng quát. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lưu Mặc cũng không biết Tân Lâm là một đại cao thủ nhất đẳng, nhưng thiên nhãn tống tam ca đích thực cũng không phải là tên tuổi hư danh, không ngờ dưới tay Tân Lâm, không đỡ nổi một hiệp. Dù rằng Tân Lâm đánh bất ngờ làm Tống Hoàn trở tay không kịp, y lại đang mang bệnh cũng là nhân tố bất lợi. Nhưng một chiêu đã bị khống chế thì vẫn là việc không thể ngờ đối với Lưu Mặc. Nhà đa ồ của vị tiêu nhất thiếu này có phần khác thường rồi. Lưu bát ra tự nghĩ, ở vào vị trí của Tống Hoàn, dù không đến mức bị đánh bại thảm như vậy, nhưng muốn thắng, hy vọng cũng cực kỳ mong manh. Nhà đầu đã như thế, con người tiêu nhất thiếu không biết còn lợi hại đến đâu. Đương nhiên, với lai lịch xuất thân của tiêu phàm, cục cảnh về cử một cao thủ đại nội làm vệ sĩ cho cháu nội tiêu ra, điều này cũng rất có khả năng. Hoặc có thể tiêu phàm chỉ là một tú tài nho nhã, yếu đuối, trói gà không chặt. Tiêu phàm vừa tức giận, vừa buồn cười. Bình thường tân lâm tĩnh lặng như nước, lại ngẫu nhiên cũng đùa giỡn như tiểu cô nương. Cũng may là ra tay còn chừng mực, không thì thật sự đã phế bỏ hai mắt của Tống Hoàn. Tân Lâm hừ một tiếng, thu lại ngón tay trắng muốt nhỏ nhắn, lùi về phía sau Tiêu Phàm. Hai mắt Tống Hoàn đau nhức, một hồi mới đỡ, nhưng không ngăn được cứ chảy nước mắt. Đường Đường một thiên nhãn Tống Tam ca, một đại thủ lĩnh thanh danh hiển hách trong giới trộm mộ, lại bị một nha đầu hầu hạ cho người ta đánh cho rơi nước mắt. Hôm nay thật là mất mặt quá đi. Chương 128, Dương Minh tiên sinh. Tống tiên sinh, ta biết ngài không tin ta khóa ngọc này cũng không phải là một bộ trang sức hoàn chỉnh, ít nhất còn có hai loại. Ta có thứ này, ngài cứ mang về, đợi ngài suy nghĩ kỹ thì liên hệ với Lưu Tổng. Cái gì vậy? Hai mắt tống hoàn đỏ ửng hỏi. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn tiêu phàm. Tân Lâm vừa ra tay, quả là làm cho mọi người chấn động. Tống Tam ca đại danh lừng lẫy trên giang hồ, đến một chiêu của người ta cũng không đỡ nổi. Người xuất thủ còn không phải đích thân tiêu nhất thiếu, mà chỉ là một tiểu cô nương xinh đẹp, trẻ trung bên cạnh hắn. Có điều, đám người không ngờ vật mà tiêu phàm lấy ra lại là một tấm phù, bên trên mảnh giấy vàng thô giáp vẽ một bản đồ kỳ quái bằng chu sa đỏ tươi. Loại phù này, những người ở đây biết rõ hơn ai hết. Đều là những cao nhân nghiên cứu cổ vật, mấy người tống hoàn lại là đào mộ tặc, thường xuyên nhìn thấy loại bản đồ này trong các ngôi mộ cổ. Nhưng chưa từng có người nào thật sự chú ý đến những thứ này trộm mộ tuy không phải là một việc quang minh chính đại, nhưng kế thừa lại đặc biệt lâu đời. Lão Tổ Tông có một quyền, quy tắc, hoàn chỉnh lưu truyền lại, có điều càng về sau thì việc tuân thủ các quy tắc đó cũng giảm dần đi, thậm chí rất nhiều người chỉ coi đó là hình thức. Kẻ trộm mộ hiện đại cũng ngày càng vì cái lợi trước mắt. Sự phát triển của khoa học tự nhiên làm bọn họ càng coi cái nghề trộm mộ này là con đường làm giàu. Điều này là một sự miệt thị đối với những điều cấm kỵ của Lão Tổ Tông âu cũng chỉ là sự mê tín phong kiến mà thôi. Khoa học kỹ thuật cổ đại không phát triển, quá nhiều mê tín phong kiến, rất nhiều cái gọi là quy tắc đơn thuần chính là tự mình dọa mình. Tống Hoàn tuy không tin tất cả những gì lão tổ tông để lại, nhưng cũng không tin nhiều, nhất là khi y chưa bị bệnh. Chính vì vốn dĩ không tin, là một cao thủ võ lâm, tuổi chưa nhiều, lại mau chóng có tiếng trong giới trộm mộ, đều là nhờ thực lực của y. Điều này khiến Tống Hoàn khá tự tin. Nhưng bây giờ Y vẫn nhận lấy cái phù, hai tay cầm lấy. Giang hồ chính là thực tế như vậy, đến một ả nha đầu bên cạnh người ta, y cũng không đánh nổi, thì đành phải cúi đầu khuất phục. Thế giới này là như vậy, sức mạnh tuyệt đối hoàn toàn quyết định mọi thứ. Nhưng mà Tống Hoàn quả thật không nhận biết được bức phù này có tác dụng gì. Vương Nhạn, thu dọn đồ, chúng ta đi. Vừa nhận bức phù, Tống Hoàn cũng chẳng còn tâm trạng chờ đợi nữa. Thật chẳng có tí sĩ diện nào. Vương Nhạn vâng một tiếng rồi mau chóng cùng một tên người hầu thu từng chiếc cổ vật cất vào vali có khóa và túi sách. Bát ra, thật ngại quá, hôm nay huynh đệ ta đã làm xấu mặt ngài rồi, sau này có cơ hội tiếp tục hợp tác vậy. Tống Hoàn chắp tay chào Lưu Mặc, cũng không để ý đến Tiêu Phàm và Tân Lâm, xoay người rời đi. Lưu Mặc cũng không giữ lại. Ba người theo chỉ dẫn của thư ký rời khỏi, Mặc Hiên. Lúc này Lưu Mặc mới nói với Tiêu Phàm. Nhất thiếu, Tiêu Phàm cười nhẹ, nói: "Không làm khó việc làm ăn của ngài chứ?" Lưu Mặc lắc đầu, cười nói: "Làm ăn hay không, khoan hãy nói. Lần này bọn họ đến ngoại trừ chiếc quạt gấp kia thì cũng không có thứ gì đặc sắc. Phải, chiếc quạt đúng là rất thú vị, nhìn nét vẽ đích thực là vết tích của đường bá hổ, thật là hơi kỳ lạ. Ta cũng nghĩ như vậy, có thể khiến cho đường dần vẽ tranh, còn đề thơ tuyệt mệnh trước khi chết thì chủ nhân của chiếc quạt này chắc chắn không phải nhân vật tầm thường." hơn nữa lại cố ý là ngôi mộ vô danh, nhất thiếu suy đoán ngôi mộ này ở Thanh Sơn, không phải là ở Ngô Trung, điều này lại càng kỳ lạ. Nhất thiếu nói, trên chiếc khóa trường mệnh mang linh khí của mộ chủ khi còn sống, nói như vậy thì ta lại nghĩ đến một người. Lưu Tổng nghĩ đến người nào? Tiêu Phàm mỉm cười hỏi lại. Vương Thủ Nhân, Dương Minh Tiên Sinh. Tiêu Phàm liền cười. Vương Dương Minh là tác giả của cuốn lục Vương Tâm Học Tri Tập, là nhà văn, nhà quân sự, nhà giáo dục, nhà triết học, là bậc nho sĩ nổi tiếng thời nhà Minh, tinh thông nho thích đạo tam gia, hơn nữa còn là đại sư khí công, hẳn còn là một cao thủ võ học. Theo ghi chép của Vương Thủ Nhân Toàn Tập, Minh Võ Tông Chính nước năm thứ 14, Ninh Vương Chu Thần Hào Tạo Phản, Vương Dương Minh Phụng chỉ xuất quân đi dẹp phản, đêm đến luyện khí công, tiếng rội vang xa làm cả đám quân kinh sợ. Lưu Mặc Liền nói, về thời gian có vẻ cũng đối chiếu được, Vương Thủ Nhân sống vào thời gia tính năm thứ 7, cũng chính là năm 1529 công nguyên, đường dần sống vào thời gia tĩnh năm thứ hai tức là năm 1524 công nguyên. Từ chính nước năm thứ 16 đến gia tĩnh năm thứ sáu, vương thủ nhân xây trường học ở quê nhà, hiệu đính cuốn truyện tập lục. Trong thời gian này có khả năng ông ta sang nước ngô và gặp đường dần. Tuy không thấy ghi chép lại trong sử sách, nhưng cũng không phải không có khả năng. Với thân phận đại nho sĩ thời đó, ông ta mời đường dần vẽ bức tranh quạt thì cũng có thể chỉ có điều, Lưu Mặc nói xong, lại trầm ngâm, xem ra có điều gì khó giải thích. Không hổ danh là nhân vật đình đám số một trong giới chơi cổ vật ở thủ đô, Lưu Bát ra hiểu tường tận ra thế các danh nhân lịch sử. Tiêu Phàm mỉm cười nói, mộ dương minh tiên sinh không nằm ở Thanh Sơn, hơn nữa lại là ngôi mộ được địa phương chú trọng bảo vệ, bọn người tống hoàn không đến nỗi điên mà đi trộm cổ mộ được bảo vệ như vậy. Đúng, hơn nữa theo nhất thiếu suy đoán thì bọn họ trộm mộ ở Thanh Sơn dương minh tiên sinh đúng là sống trong cảnh nội thanh sơn nhưng mộ trí lại không ở thanh sơn từ sự tức giận của tống hoàn vừa rồi có thể thấy tiêu phàm suy đoán bọn họ trộm mộ ở thanh sơn là cực kỳ chính xác nếu không tống hoàn cũng không phản ứng kịch liệt như vậy tiêu phàm cười cười nói lưu tổng dương minh tiên sinh tinh thông tam gia đạo là đại sư khí công ngài không thấy tuổi thọ của ông ta quá ít sao đúng vậy mới năm mươi mấy chưa đến sáu mươi tuổi Tuy người cổ đại thông thường sống không thọ, nhưng đối với một cao thủ võ lâm, tinh thông khí công thì tuổi thọ này quả thực không cao. Ý của Nhất Thiếu là? Ánh mắt của Lưu Mặc đột nhiên lấp lánh, dường như đã nghĩ ra một khả năng nào đó cực kỳ thú vị. Tiêu Phàm chỉ cười chứ không nói. Thực tế lịch sử rốt cuộc là thế nào, hậu nhân cũng có thể phán đoán được. Không hẳn là những ghi chép trong sử sách đều chắc chắn tin cậy và chân thực. Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay, một người giả chết chẳng phải là rất nhiều phiền toái chứ đừng nói chi đến thời cổ đại. Huyệt mộ của các đại quan minh triều dần dần chẳng còn bản ghi chép mộ trí nào, chẳng phải rất kỳ lạ sao. Đây nếu đúng là di vật của Dương Minh Tiên Sinh thì đúng là thú vị. Lưu Mạc cũng cười rồi lắc đầu nói. Cho dù là di vật của Dương Minh Tiên Sinh, xem ra cũng không liên quan nhiều tới Lưu Bát Gia. Nếu Tiêu Nhất Thiếu quả có hứng thú, thì Lưu Bát Gia sẽ không tranh đoạt với Nhất Thiếu. Dẫu có tranh đoạt được, thì cũng chưa chắc đã sử dụng được. Đối với loại dương khí mang màu sắc kế thừa đạo giáo này, sự hiểu biết của Lưu Bát gia không chắc là nhiều hơn Tiêu Phàm. Đúng như Tiêu Phàm nói, loại đồ này, người biết mà mang nó theo thì sẽ là báu vật. Người không biết mà dùng nó, chính là một loại độc dược độc nhất, bùa đòi mạng. Lưu tổng, hôm nay làm phiền rồi, thật ngại quá. Tiêu Phàm xem ra không muốn nói nhiều về chuyện này, đứng lên chắp tay từ biệt lưu mặc vội vàng đứng dậy đáp lễ cười nói nhất thiếu khách khí quá rồi nhất thiếu là khách quý nhất ở đây lưu mặc ta muốn mời còn trả được đích thân khách khí tiến tiêu phàm ra đến cửa nhìn theo tiêu phàm và tân lâm bước lên chiếc xe nửa hiện đại nửa cổ xưa chẳng có gì là thu hút tân lâm nổ máy xe lạnh lùng nói lưu bát ra cũng chẳng tốt lành gì tiêu phàm cười cười nói gã ta là người làm ăn phải lo nghĩ quá nhiều chuyện chuyện này cũng không trách gã ta được gã không muốn đắc tội với cả hai phía không đắc tội ít nhất cũng phải nhắc nhở chứ cái gã đứng ở đằng sau tống hoàn cũng không dễ chọc đâu không sao chúng ta cũng không muốn gây với y chính là muốn giao dịch thôi tân lâm gật gật đầu lái xe ra khỏi thiên nguyên cư xá tống hoàn tức đầy bụng ngồi trên xe vẻ mặt u ám vương nhãn đích thân lái xe câm như hến sợ nói sai một câu cũng làm cho tống tam ca nổi cơn thịnh nộ tính tình tống tam ca vốn đã không ôn hòa nhất là sau khi bệnh lại càng cáu gắt các huynh đệ không ít người bị y trách mắng có điều so sánh ra thì tống tam ca còn tốt hơn đại đương gia rất nhiều đại đương gia yêu quý các huynh đệ thì đúng là yêu quý khi tức giận cũng đúng là tức giận chẳng có ai là không sợ xe vương nhạn lái là một chiếc xe nhỏ thậm chí còn cũ hơn cả xe của tân lâm tất nhiên là không quá nát xe đẹp sẽ thu hút ánh mắt của mọi người, xe quá nát cũng vậy, sẽ khiến mọi người chăm chú. Trông có vẻ rất bình thường mới là vương đạo khiêm tốn. Nhưng thấy thế mà không phải thế mới khó, nhất định phải nắm rõ một mức độ nào đó. Tống Hoàn không có ý chút giận lên vương nhạn, chỉ có nét mặt thâm trầm, u ám. Chiếc phù mà tiêu phàm đưa cho y, cứ để ở đầu xe, cái phù chu sa màu đỏ tươi, đặc biệt trói mắt. Ánh mắt Tống Hoàn nhìn chằm chằm vào chiếc phù, cứ như đang nhìn chằm chằm vào tiêu phàm, hận không nuốt nổi. Chiếc xe vẫn chưa vào thành, men theo một con đường mới mở, rẽ mấy khúc quanh, sau một giờ đồng hồ thì rẽ vào một cư xá ở ngoại ô thành phố. Đẳng cấp của cư xá này không thua cư xá thiên nguyên chút nào, là một trong số cư xá cao cấp mới đưa vào khai thác gần đây của công ty bất động sản lớn nào đó của thủ đô. Người nào có thể sống trong cư xá này thì cực kỳ giàu có. Khung cảnh cư xá khá đẹp, cổng gác cũng rất nghiêm ngặt nếu không phải trên chiếc xe có thể thông hành ra vào, chỉ sợ sẽ bị bảo vệ chặn lại, tra hỏi cẩn thận. Những người ở cư xá này, thật chẳng có ai đi loại xe nát này. BMW, thậm chí là xe đua đẳng cấp mới nhất đều có thể thấy bất cứ lúc nào trong cư xá, giống như nhiều năm trước có nhiều xe đạp để trong trường, không có gì khác thường cả. Chiếc xe chạy vào một tòa biệt thự độc lập, so về kiến trúc tự nhiên thì không thể sánh bằng biệt thự, thiên tự số 1 của cư xá thiên nguyên nhưng ở trong cư xá này đã coi như là một biệt thự lớn cực kỳ xa hoa rồi trước khi xuống xe tống hoàn cầm lấy chiếc phù dáng vẻ rất cẩn thận tựa như sợ sẽ làm hỏng nó nhìn dáng vẻ mệt mỏi vội vã của tống hoàn đi vào tòa biệt thự vương nhạn không kìm lòng nổi mà lắc lắc đầu tam ca hôm nay quả thật quá mất mặt thật không biết đại đương gia nghe chuyện này xong sẽ có phản ứng thế nào đại đương gia có tiếng bao che yếu điểm khả năng là nhất thiếu họ tiêu đó sẽ gặp phiền phức rồi. Làm không tốt còn có thể là phiền phức rất lớn. chương 129, Đại đương gia của Yên Chi xã. Sáng hôm sau, một chiếc Mercedes Benz màu đen mới tinh bóng loáng chạy vào thất tinh quan. Xe đổi chứ người không đổi. Tiêu phàm vẫn trang phục xanh nhạt, giày vải đen. Tân Lâm cũng vẫn quần bỏ áo phông, tóc đen xóa vai. Hai người như vậy xem ra không sánh nổi với chiếc xe Mercedes sang trọng đẹp đẽ kia nhất hành tiên sinh đến uống trà ở thất tinh trà lều tất nhiên vẫn phải cải trang nếu tiêu nhất thiếu uống rượu giải trí với đám con ông cháu cha tiêu nhị ca giang vũ thành tiểu quế tử thì phải thay đổi trang phục chứ tiêu phàm lại chẳng muốn thêm phiền phức điều kinh ngạc nhất vẫn là ông chủ thái phong của thất tinh trà quán trên danh nghĩa thái phong cũng là đạo sĩ của thất tinh quan trên thực tế thì thất tinh trà quán là y thầu lại từ cậu em vợ của trụ trì thất tinh quan để trốn thuế Thái Phong cũng trở thành người xuất gia, nhận bằng đạo sĩ của cục tôn giáo. Đối với bên ngoài, thất tinh trà quán không phải là đơn vị mang tính doanh nghiệp, chỉ là nơi mà khách qua đường mệt mỏi nghỉ chân, uống trà tán dóc, đạo quán thu chút chi phí hợp lý, đến tiền trà thuốc còn không đủ, nói gì đến chuyện nộp thuế chứ. Nhiều năm nay, tiêu phàm bình thường rất ít khi xuất hiện ở những nơi công cộng giữa thủ đô, nhưng lại là khách quen của thất tinh trà quán. Phải nói thật rằng, thất tinh quán giờ càng ngày càng giống một nơi kinh doanh, khách đến cũng đủ loại người, đã chẳng còn không khí thanh tịnh yên bình như trước nữa. Đây là công của Thái Phong. Thái Phong không thể vừa giả làm đạo sĩ, vừa giả làm người kinh doanh, y là người rất có đầu óc. Sau khi y tiếp nhận quyền kinh doanh thất tinh trà quán, thất tinh trà quán nhanh chóng dựa thế các doanh nghiệp lớn, liên tiếp tung ra các chiêu thu hút các thương gia hay khách hàng. Hơi thở thương nghiệp hóa của thất tinh trà quán ngày càng rõ rệt. Tất nhiên, cái gọi là hơi thở kinh doanh chính là chỉ về hoàn cảnh và sự thay đổi. Thất tinh trà càng ngày càng nổi bật. Đây cũng là một kiểu mánh khóe làm ăn. Các ông chủ, chủ tịch hay thành phần trí thức sống trong các đô thị hiện đại cần một nơi để giải trí thư giãn đặc biệt như thế. Thất tinh trà quán so với mấy năm trước, quy mô lớn hơn rất nhiều, xây thêm mấy đỉnh trà trên mặt nước, bên cạnh là núi giả, đá lạ, dưới chân thì nước chảy róc rách, khung cảnh tuyệt đẹp. Cái gọi là hơi thở kinh doanh chính là chỉ thu phí của những trà đình đó. Thu phí của trà đình đắt hơn nhiều so với phòng riêng hay chỗ uống trà bình thường, là chỗ thưởng trà VIP của thất tinh trà quán, giá cả thì đắt hơn nhiều. Thưởng trà ở đình trà trên mặt nước của thất tinh quán là một kiểu thể hiện và chứng minh thân phận và địa vị. Vốn dĩ là đến thất tinh quán uống trà, điều chú ý chính là cảnh thanh tịnh trốn đảo nguyên, kiểu ngồi mà như thoát tục. Nay những cảnh loại này cũng bị Thái Phong cho phá bỏ hết. Nhưng bây giờ, nơi này lại là nơi tụ họp giải trí của những người lắm tiền. Tiêu Phàm cảm thấy không lâu sau, chính hắn cũng không muốn đến Thất Tinh Trà Quán nữa. Thất Tinh Trà Quán lúc này dần dần đã không còn khác biệt nhiều so với quán trà trong nội thành nữa rồi. Nhưng trong mắt Thái Phong, sự thay đổi của Tiêu Phàm làm y giật mình. Thái Phong quen Tiêu Phàm, biết Tiêu Phàm là cán bộ của cục quản lý tôn giáo. Đó là một lần tình cờ, Thái Phong có việc ở văn phòng tôn giáo gặp đúng lúc tiêu phàm đi làm ở cục. Tiêu phàm cả năm thấy mặt ở cục tôn giáo không được mấy ngày, thế nào lần đó lại đi lại đụng mặt Thái Phong, cũng coi như có duyên. Thái Phong là người làm ăn rất khôn ngoan, từ đó về sau liền nhớ kỹ tiêu phàm, chỉ cần tiêu phàm đến thất tinh trà quán giải trí, y lúc nào cũng dành cho tiêu trưởng phòng một chút yêu đãi. Mức độ yêu đãi không nhiều, nhưng cũng là ân tình nho nhỏ, không ai để ý chút tiền, quan trọng là có được coi trọng không trong kinh doanh, để khách hàng có cảm giác mình được coi trọng chính là một bí quyết quan trọng. Bất cứ một chỗ kinh doanh nào, chỉ cần làm được điều này, việc làm ăn không thể không phát đạt. Tiêu phàm không để ý việc này, nhưng cũng không giải thích rõ với Thái Phong rằng hắn không cần yêu đãi. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Thái Phong cũng biết tiêu phàm không có quyền ở cục tôn giáo, nên mỗi lần chỉ dành một chút yêu đãi nho nhỏ. Như vậy cũng đủ rồi, người làm ăn đều hiểu nguyên tắc đầu tư để sinh lợi có điều thái phong không ngờ đến lần này tiêu phàm đi xe mercedes mới cứng tới loại mercedes này là loại xe mà thái phong thích nhất trong mơ cũng là mục tiêu lớn nhất của y trong thời gian tới ngắm nó mà nghĩ đến một ngày mình cũng có thể lái một chiếc xe hoành tráng như thế đây mới là sự thể hiện thân phận và địa vị làm thế nào mà một cán bộ cấp trưởng phòng của cục tôn giáo như tiêu phàm bỗng nhiên thay đổi sang trọng xa hoa thế kia thái phong chưa kịp nghĩ một chuyện khác lại làm y trợn mắt há mồm lưu bát gia bất ngờ từ trong trà quán bước ra đón tiêu phàm thái phong quen lưu mặc địa vị của lưu bát gia trong giới văn vật thủ đô là không thể nghi ngờ thái phong cũng thích chơi cổ vật trong điều kiện kinh tế cho phép cũng siêu tầm một số đồ vật tính ra so với tiền gửi ngân hàng thì mức độ giá trị của những đồ này không lớn nhưng ít nhất cũng có giá trị bảo đảm đối với lưu bát gia thái phong tôn sùng thật sự Y tôn sùng tất cả những người có tiền. Mỗi lần Lưu Bát Gia đến trà quán, Thái Phong đều lên thăm hỏi mấy câu, có thể xúc động cả buổi. Lưu Bát Gia cũng rất hòa nhã, không hề tự cao tự đại. Nhưng Thái Phong biết, không tự cao tự đại chính là tự cao tự đại nhất. Cái gọi là bình dị gần gũi là hình dung từ đặc biệt của những nhân vật tầm cỡ. Người kéo xe như người anh em thì lấy tư cách gì mà bình dị gần gũi chứ? Thái Phong có nằm mơ cũng không nghĩ nổi Lưu Bát Gia lại có thể tự mình đi nghinh đón người khác. Điều này thật quá điên rồ. Hơn nữa người được nghinh đón lại là Tiêu Phàm, một cán bộ cấp trưởng phòng nhỏ bé chẳng ai biết đến của cục tôn giáo. Tiêu Phàm đối với sự khách khí của Lưu Bát Gia, lại không chút nghi ngờ, chào hỏi Lưu Bát Gia, hàn huyên một câu, liền là bước đi về phía trước, Lưu Bát Gia bồi ở bên cạnh Tiêu Phàm. Trong mắt Thái Phong, điều này thể hiện rõ ràng rằng, thân phận của Tiêu Phàm còn cao hơn Lưu Bát Gia, lai lịch chỉ sợ cũng lớn hơn. Không ngờ bản thân mình từ trước đến giờ toàn nhìn lầm rồi. Vị tiêu trưởng phòng này mới là nhân vật tầm cỡ thực sự. Đối với những dối rắm trong lòng Thái Phong, tiêu phàm, Lưu mặc đương nhiên không để ý đến, cứ đi thẳng đến đình trà ở trên mặt nước. Lưu bát ra tự mình pha trà, trà phổ nhĩ cao cấp nhất. Chỉ riêng một lần pha trà phổ nhĩ, Lưu bát ra đã tiêu hơn 10.000 đồng. Đúng là thú vui của kẻ lắm tiền. Thái Phong thấy, đây không phải là uống trà mà là đốt tiền. Là người quản lý thực sự của trà quán, Thái Phong cũng từng thưởng thức cực phẩm phổ nhĩ, dường như cũng không có gì khác biệt đặc sắc. Tuy y là người phụ trách thất tinh trà quán, nhưng lại không phải người trong nghề biết thưởng trà. Y chỉ biết làm ăn. Thưởng trà cần nhất là khung cảnh, cái này không thể miễn cưỡng, gượng ép được. Đánh chết Thái Phong cũng không tin, giá tiền của một lần pha trà phổ nhĩ thật sự có thể lên đến 10.000 đồng thậm chí mấy chục ngàn đồng lang xê thôi người có tiền thì đốt sạch người lo cái gì nhìn thấy tư thế này thậm chí thái phong cũng không dám lên nói chuyện một nhân vật tầm cỡ như lưu bát ra cũng phải xun xoe thì mình trước đây thật sự quá tùy tiện vô lễ rồi ai biết được từ trước giờ tiêu phàm có để ý hay không nếu chẳng may để ý lần này tự mình chẳng phải là tự tìm phiền phức sao nhất thiếu khoan hãy nói chiếc phù của ngài rất linh ứng mới sáng nay, bên kia đã có tin tức, muốn hẹn ngài gặp mặt đó. Lưu bát ra mỉm cười mang cho tiêu phàm một tách trà sóng sánh màu vàng, nói. Động tác nhẹ nhàng, vô cùng tao nhã. Ở những chỗ đông người, Lưu bát ra trước nay đều mang phong thái của một vị thân sĩ thư thái, mơ hồ lộ ra khí chất quý tộc nói không rõ ràng. Điều này cũng là bình thường. Chơi cổ vật mà thành nhà giàu mới nổi, đó mới nực cười. Quẩn tình bên trong của Lưu Bát Gia, người bình thường không phải ai cũng suy đoán được. Trong trà đình, ba người bọn họ ngồi hai bên, Tân Lâm vẫn giữ thân phận, hộ vệ, như trước, tuyệt không ngồi chung với tiêu phàm. Người của thất diệu cung có quy tắc, môn phái kế thừa càng lâu đời thì quy tắc càng nghiêm ngặt. Có một số quy tắc nếu như đánh mất, thì cả môn phái coi như cũng cơ bản đoạn tuyệt. Nhưng ở một chỗ bốn phía không thấy được như trà đình lại ẩn nấp không ít cao thủ. Bất kể đi đến đâu thì an toàn vẫn là số một đây cũng là nguyên tắc của Lưu Bát Gia. Nếu người chẳng còn thì có nhiều tiền nữa, cổ vật có quý nữa cũng còn ý nghĩa gì. Lưu Bát Gia tranh giành cực khổ như vậy để thích cóp gia tài giàu có không thể nào để đến một ngày bị người khác cướp đi, có cho cũng chỉ có thể cho con cháu gã. Có điều, Lưu Bát Gia tin tưởng, với bản lĩnh của gã và các biện pháp bảo vệ nghiêm mật, người bình thường muốn hại gã quả thật không dễ dàng. Đến ra các ánh huy cũng không vào được phòng bảo hiểm ngầm của gã nguyên tắc bảo vệ cao nhất của đội bảo an không phải là bảo vệ sự an toàn của hầm bảo hiểm mà ưu tiên số một là bảo vệ sự an toàn tính mạng của lưu bát gia tiêu phàm cầm tách trà uống một ngụm mỉm cười nói mọi thứ đều theo nhu cầu cả thôi lưu bát gia gật đầu cười che giấu sự kinh ngạc trong lòng mình khá tốt thật ra không phải sáng sớm nay gã nhận được cuộc điện thoại kia mà lão đại của thiên nhãn tống tam ca đã gọi từ tối qua đích thân đại đương gia của Yên Chi xã, đoàn thể trộm mộ lớn nhất trên giang hồ gọi điện thoại cho gã. Đại đương gia khách khí nhờ Lưu Bát Gia sắp xếp một cuộc hẹn, nói là muốn gặp mặt tiêu nhất thiếu nói chuyện. Lưu Bát Gia không dám chậm trễ. Gã có thể coi thường Tống Tam, nhưng tuyệt đối không thể như vậy đối với vị đại đương gia, danh chấn giang hồ của Yên Chi xã, này. Tinh khí không tốt của vị đại đương gia này đã có tiếng trên giang hồ. Thế ai từng đắc tội với đại đương gia, dù là vô tình hay cố ý, cũng không có một kết cục tốt. Lưu Bát gia thật sự rất muốn biết, chiếc phù mà Tiêu Phàm đưa cho Tống Tam, rốt cuộc có ma lực gì đặc biệt mà đến đại đương gia của Yên Chi xã cũng không kìm nén được, vội vã hẹn gặp Tiêu Nhất thiếu. Gần đây rất ít chuyện khiến Lưu Bát gia hứng thú nhiều đến vậy. Trời hôm nay khá đẹp, tiết xuân ấm áp, muôn hoa đua nở, đúng là rất hợp với việc du ngoạn ngoại ô thưởng thức trà. Khách của Thất Tinh trà quán không ít trong đó có khách đến du ngoạn đạo quán, mệt thì đi dạo quanh trà quán. Nói thật thì trà quán đã là cảnh quan đẹp nhất của thất tinh quan, còn thu hút khách hơn cả thất tinh quan. Hai cô nương vừa cười vừa nói từ đằng kia bước tới. Hai người đều còn rất trẻ. Vị cô nương lớn tuổi kia ước chừng 25-26 tuổi, ăn mặc nho nhã, là người đẹp trí thức điển hình. Cô nương kia có thể là em gái cô ấy, mặc chiếc áo len màu đỏ, chiếc quần đen bó sát hấp dẫn, đôi giày màu trắng to, tóc dài xóa vai, tay cầm một chiếc quạt gấp. Nhìn dáng vẻ sôi nổi, hoạt bát thì nhiều nhất cũng chỉ 17-18 tuổi, khuôn mặt thanh tú, mỹ miều, quả thật là trang tuyệt sắc giai nhân. Hai cô nương cười cười nói nói bước tới, cô bé mặc áo đỏ lướt nhìn Tân Lâm, liền cười hì hì bước vào trà đình. Chị, chị thật là xinh đẹp. Giọng nói trong trẻo, hồn nhiên giống như chuông bạc, cực kỳ êm tai, cực kỳ dễ chịu. Mặt lưu bát ra thoáng vẻ vô cùng kỳ lạ, Tân Lâm liếc nhìn cô ta một cái, thân sắc thản nhiên, giọng nói cũng lạnh lùng. Đại đương gia không dám nhận. chương 130, đệ nhất nữ ma đầu. Mỹ nữ áo đỏ khẽ nhíu đôi mắt phượng tuyệt đẹp, lập tức nhếch miệng nói. Hóa ra người đã sớm biết ta, chơi không vui, thật là chơi không vui mà. A, à, bát ra, có phải ngài để lộ tin tức không? Lưu bát ra cười ha hả, hai tay thí lễ, nói. Đại đương gia cái này thì người trách nhầm ta rồi, muốn trách thì trách chính đại đương gia, tiếng tăm quá lớn, ha ha. Không ngờ tiểu nha đầu xinh đẹp tuyệt trần, mới nhìn tưởng vị thành niên, lại chính là người mà giang hồ nghe danh có tiếng, đại đương gia của Yên Chi xã, Yên Chi Hồng, hiệu sưng, giang hồ đệ nhất ma nữ. Tân Lâm thản nhiên nói, trả trách tống tam thích giả bộ trẻ chung. Ý câu nói này chính là, thượng bất chính hạ tắc loạn. Có đại đương gia thích giả bộ trẻ tuổi như, thì tống tam ca cũng không khác gì. Yên chi hồng liếc tân lâm một cái, cười như không cười, nói. Tỷ tỷ, tuy rằng tỷ tỷ rất xinh, nhưng cũng không thể nói lung tung được. Ta ít tuổi, lòng giả cũng nhỏ nhen, rất hay ghi hận, tỷ tỷ đã đắc tội với ta rồi đó. Ưm, um. tân lâm vẫn thản nhiên đáp một tiếng. Đôi mắt to long lanh như nước của Yên Chi Hồng thoáng nheo lại. Tiếng, ừ, này của Tân Lâm thật sự làm tổn thương người ta cho dù Tân Lâm hoàn toàn phớt lờ sự uy hát yêu ta ép của cô hoặc là mỉa mai đáp trả cũng đều nằm trong suy tính của Yên Chi Hồng, duy chỉ có từ ừ, thản nhiên này làm người ta thật khó chịu. Tân Lâm vốn dĩ chẳng để ý đến sự uy hát yêu ta ép của cô ta. Trong mắt Tân Lâm, cô ta chỉ là tiểu cô nương bình thường cũng được, là đệ nhất nữ ma đầu, danh chấn giang hồ cũng được, chẳng có gì phải lo. Bất kể người có chiêu thức gì, cứ dở chiêu thoải mái, ta tiếp hết. Tỷ tỷ, người kiêu hãnh lắm yên chi hồng vẫn cứ cười hì hì mà nói bất kể diện mạo cách ăn mặc hay lời nói cử chỉ thì đại đương gia của yên chi xã danh chấn giang hồ đều là một tiểu cô nương rõ ràng là chưa thành niên những cô gái xinh đẹp thường rất kiêu ngạo ta cũng thế thôi đại đương gia cô tìm nhầm người rồi người có thể chữa bệnh cho cô là anh ấy không phải ta ta chỉ biết gờ yêu ta ít người không biết cứu người đâu vậy sao thế thì giống tính cách của ta đó, ta cũng chỉ thích gờ yêu ta ít người, không thích cứu người. Tỷ tỷ, ta tin chúng ta sau này sẽ là bạn tốt đấy. Yên Chi Hồng cười nói, dáng vẻ cực kỳ ngây thơ khờ khạo, không có chút xảo trá. Thế nhưng hai tiểu cô nương xinh đẹp động lòng người như thế mà cứ mở miệng chỉ nói, gợi yêu ta ít người, nghe được bất kể thế nào cũng có vài phần kỳ lạ. Nhưng điều mà hai cô nói đi nói lại, chính là sự thật. Lông mày tân lâm hơi nhíu lại, không nói gì nữa. Tính cách cô trái ngược hẳn với Yên Chi Hồng, Tân Lâm không thích nói chuyện, những lúc không thể không nói thì câu từ cực kỳ ngắn gọn, tuyệt đối không dườm ra. Đại đương gia Yên Chi Hồng lại là người hay nói, từ lúc bước vào trà đình, cô nói suốt. Lưu bát gia chỉ nói có một câu, tiêu phàm đến cơ hội nói xen vào cũng không có, chỉ có thể thong thả thưởng trà. a, phải rồi, ta quên mất là hôm nay ta đến không phải gặp mỹ nữ, mà là gặp anh đẹp trai nói xong nhún nhảy đến trước mặt tiêu phàm giờ bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt thí lễ hai cái xin chào anh đẹp trai tiêu phàm đứng dậy cúi thấp người đáp lẽ mỉm cười nói xin chào uyển cô nương ai ra anh đẹp trai người có thể không cần trịnh trọng như vậy không uyển cô nương uyển cô nương ta nghe nổi hết da gà ta tên uyển thiên thiên gọi ta là thiên thiên được rồi uyển thiên thiên nghiêng đầu vẻ mặt lại như cười như không để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, sáng lấp lánh như chân trâu, tương phản với đôi môi đỏ kiều diễm, cộng lại tạo thành sức hấp dẫn chết người. Tiêu phàm khẽ thở dài. Ai, anh đẹp trai, thở dài gì thế? Xem thường ta sao, làm cho người thất vọng rồi phải không? Tiêu phàm khẽ lắc đầu nói. Ta chỉ có chút lo lắng cho giới nam nhi mà thôi. Vẻ ngoài của Uyển thiên thiên thanh khiết kiều mỹ như thế, nhìn qua thật sự là rất dễ bắt nạt, chỉ cần đàn ông không bản lĩnh, Hôm nay gặp dáng vẻ này của cô ta, chỉ e là đều sinh lòng tàn niệm. Một khi mà rơi vào tay đệ nhất nữ ma đầu thì không chết cũng bị lột ra. Uyển Thiên Thiên vừa nói rất rõ ràng, rằng cô ấy chỉ thích gợi yêu ta ít người, không thích cứu người. Uyển Thiên Thiên kinh ngạc, thán phục nói: "Không ngờ anh đẹp trai lại thương người oán trời như thế, bát ra, rốt cuộc có phải bằng hữu của ngài không? Ngài sao có được loại bằng hữu tốt này? Bồ Tát sống a." Lưu Mặc cười khổ nói: Đại đương gia có phần quá coi thường Bát gia ta rồi, ta đã có thể có bằng hữu như đại đương gia thì tự nhiên cũng có thể có bằng hữu là Bồ Tát sống. Cũng chẳng có ai quy định, bằng hữu của Lưu Bát ta chỉ có thể là kẻ xấu a. À. Chật chật, Bát gia, ngài bây giờ nói chuyện càng ngày càng sắc bén rồi, mắng người không thèm nói lời thô tục, giỏi lắm, trả trách việc làm ăn của ngài ngày càng lớn, làm đường sống của anh em huynh đệ ngày càng nhỏ lại a. À. Quyền Thiên thiên nghiêng đầu, giơ ngón tay cái xanh mướt về phía Lưu Mặc đại đương ra nặng lời rồi, lộc nhà ai nhà đấy hưởng, đây là quy tắc trong làm ăn. Chỉ cần đại đương ra cho người mang đồ tới, lưu bát ta vẫn không nói một lời. Hôm qua chính tống tam ca không dám bán, ta cũng không giữ y. Lưu bát ra cười nói, lời lẽ khách khí, nhưng không chút hàm hồ. Quyền thiên thiên quả là, đệ nhất ma nữ, mà quỷ gặp quỷ ghét. Lưu bát ra cũng không phải loại người ăn chay. Phải, chuyện hôm qua, không thể trách ngài. Có điều, có vẻ cũng không thể trách tống tam ca tiêu phàm khẽ mỉm cười nói thiên thiên cô nương cô nhất định muốn trách ta thì ta cũng không có cách nào biện hộ thiên thiên cô nương quyền thiên thiên bất giác đập vào đầu mình than một tiếng tiêu công tử tiêu nhất thiếu ngài không thể không nghiêm túc được sao gọi ta một tiếng thiên thiên ta cũng không dựa vào ngài sẽ không khóc không gào lên đòi làm bạn gái ngài y đâu ngài yên tâm đi tân lâm lạnh nhạt nói đại đương gia ai cũng có quy tắc của mình chẳng lẽ ai cũng phải theo quy tắc của cô sao không không chắc quyền thiên thiên lập tức lắc đầu ngồi xuống đối diện với tiêu phàm quyền cô nương cũng được thiên thiên cô nương cũng thế ngài thích gọi thế nào thì gọi thế ta muốn nghe thế nào thì nghe thế tân lâm gật gật đầu trở lại dáng vẻ yên lặng quyền thiên thiên vừa ngồi xuống lưu bát ra lập tức đưa một tách trà vàng sánh đến trước mặt lại nói với cô nương xinh đẹp khoảng 25-26 tuổi đi cùng với Uyển Thiên Thiên, nhị đương gia, mời ngồi. Không ngờ mỹ nhân nhìn giống trí thức này lại là nhị đương gia của Yên Chi xã. Hai vị đương gia thanh danh hiển hách trong giới trộm mộ của Yên Chi xã lại đều là nữ nhân, hơn nữa tuổi lại không lớn. Mỹ nhân khoát tay, cười nói: "Không cần, bát ra, ta đứng được rồi." Nói rồi bước khoan thai đến đứng phía sau Uyển Thiên Thiên không xa, cách xa chỗ Tân Lâm Thật sự, vị nhị đương gia này của Yên Chi xã cũng được xem là một đại mỹ nữ, khuôn mặt cân đối hài hòa, dáng người mảnh mai, mềm mại, đoan trang nho nhã, phong thái nhấp nhận, lịch sự, so với đại đương gia Uyển Thiên Thiên thì hoàn toàn khác biệt. Điều quan trọng nhất là cô ấy tuân thủ quy tắc. Nếu như tiêu nhất thiếu có nhà đầu bên cạnh hoành tráng, thì Yên Chi Hồng sao có thể không có nữ nhân trung thành cấp dưới chứ? Đừng thấy vẻ cười khi của Uyển Thiên Thiên giống như không để ý mọi thứ. Thể diện này, không thể làm mất hơn nữa không thể mới đến đã thua tiêu phàm về khí thế lưu bát gia âm thầm lắc đầu yên chi xã dưới trướng uyển thiên thiên mấy năm nay cũng phát triển nhanh khí thế kinh người chỉ là hành sự có phần phách lối nhất là uyển thiên thiên thủ đoạn độc ác vô tình gây thù chuốc oán trên giang hồ không ít trong mắt của vị đại thúc bốn người mấy tuổi điềm đạm khác thường lưu bát gia này đây là lấy họa chi đạo suy cho cùng thì thời đại khác rồi Uyển Thiên Thiên võ công cao tới đâu, ra tay tàn độc hơn đi nữa cũng không thể tự khoe khoang vô địch thiên hạ. Thời đại vũ khí nóng và thời đại vũ khí lạnh có sự khác biệt rõ ràng. Nhưng đây là việc của người Yên Chi xã, Lưu Bát gia cũng không tiện lên tiếng. Hơn nữa, gã sao phải lên tiếng? Yên Chi xã có suy sụp thật sự, thì Lưu Bát gia cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Thời buổi bây giờ quá nhiều kẻ trộm mộ, ai cũng biết đây là con đường phát tài hơn nữa lại là phát tài lớn. Tuy rằng vô cùng mạo hiểm, nhưng không dọa được những kẻ thật sự gan to mật lớn. Ngược lại, không có đoàn thể trộm mộ có thế lực khổng lồ, có tổ chức nghiêm ngặt như Yên Chi Xã, quân lính tản mát khác không hợp thành quy mô, Lưu Bát Gia khi lấy hàng, có thể ép giá càng thấp, lợi ích cũng càng lớn hơn. Lưu Bát Gia còn nghe nói rằng, Yên Chi Xã là một môn hộ độc lập, tự lo liệu đường dây tiêu thụ, đang tích cực liên hệ với một số điểm đấu giá ngầm ở trong nước và điểm đấu giá lớn ở nước ngoài. Nếu bọn họ thành công thì việc làm ăn của Lưu Bát Gia đúng là bị đả kích. Sinh sản cung cầu đều là một con đường, còn muốn Lưu Bát Gia là người trung gian làm gì chứ? Dẫu sao việc này cũng mới chỉ là nghe nói, mặt Lưu Bát Gia không chút mảy may thể hiện ra. Anh đẹp trai, ta họ Tiêu, Tiêu Nhất Hành. Tiêu Phàm mỉm cười cắt ngang lời Uyên Thiên Thiên thực tình thì nghe ba từ anh đẹp trai cảm thấy có chút lạ lạ cũng may là hôm nay uyển thiên thiên cũng trang điểm nhẹ nhàng mềm mại nếu không tiêu sư ca thật sự cũng không tiêu hóa nổi ta biết ta thích gọi ngươi như thế vừa rồi chẳng phải vị tỷ tỷ này đã nói rồi sao ai chả có nguyên tắc của mình ta cô quản được người khác chẳng lẽ cũng quản không được bản thân mình sao uyển thiên thiên nhẹ vung tay bĩu môi nói tiêu phàm bắt đầu cảm thấy đầu óc có chút căng thẳng Bao nhiêu năm du ngoạn giang hồ, kết giao không ít với đủ loại bằng hữu giang hồ, nhưng đệ nhất ma nữ, như vậy của yên chi xã, tiêu phàm mới gặp lần đầu. Uyển thiên thiên chẳng phải là một thiếu nữ thuần khiết thực sự, trong suy nghĩ của tiêu phàm đã xác định rất rõ ràng nữ ma đầu. Trên giang hồ, lời đồn về thủ đoạn độc ác vô tình của Uyển thiên thiên thực sự quá nhiều. Hảo hán chết dưới tay cô ta không phải một hai người. Nếu tiêu phàm mà xem cô ta là tiểu cô nương, thì quả thật khó mà làm được. Người gọi ta thiên thiên, ta gọi người tiêu nhất thiếu. Quyền thiên thiên mắt nhìn tiêu phàm, cười khanh khách, cười đến mức tựa như tiểu hồ ly bắt trộm được 18 con gà mẹ. Audio điện tử võ tấn bền chương 131, Gen Đại đương gia, người nói vào việc chính đi, thời gian của mọi người đều rất quý báu. Tân Lâm nhắc một câu, giọng vẫn lạnh lùng. Quyền thiên thiên liếc nhìn Tân Lâm, khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Tỷ tỷ, tỷ còn nóng vội hơn ta. Phải rồi, ta còn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh của tỷ. Tân Lâm, Tân tỷ tỷ xin chào. Huyền Thiên Thiên giơ tay về phía Tân Lâm, tươi cười rạng rỡ. Thiên Thiên cô nương, tối qua Tống Tiên sinh hẳn là đã đưa cho cô chiếc phù của ta rồi chứ? Tiêu Phàm quyết định đi thẳng vào vấn đề. Anh đẹp trai, ai vẽ cái phù đó nhỉ? Không phải ngươi chứ, nhìn ngươi không giống một đạo sĩ mà. Tiêu Phàm đã không nhường, Kiên quyết không chịu thỏa hiệp thì Uyển Thiên Thiên cũng đành phải tiếp tục gọi hắn là anh đẹp trai, điệu bộ cười cợt, rõ ràng có chủ ý trêu chọc. Tiêu Phàm nghiêm mặt nói: "Thiên Thiên cô nương, sở dĩ tôi đưa chiếc phù chính khí cho cô vì hy vọng có thể giúp cô giảm bớt sự đau đớn khi bệnh phát tác. Tất nhiên là cũng muốn giao dịch với cô. Giảm bớt sự đau đớn khi bệnh ta phát tác ư? Anh đẹp trai, câu này ta nghe không ổn nhỉ, chúng ta lần đầu gặp mặt, trước nay ta cũng chưa đắc tội với ngươi." người cứ mở miệng là rùa ta như vậy là không được đâu quyền thiên thiên nũng nịu cười như trước trong đôi mắt to long lanh nước bỗng thoáng qua tia nhìn sắc sảo linh hoạt cực điểm giờ khắc này mới là phong thái thực sự của giang hồ đệ nhất nữ ma đầu tiêu phàm gật đầu nói thiên thiên cô nương ta không có ý soi mói chuyện riêng của cô hôm qua ta cũng gặp tống tiên sinh lần đầu thấy tình hình âm sát trong người anh ta cực rõ ràng mấy năm nay những nơi mà anh ta tiếp xúc với âm sát thật sự là quá nhiều thiên thiên cô nương nghề này của các ngươi có quy tắc của tổ tông tần suất vào những nơi âm sát không được quá cao nếu tần suất quá cao cho dù ngươi có thuật trừ tà cao minh đến đâu cũng khó chống đỡ được sự tấn công từ từ của âm sát khí đặc biệt là một phần của các đại sư phong thủy càng không thể tùy tiện ra vào ngôi mộ ở thanh sơn lần này các ngươi quả thật không nên vào quấy giày âm linh của dương minh tiên sinh sức mạnh bật lại của âm sát khí chắc chắn sẽ nằm ngoài dự đoán của các ngươi. Quyền Thiên Thiên không cười nữa, ngồi thẳng người, hai mắt lóe sang, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm. Anh đẹp trai, ngươi đừng nói với ta, đây là ngươi dùng thuật phong thủy để suy đoán ra đấy. Giọng nói trở nên hơi lạnh lung. Lưu Bát Gia kinh ngạc nói: Nhất Hiếu, đó thực sự là huyệt mộ của Dương Minh Tiên sinh ư? Vương Dương Minh mộ rõ ràng là ở tỉnh Đông Hải, là đơn vị giữ gìn những văn vật trọng điểm của quốc gia. Tiêu Phàm nói, có thể thấy từ nội dung chiếc quạt mà đường dần vẽ và hơi thở trên khóa ngọc mà Tống Tiên Sinh đeo. Thanh Sơn là nơi có nhiều khả năng là huyệt mộ thật sự của Dương Minh Tiên Sinh. Vương Dương Minh là một trong những tác giả của trường phái phong thủy lý luận tâm học, thậm chí có thể nói là tổ sư sáng lập thật sự của trường phái này, danh tiếng còn lớn hơn vị tổ sư trường phái tâm học là Lục Cửu Nguyên Tiên Sinh. Trong, vô cực thuật tàng, có một chương hoàn chỉnh ghi chép có liên quan đến phong thủy lý luận của trường phái tâm học. Tiêu Phàm đã từng thâm nhập nghiên cứu. Các lý luận vô cực truyền lại, vốn là thu thập rộng rãi những sở trường của dân chúng, trước nay đều không cấm đệ tử môn nhân nghiên cứu sự kế thừa và lý luận của các trường phái phong thủy thuật tướng khác. Đúng là quan điểm của môn phái là hàng rào lớn nhất ngăn cản sự tiến bộ. Là trưởng giáo chân nhân đời thứ 64 của võ cực môn, lấy được khóa trường mệnh đeo trên ngực của Dương Minh Tiên Sinh sau khi chết, có thể cảm nhận rất rõ ràng nhiều hơi thở của trường phái tâm học còn lưu lại trên khóa ngọc phân tích theo trình độ cao thâm về thuật pháp phong thủy của Dương Minh Tiên Sinh cùng với thân phận của Đại Tông Sư Luyện Khí, đối với ghi chép liên quan đến việc Dương Minh Tiên Sinh qua đời mà lịch sử để lại, Tiêu Phàm luôn giữ một thái độ, Đại Tông Sư như vậy, không có lý do nào mà không thể không sống đến 60 tuổi. Đại Minh gia tính năm thứ bảy, Dương Minh Tiên Sinh bệnh nặng, trên đường về quê nhà thì qua đời ở cảnh nội Thanh Sơn. Tiêu Phàm cứ cảm giác trong chuyện này hẳn có ẩn tình gì khác, còn ẩn tình như thế nào thì niên đại đã quá lâu, cũng không dám suy đoán lung tung. Huyền Thiên Thiên cười nhạt một tiếng. Cho dù là huyệt mộ thật sự của Vương Dương Minh, bọn ta đã quấy rầy âm linh ông ta, thì làm sao? Tiêu Phàm nhìn Huyền Thiên Thiên từ đầu đến chân. Trong mắt của người bình thường, vị đại đương gia của Yên Chi xã này chính là một thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết như một con búp bê nước ngoài, khỏe mạnh hoạt bát, sức sống tuổi trẻ căng tràn. Nhưng dưới mắt Tiêu Phàm thì hoàn toàn không phải như vậy ấn đường của huyền thiên thiên mơ hồ xanh sao, thái dương cũng mang sắc xám, bốc hơi xương. Tất cả những dấu hiệu này đều cho thấy âm sát khí tích tụ trong cơ thể cô ta đã cực kỳ đậm đặc. Thiên thiên cô nương, cô không hiểu thấu đáo việc nghiên cứu phong thủy. Phong thủy của trường phái tâm học về sát cục, nhìn thì như bình thản, kỳ thực thì vô cùng nguy hiểm. Tất cả âm sát khí tích tụ, đi thẳng vào tim là khó loại trừ nhất. Chiếc phù chính khí mà ta đưa cho cô nương chỉ có thể bảo vệ cô an toàn một tháng. Trong một tháng này, chỉ cần cô nương không tiếp tục hấp thụ thêm nhiều âm sát khí, như vậy bệnh sẽ tạm thời được khống chế. Qua tháng này rồi, cũng rất khó nói. Quyền thiên thiên tay ôm gò má trắng mịn, ánh mắt long lanh, không ngừng chuyển động, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc mức độ tin cậy của những lời tiêu phàm nói. Giang hồ đệ nhất ma nữ, chắc chắn sẽ không bị thuyết phục dễ dàng như vậy. Bất luận một người làm nên đại sự nào, suy nghĩ đều cực kỳ cố chấp, không dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình thôi được anh đẹp trai xem ra ngươi cũng khá tự tin ta có bệnh hay không thì tự mình biết không phải ngươi nói mới biết được cho là ngươi nói đúng thì ngươi có cách nào giúp ta đợi một lúc uyển thiên thiên hỏi tiêu phàm nói thứ nhất ba vật lấy từ huyện mộ dương minh tiên sinh các ngươi không được đeo nữa cái nhẫn ngọc trên tay thiên thiên cô nương viên ngọc trai đen mà nhị đương ra đeo khóa ngọc tống tiên sinh đeo bên người đều phải lập tức bỏ xuống đeo thêm một ngày, sát khí xâm nhập thêm một ngày, không hề có lợi cho ba người, giống như chất kịch độc, cứ thêm một ngày là thêm nhiều phần độc tính. Quyền thiên thiên ngắm chiếc nhẫn xanh biếc trên ngón tay mình, chất ngọc cực tốt, được chạm khắc từ ngọc phỉ thúy thượng đẳng. Khiến cho cả bàn tay đều ánh lên một sắc xanh mươn mướt, một cảm giác quái dị. Trước ngực cao của nhị đương ra đeo một chuỗi vòng cổ ngọc trai, đen bóng. Viên ngọc trai ở chính giữa lớn bằng ngón cái, lấp lánh ánh đen, đặc biệt chói mắt viên ngọc trai đen này vốn được ngậm trong miệng mộ chủ nhị đương ra bất giác đưa tay mân mê viên ngọc trai rồi lại vội vàng bỏ tay xuống mặt thoáng ửng đỏ lại đã vô tình mà nghe hết những lời tiêu phàm nói cô biết rất rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì chiếc phù chính khí mà tống tam mang về quả thật đã làm ngưng cơn đau bệnh đang phát tác của uyển thiên thiên chứng đau tim của uyển thiên thiên ngày càng thường xuyên giống như đám mây đen đè nặng lên đỉnh đầu của bọn họ Yên Chi Hồng là chủ nhân cả Yên Chi xã. Nếu như Uyển Thiên Thiên suy sụp, thì cả Yên Chi xã cũng sụp đổ. Điều này thì cơ bản không phải nghi ngờ. Chính vì tác dụng đặc biệt của chiếc phù chính khí nên Uyển Thiên Thiên mới gọi điện cả đêm cho Lưu Bát ra để hẹn gặp Tiêu Phàm. Chỉ có điều không ngờ sau khi gặp, mới phát hiện Tiêu Phàm hóa ra trẻ như vậy, còn là một anh đẹp trai, thể hiện một trí khí lớn bên trong khí chất trầm ổn, nho nhã. Không giống với những gì Tống Hoàn miêu tả. Theo Lưu Bát Gia tiết lộ, vị tiêu nhất thiếu này dường như có quan hệ với tiêu gia đại hào môn của kinh sư nhất đẳng. Nếu thực sự là con cháu của tiêu gia, vậy thì khó trách. Gia thế quyền quý như vậy, người thường tuyệt đối không thể tùy tiện phỏng đoán. Quyền thiên thiên lấy chiếc nhẫn phỉ thúy ra, đặt trong lòng bàn tay trắng muốt của mình, thong thả nghịch nghịch. Thứ hai, chính là trị liệu. Thiên thiên cô nương, ta phải xem mạch cho hai người trước. Hai người nội công tu luyện khác nhau, cách trị liệu cũng sẽ phải khác nhau. Mắt nhìn huyền thiên thiên, tiêu phàm dịu dàng nói. Huyền thiên thiên cười khúc khích, sơ cổ tay nhỏ nhắn về phía tiêu phàm. Được, vậy cho ngươi được lợi rồi nhé. Miệng nói vậy nhưng mắt cứ liếc nhìn mặt tân lâm, lườm qua lườm lại vẻ tinh nghịch, bỡn cợt. Sắc mặt bình tĩnh của tân lâm thoáng trầm xuống. Tiêu phàm bắt mạch xem bệnh cho người khác, tân lâm trước nay chưa từng khó chịu, giờ mắt nhìn ngón tay tiêu phàm nhẹ nhàng để trên cổ tay trắng muốt như ngọc của uyển thiên thiên trong lòng tân lâm thốt nhiên lại bừng bừng ngọn lửa ghen tuông quả thật là ánh mắt của uyển thiên thiên khá chọc người khi ngón tay thon dài của tiêu phàm để trên mạch cổ tay mình uyển thiên thiên liền cười khúc khích nho nhỏ mắt lúng liếng mặt ửng đỏ đầy vẻ kiều mị lạp y gờ lơ đến lưu bát ra ngồi một bên làm bích thượng quan cũng không thể không rung động mỗi một nét mỹ miều của nữ nhân đều như thể tác phẩm nghệ thuật được ông trời chuyên tâm gọt rũa, mang xuống trần gian làm điên đảo chúng sinh. Sắc mặt tiêu phàm nghiêm túc, tập trung bắt mạch, lòng không sao động. Sau một lát, hai hàng lông mày dài hơi nhíu lại, ước chừng thời gian uống hết nửa tách trà, mới từ từ bỏ tay ra, hai mắt hơi nhắm, vẻ suy nghĩ. Lần này, Uyển Thiên Thiên khó lắm mới giữ im lặng, cũng không dám mở miệng quấy dày. Cả trà đình đều yên tĩnh. Thật lâu sau, mày tiêu phàm giãn ra, hướng về mỹ nữ cao gầy đứng sau huyền thiên thiên, gật đầu nói. Nhị đương ra, nhị đương ra liếc huyền thiên thiên một cái. Huyền thiên thiên cười một tiếng, nói. Nhị tỷ, anh đẹp trai người ta muốn được lợi thì chúng ta phải chịu thiệt thòi thôi, ai bảo hắn là bậc đại phu chứ. Tiêu phàm không kìm nổi, nhẹ lắc đầu, giống như một vị huynh trưởng dịu dàng đứng trước cô em gái thích quấy rối, vẻ hết thuốc chứa. Tính tình tiêu phàm, vốn không thích đấu khẩu với người khác, gặp phải yêu nữ, xảo trá, tai quái như uyển thiên thiên này, càng như chó chân chói tay đem. Mỹ nữ cao gầy cười tự nhiên, bước tới, sơ cổ tay về phía tiêu phàm, nói. Tiêu nhất thiếu, làm phiền. Nhị đương ra khách khí rồi. Tiêu phàm để tay lên mạch cổ tay của cô, tập trung chẩn bệnh. Thời gian xem mạch cho nhị đương ra, so sánh thì ngắn hơn một chút. Tân Nhi, giấy bút. Tân Lâm lấy giấy bút từ cái bóp nhỏ vẫn mang theo người, đưa cho tiêu phàm. Quyền thiên thiên lại cười khúc khích, dường như cảm thấy đặc biệt hứng thú với quan hệ giữa tiêu phàm và tân lâm. Sắc mặt tân lâm lại trầm xuống. Tình huống này, đối với tân lâm mà nói, thật sự là vô cùng hiếm gặp. Mỹ nữ và một mỹ nữ khác, ước chừng trời sinh ra đã là kẻ thù rồi. chương 132, Nhất kiếm phong tình, Nhất mặt yên chi hồng. Tiêu phàm đặt bút viết không chút do dự, động tác dứt khoát, rất nhanh là viết xong hai đơn thuốc, đưa cho cô gái xinh đẹp, nói: "Nhị đương gia, tờ đơn thuốc này là cho cô dùng đấy. Tờ còn lại là cho Tống tiên sinh, cách dùng và liều lượng như thế nào, trên đó đều đã ghi rõ, cứ chiếu theo đó mà uống, liên tục uống trong nửa năm. Nửa năm này, đề nghị hai người nghỉ ngơi, đến bờ biển ánh nắng chan hòa mà nghỉ dưỡng, không tệ đâu, rất có lợi cho sức khỏe." "Cảm ơn." Nhị đương gia thuận miệng nói một câu nhận lấy đơn thuốc. Chỉ thấy trên đơn thuốc thứ nhất, dùng nét chữ cứng đẹp viết lên hai chữ Đường Huyên. Đây là tên của cô. Thì ra người ta sớm đã biết họ tên của cô. Còn bọn họ bây giờ chỉ biết hình như Tiêu Phàm với lão Tiêu gia danh chấn lấy lừng có chút quan hệ thôi, nhưng rốt cuộc là quan hệ như thế nào, không thể hiểu hết được. Trong cuộc chiến, tình báo này, rõ ràng Yên Chi xã đang rơi ở thế hạ phong. Đường Huyên cũng không nhìn kỹ hai đơn thuốc liếc qua một cái sau đó theo thói quen giao lại cho uyển thiên thiên uyển thiên thiên ngược lại xem rất kỹ xem đi xem lại đơn thuốc nhiều lần mới đưa lại cho đường huyên nhìn tiêu phàm nhìn giống cười nhưng không phải cười hỏi anh đẹp trai đơn thuốc của tôi đâu rồi tiêu phàm lắc đầu nói thiên thiên cô nương cô không có phương thuốc tại sao chứ bọn họ đều có chỉ có tôi là không tính ức hát yêu ta ép tôi hả à? tiêu phàm nói bệnh của cô là tâm bệnh dùng thuốc thì khó mà chữa được ê anh đẹp trai anh ăn nói như vậy chẳng khác nào là đang mắng chửi người ta vậy gương mặt xinh đẹp của uyển thiên thiên trầm xuống có chút không hài lòng nói tôi chẳng phải đã sớm nói cho anh biết rồi sao người như tôi tính tình nhỏ nhen không có rộng lượng anh cứ nói như vây tôi sẽ không vui đó tiêu phàm gật gật đầu nói thiên thiên cô nương tôi sẽ cho cô thêm ba tấm phủ chính khí trong vòng 3 tháng có thể áp chế bệnh tình của cô. Nhưng khi đến cực hạn, xa hơn về sau nữa, phù chính khí sẽ không còn tác dụng nữa. Trừ phi, trừ phi cái gì? Uyển Thiên Thiên lập tức truy hỏi. Ê, anh hãy mau nói đi, tôi không thích đàn ông nói chuyện cứ úp úp mở mở đâu. Nói chuyện sảng khoái một chút, có gì cứ nói thẳng ra. Trên mặt Tiêu Phàm lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt khó xử. Dường như là có chuyện gì đó không tiện nói ra. Tân Lâm thản nhiên nói. Cô đi theo hắn, hắn mỗi ngày sẽ thi pháp cho cô một lần, có lẽ sẽ có thể loại trừ được âm sát khí sâu trong người cô. Đối với tuyết phong thủy kham dư, Tân Lâm vốn dĩ cũng không hiểu biết lắm. Nhưng cùng tiêu phàm sống 3 năm, Tân Lâm mắt thấy tai nghe, cũng học được không ít. Với tài trí thiên phú, cộng thêm việc tiêu phàm không giấu giếm gì với cô ta cả, trong vòng 3 năm cũng đủ để học được không ít. Liên quan cách trị liệu của âm sát nhập thể, kinh mạch tổn thương, Tân Lâm đã từng trao đổi với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nói cho Tân Lâm biết, loại bệnh tình này, cách chữa trị tốt nhất chính là nhờ một đạo sĩ tinh thông phép thuật phong thủy, mỗi ngày làm phép với bệnh nhân, dần dần sẽ có thể khiến âm sát khí tích tụ trong tâm mạch tiêu trừ ra hết. Tiêu Phàm trị bệnh cho Yến Tây Lâu cũng là cùng một cách chữa trị như vậy. Tuy nhiên Yến Tây Lâu chúng phải là độc chứng, thấm vào kỳ kinh bát mạch, Tiêu Phàm dùng Hạo Thiên Chính khi giúp y trừ bỏ độc tố, nguyên lý là giống nhau mắt của mọi người lập tức mở to uyển thiên thiên nhìn tiêu phàm từ trên xuống dưới vẻ mặt ngạc nhiên cười khanh khách không ngừng anh chàng đẹp trai được đấy phương pháp tán gái cũng khác người bình thường tại sao không nói thẳng luôn là để tôi tới thẳng nhà anh để giúp đỡ tự mình không nói lại để bạn gái mình nói hai người đúng thật là một đôi kỳ lạ trên gương mặt trắng ngần của tiêu phàm đỏ lên một cách hiếm có tân lâm lạnh lùng nói đại đương gia ăn nói cẩn thận đấy. Quyền thiên thiên đảo mắt, vẫn cứ cười hì hì nói, ta nếu không cẩn thận thì sao đây? Ngươi sẽ gờ yêu ta ếch ta à? Không khí trong quán trà bỗng chốc trở nên cực kỳ căng thẳng. Tân lâm chậm rãi tiến về phía trước một bước, thản nhiên nói. Đã lâu nghe danh yên chi kiếm hiểm độc tàn nhẫn, tân lâm muốn lĩnh giáo một chút. Quyền thiên thiên cười khanh khách không ngừng. Tân tỷ tỷ, hóa hôm nay các người muốn đo cân lượng của ta à? Nói sớm đi, ta sẽ vui vẻ tiếp chiêu. Tia sáng lạnh chợt lóe, trong tay Tân Lâm đã có thêm một thanh kiếm mềm cực mỏng cực sắc, không ngừng lay động nhẹ, đôi mắt cô cũng sắc lên không kém, nhìn thẳng vào gương mặt hồn nhiên của Uyển Thiên Thiên. Lưu Mặc giật mình kinh ngạc, vội vàng đứng dậy nói. "Đại đương gia, Tân cô nương, có chuyện gì từ từ nói, không cần phải nóng nảy như vậy." Còn chưa dứt lời, chỉ thấy ánh sáng đỏ lóe lên, thân hình yêu kiều của Uyển Thiên Thiên nhảy lên, một đường hồng quang vô cũng sắc bén thẳng đến cổ của tân lâm nhanh như điện yên chi kiếm phong tình của một kiếm đó của việt yên chi hồng đó vụt 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 liên tiếp vang lên ba tiếng ba tia hồng quang hòa lẫn vào nhau trong một khắc hai người đã giao thủ với nhau ba lần quyền thiên thiên công ba chiêu tân lâm thủ ba chiêu một tiếng quát nhẹ bạch mang bạo khởi tựa như trường hồng kinh thiên phản công qua lại vụt một chuỗi trường âm vang lên. Nhưng những người ở đây tất cả đều là cao thủ, có thể nghe rất rõ, có hết thảy bảy tiếng kim loại va chạm vào nhau. Lần này, là tân lâm công, còn uyển thiên thiên thủ. Vụt, cuối cùng, một tiếng giòn vang. dáng người màu đỏ yêu kêu trong khoảnh khắc lui về sau, uyển thiên thiên lui ra ngoài vài bước, cười không giống cười nhìn tân lâm, nói. Phi vũ liên hoàng thất tuyệt chảm, tân tỷ tỷ tôi biết cô là ai rồi. Tân Lâm khẽ động tay, thu kiếm khuyến vào, chậm rãi bước ra phía sau tiêu phàm một cách lặng lẽ. Không nói tiếng nào nữa. Hồng quang trong tay Uyển thiên thiên lóe lên một cái, trong nháy mắt cũng không thấy đâu nữa. Hai động tá hết sức mau lẹ, giao thủ với nhau như điện xẹt, trong nháy mắt lại trở về vẻ bình tĩnh, thậm chí cũng không có ai chú ý ở trà đình này vừa mới xảy ra một trận kịch chiến. Uyển thiên thiên sau đó cũng trở về chỗ ngồi, giơ tay lên chống cằm, vẻ mặt lại hứng thú ngồi thăm dò tiêu phàm ánh mắt sáng tinh tiêu phàm cười khổ một cái đối phó cô gái cổ quái xảo trá này thật sự không phải là điểm mạnh của tiêu nhất thiếu gia ngay cả người chung sống hợp pháp một cô gái yên lặng như tân lâm tiêu phàm đôi khi chúng không biết phải xử sự như thế nào càng không cần nói đến yên chi hồng được đấy tiêu nhất thiếu xem ra tôi đúng là đã xem thường anh rồi anh chàng đẹp trai thăm dò tiêu phàm một hồi Uyển Thiên Thiên vừa cười vừa nói, ý trêu chọc càng thêm rõ ràng. Có điều, điều kiện của anh đưa ra tôi vẫn phải suy xét một cách kỹ lưỡng. Đưa đến tận cửa như vậy, không phải là người con gái nào cũng nguyện ý làm cả. Cứ cho là anh vừa đẹp trai lại nhà giàu đi, là một người con gái bản thân cũng có phần khó xử của họ chứ. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nói: "Thiên Thiên cô nương, không phải vậy đâu, phương pháp dẫn khí mà tôi viết cho cô, cô cứ về nhà thử trước xem sao." có lẽ sẽ có hiệu quả. Có lẽ sẽ có hiệu quả ư? Câu nói như vây từ chính miệng của Tiêu Phàm nói ra, cũng chỉ là lần đầu tiên mà thôi. Cũng là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể để Uyển Thiên Thiên giống như Tân Lâm, cả ngày lẫn đêm cũng ở bên cạnh mình sao? Tân Lâm và Uyên Thiên Thiên căn bản không phải là cùng một loại con gái, tình hình cũng hoàn toàn không giống nhau. Chính tay Chỉ Thủy Tổ sư đã hạ đồng mệnh cấm chế trên người của Tân Lâm, Tiêu Phàm lại không thể hạ động mệnh cấm chế trên người của Huyền Thiên Thiên, điều này không phù hợp với tính cách của cô ta. Hơn nữa cần phải có sự phối hợp hoàn toàn tự nguyện của Huyền Thiên Thiên mới được. Nếu Huyền Thiên Thiên không muốn cam tâm tình nguyện, hoàn toàn mở rộng tâm thần, động mệnh cấm chế là không cách nào có thể bày ra được. Được, anh viết đi, tôi sẽ chờ. Lần này Huyền Thiên Thiên ngược lại rất là phép tắc, như cô đã nói cô đã biết được Tân Lâm là ai, đối với nhận thức của Tiêu Phàm lại phát sinh ra sự thay đổi lớn. Hôm qua, Tống Hoàn cũng đã đem việc Y và Tân Lâm giao thủ với nhau nói ra một cách rõ ràng rành mạch. Lúc đó, Đường Huyên có chút không tin lắm, thuộc hạ của Tống Hoàn như thế nào, Đường Huyên hiểu rất rõ. Vậy mà ngay cả một chiêu của Tân Lâm cũng đỡ không nổi, không tránh khỏi làm người ta cảm thấy sợ. Ở khắp, yên chi xã, này, ước chừng cũng chỉ có đại đương ra là có cái bản lĩnh này đường huyên tuy không cho rằng nguyên thiên thiên là thiên hạ vô địch nhưng nếu tân lâm đã có thể cùng uyển thiên thiên bất phân thắng bại cũng đủ khiến người ta gây ếch ta ếch sợ rồi thân thủ tốt như vậy mà lại nguyện ý làm nha hoàn bên cạnh của người ta đây mới chính là nguyên nhân khiến đường huyên cảm thấy khó hiểu Nguyên thiên thiên không nói gì cả không đồng tình cũng không phản đối cho đến khi đích thân giao thủ với tân lâm uyển thiên mới biết tống hoàn thua không hề oan tiêu phàm nhìn ghê gớm như vậy quả nhiên là có căn cơ nội lực. Tiêu Phàm trầm ngâm, từ từ viết ra giấy phương pháp dẫn khí. Tuy chỉ là vài câu ngắn, nhưng cũng nói lên rằng Tiêu Phàm rất am hiểu sâu sắc về thuật dẫn khí trong người. Thuật dẫn khí do chính trưởng giáo vô cực môn viết, quả thật là không thể xem thường. Uyển Thiên Thiên thận trọng nhận lấy, cẩn thận nghiên cứu, âm thầm vận công điều khí, dị khí tích trong tâm mạch, ngay lập tức đều được khai thông, khắp người lập tức cũng trở nên thoải mái đừng nhìn bề ngoài uyển thiên thiên cười nói lại còn thích mắng chửi người ta nhưng ngược lại mọi chuyện đều để ở trong lòng thực ra tâm phúc đại hoạn này đã nguy hại đến cô một thời gian dài rồi thân là đại đương gia của yên chi xã nhân vật tiếng tăm trong những kẻ trôm mộ ở phương bắc uyển thiên thiên đối với tình hình phản công của âm linh so với bất cứ ai cô là người nắm rõ hơn hết anh chàng đẹp trai còn ba tấm phủ chính khí nữa đâu uyển thiên thiên đưa thuật dẫn khí cho đường huyên cười hỏi Tiêu Phàm từ trong túi áo đường trang của mình lấy ra ba tấm bùa đỏ, giao cho Uyển Thiên Thiên. Được, tôi sẽ tặng cho cô ba tấm bùa này. Uyển Thiên Thiên cất bùa vào, tiện tay cởi nhẫn ngọc ra, đường huyên cũng tháo dây chuyển hắc chân châu trên cổ xuống, cộng thêm khóa ngọc đeo trên người của Tống Hoàn, tất cả đều để trước mặt của Tiêu Phàm. Đúng rồi, thêm cái quạt này, nếu anh đã thích, tặng cho anh hết, cứ xem như là quà gặp mặt. Nhưng mà anh đẹp trai à, chúng ta đã nói trước rồi, giao dịch công bằng, không lừa lọc dối trá. Phương pháp này của anh mà không hiệu quả, tôi sẽ đổ tội cho anh hết. Đến chừng đó, ha ha, tân tỷ tỷ, cô đừng có ghen nhá, tính mạng của ta quan trọng hơn. Uyển Thiên Thiên cười hì hì đem cây quạt xếp trong tay cũng đặt trước mặt tiêu phàm, quay về phía Tân Lâm nhếch miệng cười rồi làm mặt sâu trêu Tân Lâm. Tân Lâm không có phản ứng gì, coi như là không nghe thấy. Bát ra, cảm ơn nhé. Uyển Thiên Thiên đứng dậy, hướng về phía lưu mặc dơ dơ tay cười nói lưu mặc cười khổ nói chỉ cần đại đương ra cảm thấy vừa ý lão bát tôi cũng yên tâm rồi nói thật lưu mặc thật sự cũng không muốn chọc giận nữ sát tinh này vừa ý anh chàng đẹp trai ngài giới thiệu cho tôi tôi chắc chắc là hài lòng một anh công tử vừa đẹp trai vừa giàu có như vậy ai mà không thích chứ đúng không gặp lại sau anh đẹp trai gặp lại sau tân tỉ tỉ Uyển Thiên Thiên lại vừa cười vừa vẫy tay với Tiêu Phàm và Tân Lâm, sau đó chắp hai tay sau lưng, hào hứng hồn nhiên ra khỏi trà đình, không khác gì những nữ sinh cấp 3 vậy. Ai mà biết, đây lại là cô gái được mệnh danh là, danh hồ đệ nhất ma nữ, nữ sát tinh yên chi hồng. chương 133, Cẩu Vương Một góc của bãi Mộc Lan ở Yên Bắc, có một trường nuôi chó quy mô rất lớn. Bãi Mộc Lan giáp danh với Thảo Nguyên lớn, từ xưa đến nay đây là một nơi cỏ cây tươi tốt nguồn nước trong sạch, Môn thú sinh sôi phát triển tốt, từng là nơi săn bắn của hoàng gia nhà Thanh. Nửa đời trước của triều đại nhà Thanh, hoàng đế mỗi năm đều dẫn theo vương công đại thần, bát kỳ tinh binh đến đây săn bắt, trong sử sách xưng là Mộc Lan thu cuộc săn trong rừng Mộc Lan. Trong vòng 140 năm từ triều Khang Hy đến Gia Khánh, đã cử hành Mộc Lan thu hết thảy 105 lần. Tuy nhiên hiện nay, bãi Mộc Lan đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng trường nuôi chó của nghiêm bác chính là nằm trong bãi mộc lan này sau khi cách mạng nổ ra kinh tế quốc nội phát triển lớn việc một đêm phất lên không còn là thần thoại nữa kinh tế phát triển mạnh mẽ như cơn sóng lớn tạo ra từng đợt cách tân đời sống sinh hoạt phát triển mạnh nhà nhà bắt đầu nuôi nhiều thú cưng không ít người trong nhà đều có nuôi chó mèo trường nuôi chó cũng chính vì lẽ này mà phát triển nhanh chóng trường nuôi chó ở bãi mộc lan không chỉ có một trong đó trại nuôi chó của Nghiêm Bác có quy mô lớn nhất. Cái tên Cẩu Vương chẳng những vang danh trong bãi Mộc Lan này, thậm chí còn có danh tiếng rất lớn ở kinh thành này. Rất nhiều người cũng rất thích đến trại nuôi chó của Nghiêm Bác để chọn chó. Nghiêm Bác không có nuôi chó làm thú cưng, những con anh ta nuôi đều là đấu khuyển loại chó dùng để đấu nhau. Là loại đấu khuyển chính tông nhất. Chính vì vậy mà những khách hàng đến trại chó của Nghiêm Bác cơ bản đều là những gã tay to mặt lớn những người bình thường là không thể mua nổi đấu khuyển càng không thể nuôi nổi nhà nước sớm đã đề ra pháp lệnh đối với việc nuôi dưỡng loại chó có cương tính cao đều có quy định hết sức nghiêm khắc người bình thường căn bản là không cách nào xin được giấy chứng nhận không có chứng nhận mà nuôi đấu khuyển một cách phi pháp rất dễ bị kiện ra tòa nhưng nghiêm bác được xưng là cẩu vương không phải vì anh ta giỏi việc nuôi chó là là bởi vì ở đây anh ta sở hữu trang trại nuôi chó lớn nhất ở bãi mộc lan những tay chơi quyền quý ở thủ đô, những tay nhà giàu nước vách, phàm là kẻ thích chó đều là khách quen ở đây của nghiêm bác. nghiêm bác ở đây mỗi tuần tổ chức một lần hội thi đấu cầu. Đại hội đấu cầu có hai luật, một trong số đó là đánh võ đài. đài chủ chính là những loại đấu quyền nổi danh khắp thế giới do chính bản thân nghiêm bác nuôi dưỡng. ở đây anh ta đều có đủ. những gã tay to mặt lớn thích chơi chó, có thể trực tiếp thách đấu với chó mà nghiêm bác nuôi. tiền cược thì hai bên tự thỏa thuận loại hình đấu chó còn lại chính là hồn chiến nếu tất cả những tay chơi chó đều tụ tập lại nghiêm bác sẽ cung cấp đấu trường tiền cược cũng là tự mình thỏa thuận cùng một trận đấu chó ai cũng có thể đặt cược nếu gặp trường hợp không có ai làm chủ nghiêm bác sẽ cầm tiền cược làm chủ đương nhiên bàn cược như vậy sẽ có khác biệt rất lớn phải xem chó đấu của hai bên mà định thân hình thể trọng sức chiến đấu nếu tương đương nhau trận đấu sẽ là một trọi một nếu thật lực chênh lệch lớn thì có thể sẽ là một trọi ba, thậm chí một trọi năm. Trận đấu một trọi năm, về cơ bản là rất hiếm. Vượt qua mức cực này, nghiêm bác sẽ không đồng ý tiến hành trận đấu. Đấu chó chênh lệch quá lớn, đó không phải là đấu chó nữa, mà là ngược đãi đến chết, hết sức tàn nhẫn. Là phản cảm đối với những người yêu chó. Người thích trọi chó, đa số đều là người yêu chó. Một tháng nay, Tiêu Thiên đã say mê đấu chó. Tiêu Thiên không nổi nổi chó, Y không có tiền, gia sản một triệu, căn bản không đủ để đấu chó. Cho nên trước đó, Tiêu Thiên đối với việc đấu chó tiếp xúc không nhiều. Tiêu Nhị Ca là người sĩ diện, chơi không nổi là chơi không nổi, cũng không rãnh rỗi chạy tới xem người ta đấu chó, hò hét trợ uy cho chó của người khác. Tiêu Nhị Ca không có thói quen đó. Sở gì anh đột nhiên say mê đấu chó, là vì Tiêu Nhị Ca kết giao được một bạn nhà giàu thích chơi chó. Nghiêm túc mà nói tay nhà giàu Tề Bình đến từ phía nam này không phải là bạn của Tiêu Nhị Ca mà là bạn của Tiểu Quế Tử. Nói đến Tề Bình, cũng là do xui xẻo mà ra, vừa mới tính đến thủ đô phát triển, công ty chưa khai trương đã dính phải rắc rối. Rắc rối này còn có chút mất mặt nữa, vì tranh giành một tiểu cô nương ở bãi tắm, đụng phải một tên đầu gấu. Chuyện như vậy đúng là hiếm thấy. Mọi người cũng là vì tìm thú vui mà đến bãi tắm này, cũng đâu chỉ có một cô hầu gái, hoàn toàn không cần thiết phải vì tranh giành một cô đã được người ta chọn, đổi một cô khác là được rồi. Vì một tiểu cô nương của bãi tắm mà tranh hơn thua, đúng là khá mất mặt. Chuyện mất mặt như vậy, lại để Tề Bình gặp phải. Đối phương là một tên đầu rắn ở Kinh Thành, Tề Bình lại không mấy thông thạo tiếng phổ thông, ai vừa nghe cũng biết không phải là người bản xứ. Kết quả là hai bên không nói một câu đã chẳng nhau, đối phương thế cao, lại đông người, Tề Bình bị đánh đến mặt mũi bầm tím. Tên đầu rắn vẫn không buôn tha, lại còn gọi thêm bạn bè trong đồn cảnh sát tới bắt giữ gã vài ngày. Giáo huấn thật tốt tên ngoại lai không biết trời cao đất dày này. Cho gã biết rằng ở tứ cửu thành này không phải có tiền là hay đâu. Cũng xem như tề bình may phước gặp ngay tiểu quế tử. Tiểu quế tử nhìn chướng mắt, qua nói vài câu, đuổi mấy tên đầu rắn cùng với cảnh sát đi hết. Cha của tiểu quế tử đã làm tới phó cục trưởng của cục thành phố, mấy tên đầu rắn cùng với tên cảnh sát nhỏ nhoi bình thường này có ai dám không nể mặt Quế Ca chứ? Cứ như vậy, Tề Bình đã dựa dẫm vào Tiểu Quế Tử, nhất định phải mời Quế Ca đi giải trí ăn cơm. Qua lại vài lần, thế là trở nên thân nhau. Nói đến tên Tề Bình này cũng rất thú vị, giàu có lại hào phóng, đối Quế Ca hết sức nịnh hót. Tiểu Quế Tử cũng khá thích anh ta, nên đã giới thiệu cho Tiểu Nhị Ca biết, kết giao thành một nhóm bạn hữu. Tề Bình có nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ một trận đánh nhau. Không ngờ lại có thể kết giao được với nhị thiếu gia của Tiêu gia, quả thực là một miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Những kẻ thương nhân ngoại thành này, ai mà không có đầu óc sắc bén, muốn làm thân với con cháu quyền quý ở kinh thành chứ? Trên đời này, ai cũng biết rõ, đằng sau có người chống lưng, làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cấp bậc nha nội của tiểu Quế tử, đối với thương nhân bình thường đã là cao không thể tả rồi, càng không cần nói đến cháu trai của Tiêu gia lại càng được xem là một nhân vật hoành tráng ở trong truyền thuyết. Riêng hai chữ tiêu ra thôi cũng đủ làm người ta sợ chết cây ếch yêu ta ếch rồi. Trận đòn này, đúng là chịu không uổng công. Tề Bình rất thích chơi chó. Theo như Tề Bình nói, gã tại phương Nam, hầu như tháng nào cũng phải đi đấu chó một lần. Ở biệt thự hào hoa ven biển của gã, có nuôi bốn con chó thuộc chủng danh tiếng, trong số đó có một con thổ tá Nhật Bản, tên là Đấu Khuyển Chi Vương, thân đứng thẳng lên còn cao hơn cả gã chỉ cần lên đấu trước nay chưa từng thua bao giờ lần này xem như tề bình tìm được chi kỷ rồi tiểu quế tử đặc biệt rất thích chơi chó nói đến kiếm tiền tiểu quế tử kỳ thực hơn tiêu thiên nhiều chớ nhìn y tuổi tác nhỏ hơn tiêu thiên lại là một tên lém lĩnh chỗ nào kiếm được tiền là y sẽ xuất hiện ở chỗ đó chức vụ của cha y tất nhiên là không thể so sánh với tiêu trạm rồi mẫu chốt là vì nắm chắc thực quyền có thế lực Địa vị của Tiêu Trạm quả thật là quá cao, ông tuyệt nhiên cũng sẽ không để Tiêu Thiên ra mặt kiếm tiền. Những việc quá mất mặt, bản thân Tiêu Thiên cũng không thể làm được. Trong đám huynh đệ, Tiểu Quế Tử cũng được xem là tên hào phóng. Nhưng Tiểu Quế Tử lại rất hiểu luật, chưa bao giờ ở trước mặt Tiêu Thiên, Giang Vũ Thành bọn họ khoe khoang. Phân biệt cấp bậc ở trong đám dân chơi quyền quý cũng rất là am hiểu, tuyệt đối không phải ai giàu có nhất là có địa vị nhất. Căn bản là không có chuyện như vậy. Tiểu Quế Tử cũng đã từng rủ Tiêu Thiên, Giang Vũ Thành bọn họ đi bãi Mộc Lan chơi chó, Tiêu Thiên hỏi về giá cả, sau đó cũng lắc đầu cự tuyệt. Tiểu Quế Tử cũng không có cách nào khác, chỉ đành giấu Tiêu Thiên, một mình chạy tới bãi Mộc Lan, cược tiền đấu chó để đỡ cơn nghiện. Tiểu Quế Tử cũng thật tình rất muốn tự mình nuôi và y con đấu khuyển thật lợi hại, đấu thử vài ván. Khi Tề Bình xuất hiện, đã giúp Tiểu Quế Tử giải được vấn đề khó khăn này tiêu nhị ca sẽ không tiêu tiền của anh em đi chơi đấu chó, nhưng tiêu tiền của Tề Bình thì lại không thành vấn đề. Đây cũng chính là luật bất thành văn của những tay chơi. Những tay giàu có này, đối với những tay chơi, chỉ được xem là một con dê béo bở. Con dê béo tự mình nộp thân, không thịt thì hơi tiếc. Tiêu Thiên cũng không phải là một lão thầy đồ cổ hủ. Chỉ cần mấy anh công tử chơi vui vẻ, Tề Bình đương nhiên sẽ ra sức nịnh hót. Chơi chó nói trắng ra chính là chơi tiền. Tề Bình giàu có. Người như Tiêu Thiên là một nha nội chứ danh ở Tứ Cửu Thành, một số người có giàu hơn đi chăng nữa cũng không thể với tới được. Nếu Tề Bình không phải nhờ cơ duyên hảo hợp, cho dù có đem cả đống chi phiếu tới, cũng không có cửa mà vào. Loại hảo hợp này, những tên thương nhân đến kinh thành tìm mối quan hệ trước đây, không có mấy ai gặp được. Trăm mấy ngàn gần triệu tiền đút lót, một chút hoa hồng cũng không kiếm được, sau cùng mới nhận ra, cái gọi là công tử ca biển hiệu lớn chẳng qua chỉ là một đám lửa gạt. Có một số người bị gạt, cũng không dám lên tiếng, sợ bị người khác cười chê, chỉ biết nuốt ấm ức xuống bụng. Một tháng nay, đám người tiêu thiên, giang vô thành, tiểu quế tử gần như tuần nào cũng phải đến bãi Mộc Lan một lần. Chó đấu mà tề bình nuôi, không có đem từ phương Nam tới đây, liền trực tiếp thuê chó của nghiêm bác để đấu. Đương nhiên đây cũng là thi thô lúc lâm thời mà thôi, cũng không thể chơi lớn quá. Đấu chó là một hoạt động kỹ thuật, chó đấu của người khác nuôi, suy cho cùng cũng là của người khác, với chủ nhân không có ăn ý với nhau. Chó như vậy ra đấu, sức chiến đấu sẽ suy giảm. Chó đấu tốt, tuyệt đối sẽ hiểu tâm tư của chủ nhân, sau khi thi đấu, sẽ liều mạng đấu, cũng vì lấy tình cảm của chủ nhân, không làm cho chủ nhân mất mặt. Dù cho là vậy, Tiêu Thiên cũng đã chơi rất vui vẻ. Đối với đấu chó, y là một tên mới nhập môn, có thể đứng ngoài chơi như vậy, đã khiến y cảm thấy hết sức ký bản quyền tê ý bản quyền rồi. Còn việc thắng thua, lại là một việc khác, cược 450 ngàn, tiêu nhị ca cũng không bận tâm là mấy. Nhưng lần này đến bãi Mộc Lan không giống với mọi khi. Một chiếc xe thương vụ đã được tân trang, được lái vào trong trại nuôi chó của Nghiêm Bác. Trại nuôi chó này của ả à Nghiêm Bác, quy mô cực lớn, xung quanh là một miếng đất rất lớn, cách cửa vào không xa, có cả một văn phòng làm việc năm tầng, trang hoàng hết sức xa xỉ, khí thế ngút trời. Cẩu vương, cái danh hiệu này tuyệt đối không phải là một hư danh. Mấy năm nay, nhờ vào việc núi đấu khuyển mà túi tiền của nghiêm bác không ngừng to ra trông thấy. Ở bãi Mộc Lan, chỉ cần nhắc tới, cẩu vương, nghiêm bác, ai cũng sẽ giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Xe thương vụ dừng lại ở trước cửa văn phòng làm việc, tiêu thiên, giang vũ thành, tiểu quế tử bọn họ lần lượt xuống xe, sau đó là tề bình. Nhưng Tề Bình không phải là người xuống xe cuối cùng, ở phía sau anh ta, từ từ bước ra một con đấu khuyển cao to uy mãnh. Khắp người vàng óng, khắp mặt đầy nếp gấp. Chính là đấu khuyển chi vương mà Tề Bình nuôi ở phương Nam, thổ tá Nhật Bản. Chương 134, trường đấu chó. Trại nuôi chó của Nghiêm bác rất đầy đủ cơ sở vật chất, phục vụ cũng rất chu đáo. Tiêu Thiên bọn họ vừa mới xuống xe, lập tức đã có một thanh niên thông minh khôn khéo chạy ra đón tiếp cười cười chào hỏi bọn họ, tiêu nhị thiếu gia, giang thiếu gia, quế thiếu gia, tề tổng, những người này hiển nhiên đã rất quen mấy người bọn họ. đối với nhất đẳng đại nha nội tiêu nhị thiếu gia, bên trại nuôi chó đã an bài người tiếp đãi riêng. tiểu hoa tử, tiêu thiên chào hỏi người thanh niên đó một tiếng, cũng không tỏ vẻ kiêu căng. tính cách của tiêu nhị thiếu gia cũng là có đặc điểm của quan nhị ca, không kiêu căng cũng không nhẫn nhịn người khác. không ai có thể chế phục y cho dù là bố của y bộ trưởng tiêu cũng không có cách nào. Tiêu nhị thiếu ra, lần này tôi sẽ đề cử một chú chó tốt cho anh, chúng tôi vừa mang về một chú chó kên co sâu từ Italy trở về, trời sinh nó đã là một đấu khuyển rồi, nhất định không làm anh thất vọng đâu. Tiểu hoa tử cười ha ha nói, tiêu nhị thiếu ra tuy là một tay chơi lão làng, nhưng đối với việc đấu chó, lại hoàn toàn trăm phần trăm là tay mới, lần nào cũng là ở trại nuôi chó thuê, đây đúng là một chú gà mờ điển hình không có đấu khuyển do chính tay mình huấn luyện, vĩnh viễn vẫn không thể đạt tới cấp nhập môn. Ở điểm này, tiêu nhị thiếu gia so với diệp đại thiếu gia và uông nhị thiếu gia thì còn kém rất xa. Nếu không có lão tiêu gia cái bài phong lớn này chống lưng cho, tiêu nhị thiếu gia đúng là rất khó để có thể ngẩng đầu trong giới hoàn khố này. Tiêu Thiên và Giang Vũ Thành, tiểu quế tử liền quay mặt nhìn nhau, tiểu quế tử cười ha ha, nói. Tiểu hoa tử, lần này không cần nữa, bọn ta đã tự đem đến một con rồi. Thật vậy à, vậy thì quá tốt rồi, đúng lúc có thể ngắm nhìn đấu khuyển mà các vị đại gia đây đã mang đến. Tiểu hoa tử cười ha ha, trên mặt hiển rõ vẻ tò mò, ẩn sau vẻ mặt đó là suy nghĩ không tin lắm. Cái khác không nói, ở phương diện đấu chó, tiêu hoa tử mới đúng là một chuyên gia, thủ hạ của cẩu vương, tuyệt đối không phải hư danh. Có loại chó hung tợn lợi hại nào mà tiểu hoa tử chưa từng thấy chứ? Đợi đến khi con thổ tá to lù lù chậm rãi từ trong xe đi ra, lặng lẽ đứng bên cạnh tề bình, tiểu hoa từ lúc này mới giật mình, hai mắt mở to tròn xoe. Với mắt nhìn của một chuyên gia như anh ta, liếc một cái đã có thể nhìn ra, con thổ tá này chính là loại đấu khuyển thuộc hạng ghê gớm. Ước chừng thôi cũng đã thấy, vai cao ít nhất là vượt qua 70cm, thể trọng cũng là từ 60 trở lên. Theo số liệu này, gần như đã là kỷ lục của loài thổ tá Nhật Bản. Chỉ nhìn bề ngoài thôi e rằng chỉ có thổ tá đấu khuyển cấp độ quán quân hoành cương mới có được thân hình to lớn như vậy trên thực tế trong giới đấu cầu ở nhật thổ tá ở cấp bậc hoành cương cũng chính là cấp quốc bảo cực kỳ hiếm thấy con thổ tá này to lớn như vậy cũng không biết là kinh nghiệm chiến đấu nhiều ra sao tiểu hoa tử biết rằng tề bình là một ông chủ lớn ở phương nam ở phương nam cũng có đại hội đấu cầu tuy nhiên tiểu hoa tử chưa tận mắt nhìn thấy không biết đại hội đấu khuyển ở phương Nam, trình độ ra sao. Nhưng Tề Bình đã đặc biệt đem nó từ phương Nam tới thủ đô, có thể thấy trong lòng của Tề Bình chỉ ít đây là con có sức chiến đấu cao nhất. Nếu như không có kinh nghiệm chiến đấu ở trên đấu đài, tin chắc Tề Bình cũng không tốn công làm gì. Nuôi được một con chó to như vậy, tương đối là khó, không ai mà ngốc đến nổi đưa nó đi nạp mạng. Con bị đặc của Diệp Thiếu Gia, đỗ cao của Uông Nhị Thiếu Gia đều là những con vua đấu khuyển danh bất hư truyền ở trại nuôi chó của nghiêm bác, gần như là chưa có thất bại lần nào. Con thổ tá này, ít nhất cũng là cùng một cấp bậc với hai con chó nói trên. Thế nào, tiểu hoa tử? Tiểu quế tử đắc ý hỏi. Bình thường bọn họ mượn chó ở đây, chỉ có thể tham gia những trận đấu có tính giải trí mà thôi. Còn những trận đấu lớn thật sự, chỉ có thể ngồi ngoài xem mà thôi, nhìn đám người diệp hạo văn, uông thuật văn hò hét làm nhân vật chính. Hôm nay cuối cùng cũng có thể được hãnh diện một phen. Tề Bình có nói, chú đấu khuyển này ở phương Bắc là bách chiến bách thắng, trước giờ chưa gặp được địch thủ. Tiểu hoa tử hít một hơi thật sâu, từ tận đáy lòng khen ngợi. Chó tốt, tôi ở đây 5 năm rồi, chưa từng thấy qua con thổ tá nào uy mãnh như vậy. Tuy quy mô trại nuôi chó của nghiêm bác lớn, nhưng chưa từng nuôi qua loại thổ tá cấp bậc hoành cương, như vậy, chỉ có huấn luyện một con cấp bậc đại quan thôi, cơ bản cũng đã khó địch nổi rồi nhưng năm ngoái đã bại dưới tay con bỉ đắc của diệp đại thiếu gia bị cắn chết tại chỗ tất nhiên con thổ tá đó của trại nuôi chó chỉ là cấp bậc đại quan dù sao thì cũng chưa từng đi nhật tham gia giải đấu không có trình độ cấp bậc chính thức tuy nhiên dựa trên sức chiến đấu mà đánh giá hẳn là đạt tới cấp bậc đại quan rồi tối hôm nay vẫn là quy tắc cũ à tiểu quế tử hỏi vâng diệp đại thiếu gia đã đem con cao cây đến uông nhị thiếu gia thì đem tới con chó ngao ý tại sao vậy con bỉ đặc và đỗ cao của họ đâu tiểu quế tử kinh ngạc hỏi tiểu hoa tử cười nói hai chú cho đó của diệp đại thiếu gia và uông nhị thiếu gia đều ở cấp bậc quán quân không thể trận nào cũng ra đánh cần phải có sự tịnh dưỡng nhất định cho chúng có sự khôi phục tinh thần nhất định tề bình càng hiện vẻ thất vọng nhưng lại không nói ra miệng được những đại thiếu gia như diệp đại thiếu gia và uông nhị thiếu gia không phải là người mà gã có thể bình phẩm được, ngay cả những chủ đề như vậy cũng không tiện nói. Phần lớn những việc như vậy đều là do tiêu nhị thiếu gia và giang thiếu gia, quế thiếu gia chiếu cố cho gã, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không vì gã mà để xảy ra xung đột với hai vị đại thiếu gia phân lượng ngang ngửa nhau đó. Tiểu quế tử lại tỏ ra khác hưng phấn cười nói. Nhị ca, xem ra hôm nay sẽ kiếm được khá khá đấy. Tiểu quế tử tuy thích chơi chó, nhưng trong mắt anh ta, kiếm tiền vĩnh viễn vẫn là trên hết. Tề Bình đặc biệt đem chú chó này từ phía nam qua. Tuy dũng mãnh nhưng nếu đấu với Bỉ Đắc của Diệp Hạo Văn hay với Đỗ Cao của Uông Thuật Văn vẫn chưa thể chắc thắng được. Bây giờ hai chú chó đó không ra đấu, phần thắng của con thổ tá là rất cao. Bình thường mà nói, giữa những đại thiếu gia như vậy sẽ không có phát sinh việc đối kháng trực tiếp như vậy. Con Bỉ Đắc của Diệp Hạo Văn cũng chưa từng đấu với Đỗ Cao của Uông Thuật Văn. Ai thắng ai thua đều rất không tốt, tổn thương mặt mũi nhau cũng sẽ tổn thương tình cảm lần trước vì Azzelena, Tiêu Nhất ca đã trực tiếp dạy dỗ Uông Tam thiếu gia và Diệp Đại thiếu gia, cũng được xem là một trường hợp đặc biệt. Azzelena thật sự là một báu vật, là một người đàn ông cũng sẽ nhịn không được mà đi tranh giành. Tiêu Thiên mỉm cười, nói: Xem tình hình rồi tính tiếp vậy, không thể chủ quan được. Tề Bình vội nói: Nhị thiếu gia, anh cứ yên tâm. Lại nhìn con thổ tá bên cạnh, vô cùng tự tin. Các vị, xin mời tiểu hoa tử dẫn mấy người bọn họ ra trường chó. Đấu trường chó này của nghiêm bác, không những đất đai rộng lớn, bên trong trang hoàng cực kỳ xa hoa, có chút giống với trường đấu thú cổ ở Roma. Đài hình tròn đặt ngay chính giữa, được bao bọc bởi rào bảo hộ thép, tầm nhìn khá tốt. Đây chính là trường đấu chó. Khán đài hình tròn, ngăn thành nhiều lô, mỗi lô đều được trang hoàng khá xa hoa. Sao không xem thử, những người đến đều là những ai? Tất nhiên, những tên siêu cấp đại thiếu gia tương đương như Diệp đại thiếu gia, Uông Nhị thiếu gia và Tiêu Nhị thiếu gia, có mặt ở đây dù sao cũng là số ít, đa số vẫn là những làm ăn có tiền có thế. Đối với thân phận của những vị công tử gia như vậy, bên tại nuôi chó cũng sẽ giữ bí mật. Mấy vị công tử gia là đến đây tìm niềm vui, nếu như bị những tên thương nhân có dã tâm dựa dẫm địa vị vây lấy họ thì sẽ không hay chút nào. Đám người kia chỉ biết lai lịch của Diệp thiếu, Uông thiếu và Tiêu thiếu. Còn cụ thể lai lịch của họ lợi hại như thế nào, đó là việc không thể biết được. Hôm nay trường đấu khá là náo nhiệt. Đã có không ít người khách ngồi xuống rồi, ăn to nói lớn, không xem người xung quanh ra gì. Con thổ tả không có theo vào trong, đã được tiểu hoa tử mang vào trong phòng nghỉ. Tất cả những con đấu khuyển, đều được không được phép đưa vào bên trong khu khán giả. Những con đấu khuyển này thấy máu quen rồi, giã tính rất cao, thật sự là hết sức hung tợn không may ở khán đài phát sinh chuyện không hay thì rất khó có thể khống chế được những vị khách có thể vào đấu trường chó này đều phải chịu ý hết mực bất kể là cắn thương ai nghiêm bác cũng không thể gánh được nếu chẳng may cắn phải diệp đại thiếu gia uông nhị thiếu gia và tiêu nhị thiếu gia bọn họ những người khách cao quý như vậy sẽ không phải là đền tiền đơn giản như vậy giải quyết không được là trại chó này sẽ bị đóng cửa mất chuyện như vậy tuyệt đối không thể mạo hiểm được Diệp Hảo Văn và hai anh em Uông Thuật Văn Uông Phi không ngồi cùng một lô ghế, cách cũng khá là xa. Lô ghế của họ nằm ở vị trí tốt nhất, cao cao tại thượng, tầm nhìn khá là rộng, toàn bộ võ đài đều được thu gọn trong tầm mắt. Tiêu Thiên trong lúc có đám đông vây quanh, xuất hiện ở lô ghế có cùng độ cao như vậy, sắc mặt của Diệp Hảo Văn Uông Thuật Văn Uông Phi lập tức trở nên trầm xuống. Uông Phi thì, hừ, một tiếng lạnh lùng, mùa xuân năm trước, Uông Phi đã xuất viện, tuy đã trải qua 3 tháng điều trị tỉ mỉ, nhưng nội thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, sau đó lại phải tiếp tục dưỡng thương thêm vài tháng, mới có thể miễn cưỡng là đã khỏi hẳn. Một quyền đó của tiêu phàm, thật sự là chịu không nổi, đoán chừng để có thể hồi phục hoàn toàn cũng phải mất thời gian một năm mới có thể hồi phục được. Nhìn thấy tiêu thiên cùng bọn người giang vỗ thành, tiểu quế tử cười nói vui vẻ, sắc mặt của Uông Phi càng thêm đen như lọ nồi. Uông Tam thiếu ra hai mươi mấy tuổi đầu, chưa từng phải chịu thiệt như vậy thù này, sớm muộn gì cũng phải trả. Chỉ là mới nghĩ tới tiêu phàm thôi, Uông Phi liền từ tức giận chuyển sang sợ toát cả mồ hôi lạnh. Báo thù như thế nào, thật sự là phải suy nghĩ kỹ, quyết không thể manh động. Chẳng may lại chọc giận tiêu phàm, e rằng Uông Tam thiếu ra phải đến vùng rét hàn ở Tây Bắc mà tránh nạn. Cái nơi khỉ ho cò gáy như vậy, Uông Phi vừa nghĩ tới thôi đã ngán ngẩm, nghĩ tới những ngày tháng như vậy, Uông Phi lập tức cảm thấy nhức đầu, thật sự không muốn thử thêm một lần nữa. Tuy nhiên Diệp Đại Thiếu Gia và Uông Nhị Uông Tam Thiếu Gia cũng không nhìn Tiêu Nhị Thiếu Gia cố lâu, lập tức bị hấp dẫn bởi một lô ghế khác. Những lô ghế dạng như vậy, tổng cộng có 6 lô. Có thể quan sát lẫn nhau, điện thoại trong mỗi lô ghế cũng có thể gọi cho nhau được. Xuất hiện ở lô ghế đó là hai vị mỹ nữ. Cô gái lớn hơn nước chừng là 25 đến 26 tuổi, diện một chiếc váy hoa hồng tím, để kiểu tóc búi tinh tế, khí chất đoan trang hiền thục. Cô gái trẻ tuổi hơn, nhiều lắm cũng không tới 18 tuổi, ăn diện khá thời thượng, tóc được nhuộm xanh lục, một đôi mắt sáng long lanh, lông mi dài cong vút, chẳng khác nào là phiên bản người thật của búp bê Barbie. Hơn nữa, búp bê Barbie cũng tuyệt đối không đẹp được như vậy, càng không có được vẻ tinh nghịch như vậy. Đại mỹ nhân từ từ ngồi xuống, tiểu mỹ nhân thì trực tiếp dựa vào thành lan can, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt hiện vẻ thán phục, gần như là lần đầu tiên tới những nơi như thế này tràn đầy vẻ tò mò. Trường đấu chó lập tức vang lên những lời bình luận ong ong, một đám nam nhân chịu không nổi liền ghé sát tai nghe ngóng, tiểu mỹ nhân này là từ đâu mà ra. Người khách có thể vào được trường đấu chó này, ai mà không hiểu biết rộng. Có lẽ mỹ nữ mà họ từng chơi đùa qua, so với số cô gái mà nam nhân bình thường cả đời nhìn thấy còn nhiều hơn. Nhưng mà tiểu mỹ nhân yêu kiều đáng yêu đến mức như vậy, quả thật là hiếm thấy. Quyền thiên thiên cửa ơi dài, ánh mắt lơ đáng nhìn lướt qua bọn người tiêu thiên, diệp hạo văn, uông thuật văn, uông phi, khóe miệng yêu kiều nhẹ nhàng nhếch lên một chút. chương 135, cơ khinh Sa. Hai lô ghế còn lại vẫn còn chưa vén màn lên, nhưng đã sáng đèn. Trong lô ghế xa hoa, cơ khinh Sa ngồi yên lặng, một thân đen, giữa hai ngón trỏ là ngón giữa thon dài, kẹp một điếu thuốc nữ sĩ vị bạc hà, móng tay sơn màu đen, mái tóc đen tuyền được búi lên tạo kiểu một cách tinh tế trên cái cổ trắng ngần có đeo một sợi dây truyền hồng bảo thạch sáng mê ly dưới ánh đèn mông lung trắng như tuyết đỏ như máu đỏ mang theo một sức hấp dẫn không thể giải thích thậm chí là mê hoặc ở vùng kim yến ngọc quan âm cơ kinh xa là một huyền thoại cơ kinh xa rất đẹo đẹp đến mê hoặc gương mặt thiên sứ dáng người ma quỷ cũng không đủ để hình dung vẻ lạp y gờ lơ diêm dúa của ngọc quan âm những nam nhân gặp qua cô gái này không ai là không say mê điên cuồng. Không ít nam nhân đều hình dung rằng, cơ khinh xa có một gương mặt thanh xuân của ngọc nữ, có thân hình nóng bỏng của một thiếu phụ, có khí chất của một mỹ nữ tài trí. Đây là một cô gái có thể khiến cho nam nhân vừa nhìn là quên mất tuổi tác thật của cô ta. Cơ kinh xa sở hữu một sản nghiệp cực kỳ khổng lồ, gần như không có ai biết sốt của cô có bao nhiêu công ty, bao nhiêu tài nguyên, càng không biết được mạng lưới quan hệ của cô lớn đến cỡ nào bất cứ kẻ nào muốn điều tra cặn kẽ, ngọc quan âm, đều phí công vô ít. Những lời đồn có liên quan tới cơ kinh xa có vô số phiên bản khác nhau, không có cái nào là đầy đủ chi tiết cả, càng không có cái nào có thể khiến người ta tin được hoàn toàn. Những phiên bản đồn đại này đều có ba điểm chung. Thứ nhất, phụ thân của cơ kinh xa năm xưa từng là đại doanh nhân có danh vọng nhất ở Kiên Hiến, cũng là trọng tài, giữ uy tín nhất của thế giới ngầm. Tại thời điểm hưng thịnh nhất, đột nhiên bị sát hại, Tập đoàn cơ thị cực kỳ to lớn trong nháy mắt sắp sụp đổ, kẻ địch trong tối ngoài sáng lũ lượt xuất hiện. Trong đó bao gồm cả những ông lớn trong quan trường, đại tướng nơi cương quyền lực nhất tỉnh. Thứ hai, lúc đó cơ kinh xa đang du học nước ngoài vội vàng về nước, tiếp quản cơ nghiệp khổng lồ đang gặp nguy trong cơn phong ba bão táp này. Chưa đến một tháng, tập đoàn cơ thị nhòe vậy mà một lần nữa đứng vững lại được. Tiếp sau đó ba năm, kinh yến xảy ra một trận cuồn phong lớn, toàn bộ những kẻ thủ của cơ gia, Kẻ chết người bị bắt, không ai có một kết cục tốt cả. Thứ ba, tập đoàn Cơ Thị, trong bàn tay tài giỏi của Cơ Kinh Sa, vượt qua cả cha mình đạt tới một đỉnh cao mà ít ai có thể nghĩ tới. Cơ Kinh Sa trong câu chuyện này, rốt cuộc là đóng một nhân vật như thế nào và rốt cuộc có một vai trò như thế nào, không ai có thể biết được. Mọi người chỉ biết, trong thế giới ngầm, Ngọc Quan Âm tùy ý nói một câu, đó chính là vương pháp lệnh vua. Anh có thể không nghe theo nhưng anh nhất định phải chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi đi ngủ hãy nhìn thật kỹ thế giới xung quanh rất có thể đó là lần cuối cùng mà anh có thể đánh giá những thứ quen thuộc ở xung quanh mình sau lưng cơ kinh xa chỗ tối mà ánh sáng không chiếu tới được có một bóng người cao to yên lặng tới mức gần như là không tồn tại duy chỉ nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ đôi mắt tinh thường đó mà thôi đây là một nam nhân gần giống như một âm dạ ma thần tóc ngắn bình bình tuy ẩn nấp trong bóng tối nhưng luồng sát khí kinh người đó cũng không cách nào có thể che giấu mà tràn ngập khắp khu khán đài này, không đâu là không có. Cơ kinh xa hút thuốc từng hơi từng hơi một, cái váy dài màu đen quấn lấy thân hình kiều diễm kiêu xa ở trong một cái ghế salon ra cũng màu đen, hình thành một đường cong mỹ miều, hệt như một bức điêu khắc đẹp tuyệt mỹ. Cóc cóc, cửa của khu khán đài này được gõ vang, mang theo một vẻ kính cẩn, cẩn trọng. Mời vào, đôi môi đỏ của cơ kinh xa khẽ mở, âm thanh hơi khan cất lên, tràn đầy tình tứ cửa từ từ được mở ra, nghiêm bác nhẹ nhàng bước vào. Nghiêm bác khoảng 40 tuổi, thân hình không cao, cả người đều hiện ra vẻ khôn khéo giỏi giang. Nhưng có thể thấy rằng, cẩu vương, danh chấn ở kinh thành, hình như đang có chút hồi hộp. Ở trước mặt cơ kinh xa, nghiêm bác không có cách nào để không hồi hộp được. Những kiện tướng đắc lực dưới trướng của cơ kinh xa khi đứng trước mặt cô, đều có biểu hiện không khác gì nghiêm bác có lẽ chỉ có phạm nhạc lúc nào cũng ở bên cạnh cơ kinh xa là ngoại lệ mà thôi. Trong mắt của mọi người, phạm nhạc và cơ kinh xa là một. Không ai từng phỏng đoán qua quan hệ của phạm nhạc và cơ kinh xa. Tất cả đều tin rằng, cơ kinh xa suốt đời này cũng sẽ không xuất giá. Không có bất kỳ người giàn ông nào có thể xứng với cô ta. Phạm nhạc cũng vậy. Cho dù lai lịch của phạm nhạc còn thần bí hơn cả cơ kinh xa, lúc cơ kinh xa về nước, phạm nhạc đã ở bên cô ta, từ đó về sau, chưa rời nhau bao giờ. Không ai biết Phạm Nhạc là người ở đâu, càng không biết tại sao Phạm Nhạc lại theo cơ kinh xa như hình với bóng. Giống như cơ kinh xa, Phạm Nhạc cũng là một bí ẩn. Không ai biết được đáp án. Mọi người chỉ biết, bất kỳ ai muốn gây bất lợi cho cơ kinh xa, việc đầu tiên phải làm là gợi yêu ta ít Phạm Nhạc. Vấn đề là, cho đến tận bảy giờ, Phạm những ai đã làm thử việc này, đều đã biến thành người chết rồi không có bất kỳ một ngoại lệ nào. Nghiêm bác nhẹ nhàng bước tới trước mặt của cơ kinh xa, đứng cách không xa mấy, hơi khom lưng, hạ giọng nói. Cơ tổng, đoạn khổng tước đã đến rồi. Mời gã vào đi, vâng. Nghiêm bác một chữ cũng không dám nói thêm, liền nhẹ nhàng lui ra ngoài, tiếp sau đó, dẫn tới một người. Một người nam nhân tuấn tú tầm 30 tuổi, những đường nét góc cạnh trên mặt rất rõ ràng, vai rộng lưng thẳng, thân hình gọn gàng chính là danh sưng thiên nam tiểu vương gia đoạn khổng tước nhìn qua sắc mặt của đoạn khổng tước có chút trắng nhợt khá gầy đoạn tiểu vương gia trước đó không có dáng vẻ như vậy đâu cơ kinh xa vừa nhìn đã biết đoạn khổng tước đang mang nội thương một đoạn tiểu vương gia thường ngày rất kiêu ngạo mắt nhìn cao hơn cả chán khi ở trước mặt cơ kinh xa cũng vẫn cung kính giống hệt như nghiêm bác hết sức khúm núm đi đến trước mặt cơ kinh xa cúi đầu cung kính vấn an cơ kinh xa gì cơ, chào gì. Trên thực tế, đoạn khổng tước cũng không thể xác định tuổi của cơ kinh xa có phải chăng là lớn hơn mình. Cơ kinh xa năm xưa lúc đi du học, tuổi cũng không lớn lắm. Nhưng cụ thể là bao nhiêu tuổi, không ai biết được. Cơ kinh xa không có anh chị em gì cả, sau khi cha mất, hầu như không có ai biết được tuổi thực của cô. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, đoạn khổng tước buộc phải giữ quy tắc nghiêm ngặt. Mấy năm về trước, đoạn khổng tước đã từng đi theo cha mình là đoạn thất tinh đến thủ đô cùng đoạn thất tinh đích thân đến nhà thăm hỏi cơ kinh sa chính lúc đó đoạn thất tinh đã bắt anh ta phải gọi là gì cơ rồi cơ kinh sa là người duy nhất khiến đoạn khổng tước kiêu ngạo ngang ngược phải nể sợ từ trong nội tâm hơn một tháng trước ở khánh nguyên đại tử điếm bị yến tây lâu một quyền đánh bại ói cả máu tươi đối mặt với tổng đà bá tử hoàng bân uy trấn tây nam đoạn khổng tước cũng chưa từng hạ thấp ngạo khí của mình nguyên nhân là vì thái độ của cha y đoạn thất tinh đối với cơ kinh xa từ ngày đoạn khổng tước hiểu chuyện chưa từng thấy đoạn thất tinh khách sáo với bất cứ ai trong đó bao gồm cả bí thư của tỉnh thiên nam cả những nhân vật lớn ở thủ đô nghe nói địa vị rất là cao đoạn thất tinh ở trước mặt họ cũng là cười nói vui vẻ không có ở thế hạ phong đến rồi sao trên đường vất vả rồi cơ kinh xa vươn ngón tay trắng nõn thon dài ra đem thuốc lá nhẹ nhàng đặt vào gạt tàn thuốc mỉm cười nói. Cảm ơn dì cơ đã quan tâm, không vất vả chút nào ạ. À. Đoạn khổng tước vội nói. Sự thật là, anh ta tới thủ đô đã được một thời gian rồi, đã cầu kiến cơ kinh xa ba lần, hôm nay mới được cho phép đến nơi đây để gặp mặt. Ở trong này đoạn khổng tước phải hết sức kiềm chế, không để lộ một chút tính xấu gì hết. Đoạn thất tinh đã từng cảnh cáo y, tính cách của cơ kinh xa và Hoàng Bân là không giống nhau. Y có thể sống mà trở về từ Khánh Nguyên, là vì Hoàng Bân nhớ đến nghĩa khí của giang hồ đồng đạo ở Tây Nam. Không muốn khiến bào ca với đoạn gia thiên nam này sinh xung đột chính diện. Nếu ở kinh thành mà cũng ngạo mãng như vậy, kết quả sẽ khác rất xa. Nhiều năm nay, đoạn khổng tước hành tẩu giang hồ, đây cũng là lần đầu tiên đoạn thất tính cảnh báo y một cách nghiêm khắc như vậy. Đoạn khổng tước cũng tin rằng cha mình không đặt điều nói quá. Tiểu vương ra, mời ngồi. Đoạn khổng tước vội vàng khom khom người, luôn miệng nói. Không dám, không dám, xin gì cơ cứ trực tiếp gọi tên của tôi là được. Cơ kinh xa cười nhật nhạt, nói. Mời ngồi. Vâng. Đoạn khổng tước theo lưới ngồi xuống sofa, hai tay đặt lên đầu gối, sống lưng thẳng tắp, tư thế ngồi đoan chính vô cùng, hết sức chăm chú nhìn cơ kinh xa, không dám có chút thất lễ. Ánh mắt của cơ kinh xa nhìn một vòng quanh gương mặt của đoạn khổng tước, vô cùng dịu dàng. Đoạn khổng tước lại thả lỏng người một chút. Khổng tước chuyện xảy ra ở khánh nguyên đoạn vương gia trong điện thoại có nhắc tới sao rồi thương tích vẫn chưa hồi phục à đoạn khổng tước gương mặt đỏ ẩn dì cơ đều tại tôi học nghệ chưa tinh làm mất mặt của cha tôi ha ha không thể nói như vậy được giang hồ quá rộng lớn thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân không có ai dám tự xưng là thiên hạ vô địch tôi tin rằng đoạn gia thiên nam không yếu chút nào cảm ơn dì cơ đã khen ngợi tôi thật sự rất là hổ thẹn đoạn khổng thước tỏ vẻ lễ độ trước giờ chưa có. Con trai của đoạn thất tinh căn bản là không phải kẻ ngốc. Ngang ngược ngạo mạng và ngu ngốc đần độn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nghe nghiêm bác nói, người từ phương Nam dẫn tới một con chó ngao Tây Tạng. Vâng, gì cơ, đó là một người bạn của cha tôi tặng, Phật sống ở can nguyên Ba Đan. Cơ kinh sa mỉm cười nói. Phật sống Ba Đan là đại sư huấn luyện chó có tiếng ở cao nguyên tuyết vực, chó ngao Tây Tạng là chính tay ông ta dạy dỗ, nhất định là cực phẩm. Cũng ổn, nghe nói là áp dụng phương pháp huấn luyện truyền thống nhất, là một chó ngao chân chính, không giống như chó nuôi ở nhà. Đoạn khổng tước cung kính trả lời, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên chút vẻ hào hứng. Ừ, chó ngao chân chính. Cơ kinh xa khẽ vuốt cằm, khóe miệng hiện lên nụ cười. Nói như vậy, tối nay ta có thể thưởng thức một trận long tranh hổ đấu rồi. Con thổ tá lúc nãy ta nhìn thấy, tuyệt đối là sở hữu sức chiến đấu ở tầm hoành cương. Trong mắt của người ngoài, nghiêm bác là cẩu vương, nhưng ở lĩnh vực đấu chó cơ kinh xa mới thực sự là chuyên gia. Trường nuôi chó và đấu chó này cũng là chính miệng cô ta bảo nghiêm bác lập ra. Đoạn khổng tước liền nói, tôi cũng rất kỳ vọng, không để gì cơ thất vọng đâu. Như vậy cũng tốt, sắp bắt đầu rồi, cậu đi đi. Nghiêm bác biết phải làm như thế nào rồi. Vâng, cảm ơn gì cơ. Đoạn khổng tước không dám nói thêm lời nào, đứng dậy, cúi đầu kính cẩn chào cơ kinh xa, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Cô thực sự muốn giúp y sao? Phạm nhạc vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối đột nhiên lên tiếng. Ừ, cơ kinh xa nhẹ gật đầu. Đó là con cháu họ hàng của tiêu gia đó. Vậy thì đã sao? Cơ kinh xa thản nhiên hỏi lại. Phạm nhạc không nói gì thêm, lại đứng lặng yên trong bóng tối. Audio điện tử võ tấn bền.